Chương 2696, thuần phục. Nếu như nói như thế thì không có gan thì thật sự không dám đến à? Diệp Phàm cười, phát hiện ra phong cách trưng bày của ngưu sở này đúng là mang đậm tính hoang dã thời nguyên thủy. Trên tường thì màu đỏ, và trên tường cũng treo rất nhiều xương cốt động vật như đầu trâu, đầu ngựa, lại còn có cả đầu lợn đã qua sấy. Bên trong có mùi mà khiến người ta khó có thể đoán được, Diệp Phàm vừa ngửi rồi đưa ngón tay lên tường sờ, đột nhiên kinh ngạc. Hồ Tuấn Thuyên vừa thấy đã cười. Không phải ngạc nhiên, màu máu trên tường không phải là màu sơn thông thường, mà là máu trâu trộn lẫn với nguyên liệu nhất định rồi quét lên. Vừa bước vào sẽ cảm nhận được ngay tính hoang dã của máu trâu. Anh xem, khung của chiếc bàn kia cũng là làm từ xương bò mà. Còn chiếc ghế này cũng là sau khi sấy khô xương trâu đi, giữ nguyên mùi mà thành. Đương nhiên là phải trải qua xử lý một cách đặc biệt, ngồi lên không thoải mái nhưng có chút ý vị. Đám người Diệp Phàm chọn lấy một chiếc bàn ghế bằng đầu trâu mà ngồi xuống, không khỏi cười nói. Đúng là chẳng thoải mái chút nào, cái mông này đã bị những góc cạnh kia làm cho đau nhức rồi. Nhưng đau tôi cũng phải thưởng thức thịt bò ở đây. Mẹ mày đau ấy, đó là kích thích, không quen thì đừng có mà đến. Không ngờ Diệp Phàm vừa dứt lời thì một âm thanh âm dương kỳ lạ phát ra, một chiếc đầu trâu ở bên cạnh ập tới. Lang Phá Thiên lao người qua như chớp, không thể nó bay vào người Diệp Phàm, và khiến cho nó bay ngược lại phía người đã tấn công ra. Diệp Phàm phát hiện ra người này hoàn toàn như một thổ phỉ, mặt đã vẽ đầy những thứ lộn xộn, không thể hiện rõ diện mạo. Cả người mặc một bộ cao bồi màu xanh lục, trên đầu còn có đội cả chiếc mũ bò rộng, che cả mặt lại. Thấy miếng sừng trâu bay quay trở lại, người này nhảy lên chiếc ghế đầu ngựa rồi lại đá chiếc sừng vào không trung. Bốp một tiếng giòn tan. Sừng trâu đã bị chặn lại, nhưng cũng đã bị đứt đoạn rồi. Một miếng sừng trâu bị đứt đoạn đã đập chắc vào mông tên kia. Diệp Phàm phát hiện, đồng tử của Hồ Tuấn Thuyên đột nhiên co lại. Trong lòng cân nhắc, có thể khi thấy Lang Phá Thiên dùng nội công để khống chế chiếc sừng trong không trung và đứt đoạn ra đã khiến Hồ Tuấn Thuyên phát hiện ra manh mối gì. Điều này nói lên điều gì, có thể Hồ Tuấn Thuyên là người giỏi võ hơn, và bản lĩnh cũng không phải nhỏ. Có thể người này cũng đang chơi trò giả heo ăn thịt hổ. Chỉ là làm bộ thôi, Diệp Phàm không khỏi cảnh giác. Thổ phỉ kia đã sờ mông rồi đứng dậy, cái quần màu xanh lục kia sớm đã bị sừng trâu làm rách ra rồi, để lộ ra một nửa quả mông không được nhẵn nhụi cho lắm. Ha ha ha, có người hét lớn. Lang nha, mông của anh lộ ra rồi kìa. Cái mông này, đúng là giống như mông trâu. Lại có người nói. Lại có người châm chọc nói. Mông của Lang Nha không có thịt, đàn bà không thích đâu. Thằng này sao lại dám đánh Lang Nha tao, mày chết chắc rồi. Lang Nha chạy đến quầy cầm một chiếc đầu bò hung hăng bước lên trước mặt Lang Phá Thiên mà nói. Cút ngay cho tao. Lang Phá Thiên cũng hung hăng muốn đấu với Lang Nha. Người ta là người máu lạnh, giết người không chớp mắt. Xương châu kia của Lang Nha đã bị Lang Phá Thiên xé tan tành ra. Cả người và xương châu cũng đều bị ném lên trên quầy ba. Người này liều mạng chẳng thèm suy nghĩ cũng muốn dừng lại nhưng lực của Lang Phá Thiên đúng là rất lớn, không dưới mấy ngàn cân. Nhìn thấy Lang Nha bị đập trên quầy đá đỏ, đã vội kêu lên. Mẹ kiếp, bà chị không ra tay thì Lang Nha này sẽ thành tử nha rồi. Chết là đáng đời. Trên lầu có tiếng vọng xuống. Bốp một tiếng Lang Nha lại bị ném bộp một cái lên trên kệ gỗ của quầy lớn. Lập tức là một hồi rầm rầm, cả dãy whisky cùng brandy đều vỡ tan tành. Còn vodka hình như lại quá chắc, cả một bình to đứng sừng sững mà lại không bị sao. Mông của Lang Nha đã bị ngồi lên những miếng chai lọ vỡ, toàn bộ xung quanh đã nhuốm màu máu đỏ tươi của y. Chị đúng là đáng ghét, em trai chị đã bị người ta đánh cho chết rồi đây này. Em bị nó làm cho tuyệt giống rồi. Nhà họ Kiều nhuế chúng ta tuyệt giống rồi. Lang Nha lớn tiếng kêu khóc. Tuyệt thì tuyệt, có chị ở đây rồi còn sợ không có người nối dõi sao? Lời nói không hề có chút tình cảm nào vọng ra, khiến cho người nghe hoàn toàn thấy kỳ quặc. Tháp tiên sinh, hôm nay chúng ta quá may mắn, có thể nhìn thấy hoang dã và thiên thần rồi. Hồ Tuấn Thuyên cười nói, kỳ lạ là trên mặt anh ta lại hiện lên kiểu thương hại, cứ như kiểu đám người Diệp Phàm sắp gặp xui xẻo. Kiều Nhuế vô khinh ở đâu? Diệp Phàm nhìn hướng lên cầu thang, cũng nghĩ rằng người muốn xuống dưới lầu chính là cô ta. Đúng là rất hiếu kỳ. Diệp Phàm rất hiếu kỳ mối quan hệ giữa Kiều Nhuế vô khinh kia và tên Lang Nha, cảm thấy có thể là tình cảm chị em rồi. Lang Nha này chính là em trai ruột của cô ta.
Hồ Tuấn Thuyên cười một tiếng, nói. Chúc mừng anh Tháp tiên sinh, anh đã đánh bại được em trai của cô ta, có thể là anh sắp gặp vận may rồi. Yên tâm, vận may này không liên quan đến các anh. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, biết rằng Hồ Tuấn Thuyên nói như vậy là không muốn dính dáng gì đến chuyện này. Trong lòng thầm chửi tên này chẳng ra sao, bản thân đã tự mời khách mà lại không quản gì. Có lẽ thầm nghĩ rằng thăm dò xem bản lĩnh của mình ra sao. Kiều Nhuê Vô Khinh đúng là một khối vàng thử. Đúng là hoang dã và thiên thần. Trên bậc thang xuất hiện một bàn chân trắng nõn nà chậm rãi bước xuống, mang theo giày cao gót màu tím than. Không lâu sau, lại lộ ra một chiếc váy, rồi cuối cùng cũng đã lộ ra toàn thân của một người phụ nữ. Cả đám người Diệp Phàm đều thầm ngạc nhiên, thán phục. Lông mày giống như màu nước xanh, môi hồng, răng trắng, trên đầu còn có chiếc lông trắng. Người này mặc trên người chiếc váy màu trắng sữa. Nếu như mặc cùng một bộ cánh giả nữa thì chắc chắn sẽ là một hình tượng thiên sứ thuần khiết vô cùng. Nếu như để đôi cánh của Sa Thiên cho cô ta thì hợp quá, Diệp Phàm nói thầm vậy. Thế này không giống dã thú mà, rất giống thiên sứ đúng không? Đường Thành phải thốt lên một câu. Ha ha! Hồ Tuấn Thuyên cười híp cả mắt lại, lắc lắc đầu, uống chén rượu trên bàn. Dầm một cái. Diệp Phàm cùng mọi người đều hoảng hồn. Thiên sứ thuần khiết như vậy không ngờ lại thô lỗ đập lên quầy, đập một tiếng mà rầm rầm vang lên. Những mảnh vỡ dưới sàn lần lượt như những viên đạn phi nhanh tới hướng Lang Phá Thiên. Quá là mạnh mẽ, đúng là có thú tính, chẳng nói câu nào mà giết người. Đường Thành thở dài nói. Gặp phải cảnh tượng hung dữ, những người xung quanh vội ngồi ngay vào sát tường, để tránh bị vạ lây. Nhưng họ cũng không phải sợ hãi mà ngược lại, ai nấy đều thấy rất thích thú. Muốn chơi à, được. Lang Phá Thiên cũng không phải vừa, giang rộng tay, một dòng nội lực tấn công đi. Những miếng vỡ kia bay trong không trung nhưng gặp phải cản trở của Lang Phá Thiên không thể xuyên qua được. Đập chết hắn đi, kẹp vào những lỗ thủng. Lang Nha xoa mông nhảy lên nói, anh ta rất hưng phấn. Hừ. Kiều Nhuế Vô Khinh hừ lạnh một tiếng ra trưởng về phía trước, một trưởng hung bạo lại được thể hiện ra. Những mảnh vỡ lại phát ra những ánh hào quang khác thường. Tiến gần đến nửa mét, nhưng Lang Phá Thiên cũng hô một tiếng, vung tay lên không trung đập vỡ mộ trai, người này cứ như biểu diễn ma thuật xong lại trở về bình thường. Kiều Nhuế Vô Khinh đã bực tức rồi, trừng mắt lên nhìn. Không ngờ lại há miệng ra mà thổi những mảnh thủy tinh kia bay ra. Mí mắt Diệp Phàm không khỏi nhảy lên bởi vì, hắn ta phát hiện ra miệng người này có thể thổi ra được dòng khí hung ác. Khí này mà đạp vào trai thì chắc chắn là sẽ bị vỡ tan tành. Lang Phá Thiên lạnh lùng khống chế muốn ổn định lại nhưng tình hình bất ngờ lại xảy ra. Hơi của Kiều Nhuế Vô Khinh không ngừng mà những mảnh thủy tinh vỡ lại kết dính lại thành một tảng băng lớn. Hình như hơi thở của Kiều Nhuế Vô Khinh có thể làm đóng băng tất cả, lúc này hôn một cái vào người Lang Phá Thiên. Diệp Phàm dùng con mắt ưng để quan sát tỉ mỉ, cuối cùng cũng phát hiện ra một chút manh mối. Khi Kiều Nhuế Vô Khinh thổi ra khí có chút kỳ lạ, khí đó phải là khí nóng. Khí này cuốn theo những phần tử nước trong không trung khiến cho nó kết hợp với những mảnh vỡ tụ lại thành một. Những mảnh vỡ sau khi tụ hợp lại có thể nghe theo lời của cô ta mà phi tới hướng của Lang Phá Thiên. Mẹ kiếp! Lang Phá Thiên nổi giận, tay vung mạnh từ trên xuống dưới như kiểu quất roi về hướng những mảnh vụn kết hợp lại. Răng rắc! Thấy những mảnh này sắp đập vào Lang Phá Thiên, nó đã nhanh chóng bị Lang Phá Thiên dùng một chưởng rạch làm hai. Kiều Nhuế Vô Khinh cũng nổi giận. Liều mình lấy nửa chai vỡ đập về hướng của Lang Phá Thiên. Lão Lang cũng tức giận, cũng dùng phương pháp đó để ném một mảnh khác trả lại. Oang một tiếng chói tai, khiến cho những người đã phải sợ nép sát vào tường phải trốn hết dưới gầm bàn. Bạt bạt, những mảnh vỡ đã tản ra bay như đạn, trong sảnh giống như mấy chục chiếc súng đang bắn đạn ra, binh binh băng băng phát ra, nét mặt Kiều Nhuế Vô Khinh khó coi hơn. Bởi vì tầng một của Ngưu Sở đã bị tan hoang một nửa rồi. Ghế tựa, bàn và quầy ba cả nhưng giá rượu cũng đã bị tan nát hết như một đống rác rưởi. Phải biết rằng những chiếc ghế này bằng xương này rất khó làm. Lại còn đắt hơn hẳn 10 lần so với những chiếc ghế gỗ thông thường. Mà mấy chục người đang trốn dưới những chiếc bàn báo phế cũng đã đứng lên, nhảy lên rồi lại khen ngợi, vỗ tay. Đám người này đúng là không sợ chết, cũng có mấy người bị thương nhẹ, thậm chí là có máu tươi cũng không để ý gì, lại còn kích động kêu to. Lại đi! Lại đi. Thậm chí có những người còn lấy máu tươi bôi lên mặt, lên cánh tay, nhìn rất kinh khủng. Cút ngay. Kiều Nhuế Vô Khinh bực nói,
văng ghế đi. Lập tức trong sảnh có hàng đoàn ghế bay nhay về hướng những người này. Đám người này thấy hung hăng như vậy chắc chắn không phải đùa rồi. Nên ai nấy đều cầm cái xương nào đó che trên đầu rồi chạy ra ngoài. Nhưng, tất cả đều khiếp sợ phát hiện rằng trong tầng 1 của sảnh, mười mấy bàn ngồi chỉ còn lại bàn của Diệp Phàm hoàn toàn không bị sao. Dường như bàn của hắn ta được bảo vệ vậy, đến cả ly rượu trên bàn cũng không tràn ra tí gì. Chương 2697, lấy ra 2 triệu, cút đi cho tôi. Hồ Tuấn Thuyên cũng khiếp sợ, lão Gris cũng khiếp sợ, lão này miệng há hốc ra mà vẫn còn chưa khép lại được. Còn Bạch Đức Quyền Vương 7 sao thì không những khiếp sợ mà còn hoài nghi, nhìn đông nhìn tây. Khi nãy Bạch Đức thấy có gì bay đến cũng đã nhanh chóng đứng dậy cầm lấy ghế để đập lại. Nhưng không ngờ bản thân bị chấn động xong lại không thể nhúc nhích được. Mắt thấy những thứ sắc nhọn đang lao về phía mình, nhưng những thứ đó lại bị cái gì chặn lại, trượt lên trên bàn rồi rơi xuống đất. Đây là ma lực gì, lẽ nào lại là ma pháp của Harry Potter sao? Quả thực là đơn giản, trừ phi nội lực của Diệp Phàm hình thành lên một cái chụp để chặn lại tấn công của những mảnh vỡ đó. Cho đĩa thịt bò thượng hạng đi bà chủ, tôi đây muốn nếm thử tay nghề của chị xem thế nào. Diệp Phàm cũng chẳng thèm nhìn những thứ ngang ngửa dưới đất, vẻ mặt thô bạo nhìn về phía Kiều Nhuệ vô khinh nói. Có thể Diệp Phàm đã xác định rồi, nội lực của cô ta có thể kém Lang Phá Thiên một chút nhưng cũng phải là từ thập đẳng mà lên. Chẳng qua thứ mà thổi từ miệng của cô ta ra có chút thần bí, nên mới khiến Lang Phá Thiên trong thời gian ngắn đã hòa nhau. Nhưng Diệp Phàm lại rất thích thú với những thứ mà được phun ra từ trong miệng của Kiều Nhuế vô khinh. Hắn ta lại âm mưu nghĩ phải đoạt được cái đó vào trong tay, nếu có thể dung hợp trong độc đàm thì khi tấn công chắc chắn sẽ tăng thêm gấp bội lần. Muốn có được bí mật đó thì trước tiên Diệp Phàm phải thu phục được bà chủ kết hợp giữa hoang dã và thiên thần này. Diệp Phàm cũng biết rằng người này sẽ rất khó mà khuất phục. Nhưng cũng phải thử một lần, Diệp Phàm muốn làm người thuần phục ngựa kia. Cút! Quả nhiên cô ta không nể mặt gì, hét lên với Diệp Phàm. Lúc này nói mà như dã thú đang gầm rú. Dám vô lễ với tháp gia của chúng ta sao? Bà chủ này có muốn tầng 2 cũng sẽ thế này không? Lang Phá Thiên giơ tay lên nói, vẻ mặt kiêu ngạo. Tháp gia, anh muốn ăn thịt bò gì, Tiểu Kiều sẽ làm cho anh ăn. Không ngờ lại xảy ra chuyện khiến ai nấy đều trố mắt ra nhìn. Ngay trong lúc này đã thay đổi. Kiều Nhuế vô khinh không ngờ lại vặn vẹo cái mông ưỡn lên trước mặt Diệp Phàm, rồi lại còn ngồi lên trên đùi Diệp Phàm. Khiến cho Hồ Tuấn Thuyên và Bạch Đức ngày trước muốn thất lễ với bà chủ này cũng phải ngây người ra, cảm thấy không hiểu gì cả. Ngày trước chỉ muốn sờ mông bà chủ này thôi mà đã bị cô ta cho hai cái đạp mà phải nằm việc 3 năm hôm liền. Không thể tưởng tượng được người con gái thiên sứ này lại có thể dụ dỗ, cười hớn hở, ngồi vào lòng tháp gia kia. Nhưng từ trước tới giờ chưa từng nghe thấy bà chủ này lại làm như thế. Đây lẽ nào? Thật quái lạ, trong lòng hai người đó không hiểu nổi được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng ngay chốc lát Hồ Tuấn Thuyên đã có cách nghĩ, có thể là vị tháp gia này gặp xui xẻo rồi. Biết điều là tốt, tháp gia thích thế. Diệp Phàm đúng là cao giá thật, đưa tay ra kéo vào hông bà chủ Kiều Nhuế vô khinh kia một cái. Người đàn ông đó chính là... Đỗ Thiên Thảo không hài lòng nói ra câu bất mãn trong lòng. Đột nhiên có cảm giác phần dưới có cử động khẽ, Diệp Phàm tay đã cứng đơ. Tách một tiếng, Kiều Nhuế vô khinh bị Diệp Phàm quăng cho một cái. Khuôn mặt trắng ngần của cô ta đột nhiên hiện lên dấu 5 ngón tay của Diệp Phàm tím bầm lên. Cô ta mở miệng thổi cái gì ra đó, nhưng Diệp Phàm nắm vào eo cô ta, rồi một tay nắm vào mông cô ta nói. Cô còn mở mồm ra thì ta tin chắc mông của cô sẽ thành 2 mảng. Mà sẽ còn có máu chảy đầm đìa, nếu muốn thì cứ động đi. Cô ta nghe xong liền cứng mình lại, còn Diệp Phàm tay nhẹ nhàng sờ, kẹp lại, lấy ra được chiếc dao dài chừng 10cm mỏng như tờ ở dưới mông của Kiều Nhuế vô khinh. Cũng không thể hiểu được sao con dao dài như vậy mà cô ta lại có thể giấu ở dưới mông lại đột nhiên mang ra để sát thương được. Nếu không phải Diệp Phàm sớm có nghi ngờ cô gái này có âm mưu thì khi để cô ta ngồi xuống đã đâm cho một cái rồi. Cô gái này khuôn mặt thì như một thiên sứ, nhưng lại độc ác hơn cả rắn độc. Đó cũng chính là lý do vì sao nói cô ta là hoang dã và thiên thần đúng là không uổng chút nào. Khi nãy cô ta nghe lời như vậy là bởi vì cảm nhận được lực của Diệp Phàm rất khủng bố, cùng lúc tháp gia nói ra thì cô ta cũng cảm thấy mông của cô ấy không phải là mông của mình nữa rồi. Vì thế, xem xét tình thế mà cô ta không thể tấn công. Tôi nói rồi, hóa ra là như thế.
Hồ Tuấn Thuyên xót xa, đúng theo những gì mà anh ta đã đoán. Nhưng, vỏ não của Hồ Tuấn Thuyên đã bắt đầu chuyển động. Vị tháp gia này không đơn giản chút nào, anh ta có thể giang tay ra với cô này mà hình như còn lợi hại hơn cả cô ấy. Vị công tử bộ lạc này đúng là người tài ba, mà chỉ số thông minh cũng không phải đơn giản, không dễ bị lừa. Ngoan, còn cái gì hay hơn lôi ra hết đi. Diệp Phàm thuận tay vỗ vào mông Kiều Nhuế Vô Khinh, hừ nói. Nhưng cô ta chỉ chổng mông lên mà không nói gì, nhưng khuôn mặt trắng kia bỗng đỏ hẳn lên. Không nói cũng được, ta sẽ đích thân kiểm tra thôi. Diệp Phàm thò ra hai đầu ngón tay cười đều, bắt đầu hành động. Không có. Kiều Nhuế Vô Khinh cuối cùng cũng mở miệng, trước mặt bao nhiêu người mà lại bị tên tháp gia này sờ soạng thì sau này ngưu sở này còn kinh doanh làm sao được nữa. Ngồi xuống đi, bảo đầu bếp cao thủ của em làm cho anh ít thịt bò đem lại đây, phải là loại ngon đặc biệt đấy nhé. Diệp Phàm vỗ nhẹ mông cô ta và nói, nhưng cô này nhanh chóng đã đáp lại. Tôi là người sáng lập ra ngưu sở, những gì mà họ làm ra là do tôi dạy dỗ. Vậy thì em đi, nhanh nhanh mang vài đĩa cho tháp gia dùng. Diệp Phàm nhẹ nhàng buông Kiều Nhuế Vô Khinh ra, cô này không quay đầu lại, miệng giáo huấn. Còn không thu dọn sạch sẽ sao? Sau đó đi vào bên trong. Một tiếng sau đã bắt đầu đưa thức ăn lên, thức ăn trên bàn toàn là thịt bò. Kiều Nhuế Vô Khinh còn tự mình bưng ra một khay bạc. Người con gái đã thay bộ quần áo mới, lần này toàn là màu trắng, nhưng hình như kiểu dáng giống như cô nàng dân bản xứ của bộ lạc, có điểm giống như trang phục dân tộc của nước chúng ta. Tháp gia, mời anh nếm thử tay nghề của tiểu Kiều đây. Kiều Nhuế Vô Khinh hồn nhiên cười, nhẹ nhàng đặt khay bạc lên trên bàn, sau đó lấy con dao trên đầu trâu nhẹ nhàng xiên miếng thịt rồi đưa lên miệng Diệp Phàm. Động tác rất nhẹ nhàng, tuyệt đối không phải kiểu nhân cơ hội mà cầm dao sắc nhọn để mà đâm chết Diệp Phàm. Diệp Phàm há to miệng rồi từ từ nhai, nuốt miếng thịt bò, hơn nữa vẻ mặt còn cười một cách thần bí. Cô nàng lại xiên miếng thịt thứ hai đưa lên, nhẹ nhàng. Cười một cách thuần khiết, người nào không biết thì còn nghĩ rằng hai người này là một đôi đang tình tứ lãng mạn. Ăn được ba miếng cũng phải gần nửa rồi. Nhưng đương nhiên đến miếng thứ tư mà cô nàng đưa lên thì đã bị bốp một tiếng giòn tan. Cô đã bị Diệp Phàm tát cho một cái, miếng thịt bay lên cả quầy ba. Anh, sao anh lại đánh em? Lẽ nào những người hầu hạ anh đều bị đánh sao? Anh đúng không phải là người, đồ súc sinh, không có tính người, khốn kiếp. Kiều Nhuế Vô Khinh tức giận mắng Diệp Phàm. Chính Đỗ Thiên Thảo cũng cảm thấy Diệp Phàm quá tức bực, lại làm thế với một người con gái, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Quay lại đây cho ta. Diệp Phàm giơ tay ra giật ngay cô nàng lại. Sau đó lại đưa tay ra, Đỗ Thiên Thảo sợ tới mức hét lên. Tháp gia, anh trúng độc rồi. Ha ha ha. Kiều Nhuế Vô Khinh đột nhiên cười phá lên, người này cười như bị tâm thần. Sau vài giây, mặt cô nàng có nổi lên những tảng mụn. Cô ta trừng mắt lên nhìn Diệp Phàm, cắn răng gừ gừ nói. Mạng của anh giờ là của tôi rồi, tiểu tháp, nếu anh nghe lời thì tôi sẽ giải cho anh, từ nay về sau anh chính là người làm của tôi, nghe rõ chưa, người làm nam của tôi. Hàng ngày phải rửa chân cho bổn cô nương, làm gì cũng làm, không nghe lời thì sẽ đánh chết không tha. Hồ Tuấn Thuyên đứng bên cạnh không khỏi sợ sệt mà rụt cả đầu vào. Còn Bạch Đức sớm đã sợ xanh mắt cả vào. Bố cho mày chết trước, cái loại lẳng lơ này. Lang Phá Thiên tức giận, nắm tay lại muốn ra đòn. Khoan đã. Diệp Phàm khua tay, ra hiệu Lang Phá Thiên không được ra tay, sau đó nhếch mép cười nói. Được lắm, thiên thần và dã thú. Muốn ta hầu hạ ư, được, giờ ta sẽ hầu hạ cô. Không phải sẽ mang nước rửa chân ra sao, dễ mà. Chúng ta lên lầu đi. Để tháp gia này rửa chân cho cô. Các anh đứng đây chờ, ta đi hầu hạ thiên thần rồi đã rồi nói. Diệp Phàm bất chấp tất cả kéo cô nàng lên trên lầu. Lang Phá Thiên đi theo nhưng bị Diệp Phàm trừng mắt lại lui lại. Anh ta cũng ngạc nhiên nhưng nhớ ra là Diệp Phàm là một cao thủ về độc công. Có thể là cô họ Kiều kia đã xui xẻo rồi. Người muốn làm gì, muốn chết đúng không? Kiều Nhuế Vô Khinh lạnh lùng nói. Chết thì cùng chết chứ. Chết dưới háng đàn bà cũng là phong lưu mà. Diệp Phàm cười bỉ ổi, đẩy chiếc ghế lớn, ầm một cái, cô họ Kiều đã bị Diệp Phàm ném lên trên sạp lớn kia. Bộ quần áo màu trắng sớm đã rách thành hai, hai con thỏ lớn trong chốc lát đã run rẩy đứng chào mời trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm không nương tay, một tay vừa nắn, bóp, vừa xoa. Hắn không thể thương hoa tiếc ngọc được rồi,
vì hắn đang muốn phát tiết. Cô nàng họ Kiều đau đến nỗi liều mạng mà giãy giụa, nhưng lại bị Diệp Phàm nắm chặt. Còn động nữa là hôm nay cho cô đi gặp Hưởng Đế luôn, còn em trai cô nữa cũng cho đi gặp luôn. Dám ra vẻ trước mặt Tháp gia này, không muốn sống nữa phải không? Diệp Phàm lúc này vô cùng hống hách. Lại rầm rầm vài cái nữa, lập tức, thân hình nõn nà của người kết hợp giữa hoang dã và thiên thần đang phơi ra trước mặt Diệp Phàm. Không phải nói gì, thân thể của cô họ Kiều đúng là thuần khiết như thiên thần, dù sao cô cũng là người da trắng, nên da rẻ cũng trắng tinh. Mà người thổ dân ở Mỹ đa phần toàn là người da đen nhưng da của cô nàng này lại không đen. Nhưng không giống làn da trắng của người da vàng phương Đông. Nhưng đó là màu sắc đặc biệt, mà nước da lại có tính đàn hồi như đứa trẻ 3 tuổi vậy. Chương 2698, anh, là đồ vô liêm sỉ. Nhưng tóc của cô nàng đích thị là màu vàng, mắt màu xanh, không chừng lại là kết quả lai tạo của người da trắng và người dân bản xứ. Anh đúng không muốn sống nữa sao? Cô nàng họ Kiều khàn khàn kêu lên, nét mặt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi. Cô tự cho rằng sau khi đầu độc thì có thể khống chế được cao thủ Tháp gia, nhưng không ngờ người này lại như điên không muốn sống nữa. Mạng cũng không bằng chơi gái. Diệp Phàm cười toáng lên, căn bản là hắn ta không có khúc dạo đầu mà cứ thế lao vào thôi. Cứ giống như công nhân dầu mỏ khoan thăm dò đường dầu vậy. Không đúng, công nhân dầu mỏ thăm dò phải thử một lần. Còn hắn ta căn bản là không thử gì mà chọc thẳng. Đồ súc sinh. Kiều Nhuế vô khinh kêu lên thảm thiết, phần bên dưới liền có máu chảy ra, máu kia còn rơi cả lên trên bàn. Thật hay, ở nước Mỹ mà vẫn còn tìm được cô gái còn trong trắng, đúng là hiếm có rồi. Diệp Phàm cười một tiếng. Dáng vẻ người này đúng là điên thật, không có chút thương xót nào mà cứ đùn vào, đẩy ra đến nỗi mà máu tươi cứ phun ra, toàn thân Kiều Nhuế vô khinh đã mềm nhũn. Cô đã không cảm thấy đau mà đã ngây người ra nhìn lên trần nhà không biết nghĩ cái gì nữa. Không lâu sau, cùng với động tác mạnh mẽ của Diệp Phàm, cô ta cũng có chút cảm giác, đã không ngượng ngùng nữa mà chủ động phối hợp cùng với Diệp Phàm. Đó là bởi vì Diệp Phàm là một cao thủ trong chuyện này, lại cộng thêm tác dụng của Thái Tuế nên không cần phải nói đến việc kéo dài nữa rồi. Sau khi hai người điên cuồng lên, trên bàn cơm đã lưu lại những vết máu loang lổ. Mang cho bà chủ bộ quần áo vào đây. Diệp Phàm thò đầu ra khỏi cửa phòng hô, không lâu sau có một nữ nhân viên mang theo bộ quần áo vào. Khốn kiếp, anh đã hại đời tôi rồi, nhưng anh chết chắc rồi, tôi có chết cũng không giải độc cho anh. Tôi là cao thủ chơi bò trong bộ lạc cao bồi, tinh độc bò này là được lấy từ nhỏ mà ra. Mà phải trải qua một loạt quá trình lai giống mới có được một miếng tinh độc bò nhỏ như vậy. Không có thuốc giải của chúng tôi, anh chết chắc rồi. Kiều Nhuế vô khinh khàn khàn kêu lên. Trước khi tôi chết thì sẽ khiến cô chết trước, mà tôi sẽ đến bộ lạc của cô, nếu như không đưa, với sức của tôi sẽ khiến cả bộ lạc cô tiêu tan cũng không thành vấn đề. Diệp Phàm lạnh lùng cười nói. Anh nghĩ diệt được hết toàn bộ lạc của tôi, như vậy anh đã quá ngu ngốc rồi. Hôm nay tôi sẽ cùng chết với anh. Kiều Nhuế vô khinh cắn răng mắng chửi. Cô có thể chết nhưng Tháp gia tôi đây vẫn muốn sống, là độc mưu tinh đúng không? Cô xem. Diệp Phàm cười một cách quái dị. Vươn tay ra. Kiều Nhuế vô khinh nhìn thoáng qua đã thấy sợ hãi, cô bất đắc dĩ hỏi. Sao lại thế được, độc này không ép được ra sao? Sao lại thế chứ? Các người không ép được ra nhưng không có nghĩa là tôi không ép ra được. Thế nào, còn muốn đùa giỡn nữa không? Diệp Phàm thản nhiên cười nói, lộ ra vẻ siêu sao. Tôi còn có chiêu gì để mà chơi nữa? Chúng ta có thể hợp tác kiếm tiền. Kiều Nhuế vô khinh không ngờ đã lấy lại bình tĩnh rồi nói. Cô gái này đúng là rất thật thà. Ồ, kiếm tiền bằng cách nào? Diệp Phàm hỏi. Ngưu sở của chúng tôi không có chuyện gì khác, nhưng thông tin cũng rất linh hoạt. Bởi vì khách đến ngưu sở đều là những đại gia có tiếng tăm. Mà lần này trên tàu Mã Lệ Châu Nạp có mời đầu bếp chúng tôi đến để xử lý món thịt bò. Nếu anh đồng ý hợp tác với tôi, đến lúc đó tôi sẽ làm hậu cần cho anh, và cung cấp thông tin cho anh. Tuy anh Kri dùng một quyền đánh gục được Củng Mã 4 sao nhưng không có nghĩa là anh có thể bước vào cuộc thi đấu chung kết trên Mã Lệ Châu Nạp. Không thể vào chung kết tức là anh đã uổng phí mất giai đoạn đầu này. Trận chiến này đòi hỏi cả năng lực, cả quan hệ và cả chiến lược cũng không thể thiếu. Mà trong đó còn có nhiều biến số không xác định, tôi tin rằng Mã Lệ Châu Nạp chính là giấc mộng cũng như là phần mộ mà các quyền thủ đến.
có thể vào trận đấu cuối cùng không những bản thân phải có năng lực cao siêu mà cũng còn phải có cả một đoàn hùng mạnh để tương trợ nữa. Nói cách khác, công lực của anh có cao bao nhiêu, cũng không thể tiến vào trận quyết đấu được. Những cạnh tranh giành giật bên trong hết sức kinh khủng. Thậm chí đối với những quyền vương có năng lực như các anh, chết cũng hoàn toàn là điều bình thường. Kiều Nhuế Vô Khinh cứ như kiểu hiểu được nhiều lắm. Ha ha, chẳng nhẽ cô còn hiểu quy tắc hơn cả tập đoàn Trang Chu sao? Diệp Phàm ra vẻ không tin. Mỗi người có một sở trường riêng, mỗi người lại có nhân sự riêng của mình. Nếu nói về tập đoàn Trang Chu, chúng tôi càng bí mật hơn. Thường những công ty rõ ràng sẽ chỉ có thẻ tương trợ anh ở đằng sau, còn nói về thăm dò kỹ hơn, sâu hơn thì họ rất khó có thể bới móc được. Còn chúng tôi ẩn trong bóng tối lại không giống thế. Chẳng có ai hoài nghi hay chú ý đến chúng tôi, còn tỷ lệ mà họ bị công kích sẽ là rất lớn. Anh nghĩ xem, một đối tác làm ăn của anh mà gặp nguy hiểm thì còn có thể bận tâm đến an nguy của anh không? Kiều Nhuế Vô Khinh khôi phục lại hình tượng thiên thần thuần khiết của mình. Vậy ba chúng ta cùng hợp tác kiếm tiền, một sáng một tối giúp tôi thì càng hoàn mỹ hơn đúng không? Diệp Phàm cười nói. Như vậy thu nhập của anh sẽ giảm rồi. Kiều Nhuế Vô Khinh hừ nói. Tôi cũng biết chút ít quy định trong nội bộ, thế này đi, ba chúng ta ngồi lại bàn bạc rồi hãy quyết. Diệp Phàm đề nghị. Tôi phải được nhiều hơn tập đoàn Trang Chu mới được. Kiều Nhuế Vô Khinh đúng là lòng tham không nhỏ. Dựa vào cái gì? Diệp Phàm hỏi. Thì dựa vào việc giờ tôi đã người phụ nữ của anh. Cô nàng ưỡn bộ ngực kia, suýt chút nữa thì đè cả lên mũi của hắn ta. Một mùi hương nhẹ nhàng lan tới, Diệp Phàm rung động một hồi. Nhưng hắn ta cũng cố chịu đựng không làm gì thêm. Bởi vì đây đang là bàn chính sự. Thế cũng tính sao? Diệp Phàm hừ nói. Chẳng lẽ lại không tính, thứ quý giá nhất của tôi cũng bị anh lấy mất rồi. Tôi biết anh là công tử tù trưởng đương nhiên sẽ có nhiều phụ nữ, tôi cũng không so đo gì danh phận với anh, nhưng anh phải thừa nhận tôi là tình nhân của anh. Cô nàng càng ngày càng cương quyết. Tình nhân hợp tác mà thôi. Diệp Phàm châm chọc nói. Anh muốn thế nào cũng được, ít nhất, anh cũng phải có chút lương tâm mới được. Tôi không sợ anh nói tôi tham tiền, tôi cũng muốn kiếm được nhiều tiền. Bởi vì bộ lạc của tôi cần tiền. Kiều Nhuế Vô Khinh nói. Ha ha, chỉ dựa vào thân thế của cô. Không phải cô nói có nhiều khách đến ngưu sở sao? Chỉ cần cô đồng ý, thì sao lại không có được nhiều tiền? Diệp Phàm lại gượng cười. Anh nghĩ tôi là loại người đó sao? Cô trừng mắt lên nhìn Diệp Phàm. Cô tuyệt đối không phải, bằng không cách cửa của cô sẽ không thể để cho tôi là người đầu tiên mở ra. Diệp Phàm gật đầu nói. Có người nói người ở nước tôi rất thoáng nhưng thực ra cũng chỉ là một số người, cũng còn có những người giữ gìn theo truyền thống. Mà tôi cũng chính là người thuộc lớp người sau. Hơn nữa, người muốn có được Kiều Nhuế Vô Khinh này phải là người cao hơn tôi. Nói cách khác, những kẻ bình thường cũng chỉ là cặn bã trong mắt tôi. Tiếc là tôi đã 25. 26 rồi nhưng cũng không gặp nhiều cao thủ. Có thì vẫn có nhưng tôi thấy không vừa mắt. Kiều Nhuế Vô Khinh lại trở nên kiêu kỳ đến vậy. Thế là cô nhắm chúng tôi sao, khi nãy còn có âm mưu với tôi. Có lẽ cô đã sớm tìm hiểu tôi rồi. Bây giờ nghĩ mới thấy hoàn toàn đúng, bởi vì thông tin cô rất lanh lợi, cô sớm đã biết tôi là ai rồi. Sau đó làm ra một cái bẫy chỉ để thu hút tôi, dụ dỗ tôi để hợp tác kiếm tiền sao. Mà thân thể của cô cũng là một quá trình trong đó hay nói cách khác cũng là một đạo cụ mà thôi. Đây chắc chắn là tôi đã rơi vào bẫy của cô rồi. Diệp Phàm đúng là vô liêm sỉ, bản lĩnh trả đũa của hắn ta đúng là vô cùng cao siêu. Anh, đồ vô liêm sỉ. Kiều Nhuế Vô Khinh tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, tức không nói lên lời. Lẽ nào lại không phải sao? Diệp Phàm đúng là ác nghiệt thật, nhìn chằm chằm cô ta, tự nhiên vì hợp tác mà lại trở thành những kẻ mặc cả. Cái này làm gì có tình, trong đó thực ra chỉ là có nhiệm vụ. Tiện thể mang chút tiền về nước hay đầu tư để kiến thiết quần đảo Chris. Bà xã thứ hai của mình ở trên đảo Chris, mà đối với tiền của người nước ngoài, trước giờ Diệp Phàm này không bao giờ nương tay. Nếu tôi là người mà dễ dàng mở cửa thì chắc chắn không đến lượt anh phải mở. Tôi thừa nhận là tôi cũng đã tìm hiểu về anh trước nhưng chỉ thấy rằng anh là người rất có tiềm lực thôi. Vốn khi anh đến tôi đã vui vẻ xem có thể có cơ hội để nói chuyện làm ăn với anh không. Nhưng không ngờ thằng em trai lại chọc tức các anh, từ đó mà dây dưa cả sang tôi. Cả đời này, lần này là lần thảm nhất của tôi. Tôi đã bồi thường bằng cách dâng hiến cả thân thể tôi.
vì thế tôi đưa ra định mức kiếm tiền cũng là hợp tình hợp lý. Đàn ông các anh cứ nhắc đến chuyện chăn gối là không thừa nhận. Nếu anh là người như vậy thì Kiều Nhuế Vô Khinh này cũng khinh thường anh thôi. Cô nàng họ Kiều vẻ mặt ngưng trọng, không giống như đang nói dối. Tháp gia tôi đây không đến nỗi không có nhân phẩm như vậy. Vừa nãy đã làm vậy với cô, nãy tôi cũng nhận ra là cô bẫy tôi, mà trước hết là cô muốn hạ độc hại tôi. Cô đã muốn hại tôi thì tôi làm chuyện đó với cô cũng là bình thường. Đây được gọi là gì, hòa nhé. Chúng ta không ai nợ ai cái gì nữa. Nhưng tháp gia tôi đây là người có tình có nghĩa, cô cũng vì bộ lạc, cuối cùng thì cô cần khoản tiền là bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi, nếu như lấy hết số tiền lần này kiếm được trong Mã Lệ Châu nạp quy thành 10 phần thì tôi lấy 4 phần. Cuối cùng thì Kiều Nhuế Vô Khinh cũng đã mở miệng nói. Ha ha, 4 phần, còn lại 6 phần là của tôi và tập đoàn Trang Chu có phải không? Lời này mà cô cũng dám nói ra ư, cô lại còn nhiều hơn cả khi tôi vào đấu, nắm nửa phần chết sao? Cái ý nghĩ này cô lên gác lại đi, tôi thừa nhận cô là một nửa người con gái của tôi, có cơ hội thích hợp thì tôi sẽ chiếu cố cho cô ít. Nhưng muốn là người phụ nữ của tôi thì không phải chỉ khua môi múa mép mà được đâu. Mà tôi phải thấy được thành ý của cô mới được. Còn nữa, người phụ nữ của tháp gia này tuyệt đối không được sằng bậy với thằng nào khác. Đây là ranh giới cuối cùng. Nói cách khác, cô muốn chơi cùng ai thì chơi, đừng có nói là người phụ nữ của tháp gia này là được rồi. Diệp Phàm cũng nghiêm túc nói. Anh cho tôi 4 phần, cả đời này tôi sẽ là của tháp gia anh. Kiều Nhuế Vô Khinh cũng tỏ thái độ kiên quyết. Cô đừng nghĩ là tôi đang đùa cô, tôi không thể bên cô cả ngày được. Nhưng nếu cô làm chuyện sằng bậy, tôi có mắt đấy. Đến lúc đó đừng trách tôi là lòng lang dạ sói. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì sao bộ lạc lại quan trọng với cô đến thế. Diệp Phàm chau mày, không hiểu gì, hỏi. Chương 2699, quy tắc mới. Bộ lạc không có gì quan trọng với tôi nhưng tôi đã từng thề. Tôi phải giúp cha tôi sửa lại Ngưu Thần Điện. Cha tôi là một tù trưởng trung thành của bộ lạc, tâm nguyện lớn nhất của ông ấy là như vậy. Nhưng bộ lạc chúng tôi không có tiền. Mấy năm nay tuy mở Ngưu sở ra để kiếm tiền nhưng vẫn chưa thể sửa được điện. Kiều Nhuế Vô Khinh nói. Một điện nhiều nhất cũng chỉ mất mấy chục triệu là cùng, làm sao mà để đến giờ vẫn chưa sửa được. Cô đừng nói là đến giờ mà Ngưu sở vẫn không có được mấy chục triệu chứ. Diệp Phàm thuận miệng nói. Không cho phép anh nói về Ngưu Thần Điện như vậy. Kiều Nhuế Vô Khinh hốt hoảng thét lên, trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Xem ra người trong bộ lạc rất tín ngưỡng Ngưu Thần Điện. Tôi không nói nữa, Ngưu Thần Điện cần bao nhiêu để sửa chữa. Thực ra Diệp Phàm cũng có hứng thú, cũng muốn đi xem Ngưu Thần Điện ra sao. Ít nhất cũng phải 100 triệu, đô la Mỹ. Hiện nay trong tài khoản của tôi mới chỉ có 3 phần 10 thôi, còn thiếu những 70 triệu đô nữa, tôi cũng có thể thề với Ngưu Thần Điện. Sẽ bỏ 4 phần tiền kiếm được lần này không giữ một đồng nào để tu sửa cho Ngưu Thần Điện. Xem ra cô nàng này đúng là thờ phụng điện thần này rồi. Nhưng, cũng không thể cho cô 4 phần được, Ngưu Thần là của các cô chứ không phải là của tháp gia tôi. Hơn nữa, bộ lạc của chúng tôi cũng còn lạc hậu, cũng cần khoản tiền lớn để xây dựng cơ sở hạ tầng. Ví dụ như làm đường. Cho nên, theo tính toán lần này, ta ít nhất cũng phải được một nửa. Còn cô và tập đoàn Trang Chu một nửa còn lại. Bằng không thì không cần bàn đến hợp tác này làm gì nữa. Đương nhiên, nếu nhìn từ góc độ cô là người phụ nữ của tôi thì có thể cô sẽ được phần cao hơn tập đoàn Trang Chu chút. Đương nhiên, vẫn phải bàn bạc lại với nhau mới quyết định được, bằng không cũng là tình nguyện rồi. Diệp Phàm nói. Không được 4 phần thì chẳng bàn bạc gì nữa. Kiều Nhuế Vô Khinh nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Không được thì thôi, có bàn không? Nếu không thì một trinh cô cũng không kiếm được đâu. Có rất nhiều tổ chức tin tức ngầm như các cô, tôi hoàn toàn có thể cùng hợp tác với họ. Diệp Phàm cũng lại nhìn chằm chằm lại. Anh đúng là vô tình. Kiều Nhuế Vô Khinh đã có chút nước mắt trong hốc mắt, nghĩ rồi nói. Tôi bàn, nhưng còn 5 phần còn lại tôi phải được 3 phần. Không được như vậy, nếu như cô đòi 3 phần thì chắc chắn người ta không chịu. Bởi vì công sức họ bỏ ra cũng đâu thua kém gì cô. Hay là thế này, một phần đó của cô tính vào của tôi lấy 6 phần, còn lại 4 phần là của cô và tập đoàn Trang Chu chia đều nhau. Diệp Phàm nói, anh đúng là tính giỏi thật vậy một phần đó anh có trả lại tôi không? Đúng là lừa trẻ con, đàn ông các anh, chỉ kéo quần lên là quên hết phụ nữ chúng tôi. Kiều Nhuế Vô Khinh cuối cùng cũng rơi cả nước mắt ra,
nhưng cô ngay lập tức gạt nước mắt đi. Coi như là quà tôi tặng cho người phụ nữ của tôi, cô tin hay không thì tùy, tôi đã nói rồi. Diệp Phàm giơ tay ra lau nước mắt giúp cô nàng. Tôi tin. Kiều Nhuế vô khinh gật đầu. Bàn bạc cũng với tập đoàn Trang Chu cũng kịch liệt, nhưng Diệp Phàm là người cầm đầu. Để chia đều ra đương nhiên Diệp Phàm không chịu. Sau 3 giờ đồng hồ bàn bạc kịch liệt cuối cùng cũng đã có quyết định, dựa vào tỷ lệ 6-2-2 mà tiến hành. Đã có được đai lưng quyền vương 4 sao rồi, Diệp Phàm cũng đã đủ tư cách bước đầu để vào Mã Lệ Châu nạp. Trận đấu sau đó Diệp Phàm không tham gia, đương nhiên là bảo mật nhất định rồi, và đương nhiên cũng là để thể hiện thần kỳ trong Mã Lệ Châu nạp. Trong 2 ngày rảnh rỗi Diệp Phàm đã ở cùng với Kiều Nhuế Vô Khinh, sau khi được Diệp Phàm chỉ bảo, cô nàng cũng đã dần thành thục. Hơn nữa cô nàng cũng có bản lĩnh cao, kết hợp với việc là có thuộc tính hoang dã của bộ lạc nên Diệp Phàm đã hoàn toàn nhận được khoái cảm thích thú. Mà Diệp Phàm cũng đã hiểu được chút tình hình của bộ lạc cao bồi này. Cô nàng còn nhiệt tình mời Diệp Phàm đến bộ lạc chơi. Vì rất hứng thú với Ngưu Thần Điện, lại còn có cả Ngưu Tinh Độc nữa, đương nhiên Diệp Phàm đồng ý thời gian rảnh sẽ đến tham quan nơi này rồi. Mà hai hôm nay Hồ Tuấn Thuyên cũng đã thu thập tài liệu cho Diệp Phàm. Nhờ đó mà Diệp Phàm cũng thuộc không ít những quy tắc trong quyền hội. Không có việc gì làm thì Diệp Phàm lại luyện huyết trích tử bạch hổ ngoại hình. Bởi vì huyết trích tử của Thanh Long đã bị Vân Quan tự cướp đi. Diệp Phàm tức đến ngứa răng, nhưng cũng không làm gì được. Diệp Phàm phát hiện ra bạch hổ huyết trích tử còn hung hãn hơn cả Thanh Long huyết trích tử, khi sử dụng đúng là có cảm giác hổ gầm, mãnh hổ. Mà Thanh Long huyết trích tử chỉ có thể di chuyển một ít. Buổi tối trước khi xuất phát, Kiều Nhuế Vô Khinh cũng gọi Diệp Phàm đến, hai người ân ái xong, Kiều Nhuế Vô Khinh nhẹ nhàng nói. Theo như tin tức mới nhất, quy tắc lần này có chút thay đổi. Thay đổi ở chỗ nào? Diệp Phàm hỏi. Đó là thay đổi về phía người tham gia, ngày trước lợi ích của người đặt và người tham gia không giống nhau. Lần này có thay đổi, ví dụ như bên A đặt 10 triệu, mà bên B chỉ có 8 triệu. Còn anh làm quyền sư thì cũng được chọn bên A hoặc bên B, nếu như anh chọn bên B, một khi mà anh thắng. Sau khi đã bồi thường 8 triệu, còn lại 2 triệu thì 2 triệu đó sẽ thuộc về anh. Kiều Nhuế Vô Khinh nói. Nếu tôi chọn bên B, giả dụ như thi đấu thất bại thì có phải bản thân tôi phải tự bỏ ra 2 triệu để bù vào không? Diệp Phàm hỏi. Anh không phải bỏ ra 2 triệu mà chỉ cần bỏ ra 600.000 là được rồi, cũng là 3 phần rồi. Việc này, cũng có thể là quyền hội đã suy nghĩ đến việc năng lực chịu đựng của quyền vương mà đã ra quyết định đó. Kiều Nhuế Vô Khinh gác hai chân lên đùi Diệp Phàm nói. Nếu như tôi chọn bên A mà thắng thì sao? Mà bên B không nhiều tiền như thế mà bồi thường, như vậy có phải là tôi đã thắng vô ích sao? Việc này, không hề công bằng với quyền vương chút nào. Diệp Phàm hỏi. Như vậy thì chỉ trách anh không gặp may thôi, mà lần đặt lần này không cho biết rõ số lượng đặt là bao nhiêu. Một khi trận đấu kết thúc mới được công bố. Kiều Nhuế Vô Khinh nói, cười một tiếng nói. Anh yên tâm, chúng ta cũng đã thăm dò rồi, đến lúc đó em sẽ bảo anh nên chọn bên nào. Thấy không? Ưu thế của chúng em đã được thể hiện. Chỉ cần anh thắng thì lần này đúng là kiếm lớn đấy. Nếu như không có sự giúp đỡ của em, anh có thể thắng cũng sẽ phải vất vả khó nhọc lắm. Đây chính là điểm lợi hại của Ngưu Sở. Lợi hại cái khỉ gì, có thể em có người thăm dò thì người khác cũng có thể có. Đến lúc đó nếu như người ta biết được bên B không đủ tiền bồi thường đều chọn bên B thì sao? Diệp Phàm hỏi. Đối thủ của các anh đều có thể chọn cùng một bên thắng. Nhưng phải xem kết quả thi đấu của hai người. Nếu như hai người cùng chọn lực bên B thắng, anh thắng thì anh có thể phân thêm vào 2 triệu ngoài. Còn bên kia thua thì phải bỏ ra 600.000 để bồi thường cho bên B, lấp chỗ 2 triệu mà khách đã đặt. Như vậy sẽ có lợi cho người đặt, quyền hội Tommy đã nghe từ nhiều phía nên mới thay đổi. Việc này liên quan đến lợi ích các bên, nên họ rất thận trọng. Kiều Nhuế Vô Khinh cười nói. Không chọn có được không? Diệp Phàm cười nói. Được, như vậy thì lợi ích mà anh kiếm được sẽ ít. Tuy là có mạo hiểm nhưng mạo hiểm đó lại xuống thấp đến mức thứ 3. Lấy mức 3 mà đổi lên mức 6, như vậy đối với quyền vương tức là có lời rồi. Kiều Nhuế Vô Khinh cười nói. Cũng đúng, ai mà chẳng thích tiền, nhưng không công bố số tiền mà họ đặt, chỉ sợ đến lúc đó lại ở một mức quá lớn. Ví dụ như khoảng mấy chục triệu đô, quyền thủ đã chọn bên đó chắc chắn sẽ không bồi thường được. Ngay cả 3 phần cũng không bồi thường được thì phải làm sao?
Diệp Phàm hỏi. Người ta cũng đều nghĩ ra cách rồi, ban đầu khi đăng ký anh phải chỉ ra được mức mà anh thầu. Ví dụ như anh phải đưa ra được thẻ ngân hàng chục triệu, sau khi họ chứng thực xong thì sẽ biết được mức độ đặt cược là bao nhiêu. Đến lúc đó sẽ nhắc nhở anh, nếu như số tiền của anh không đủ để mà bồi thường 3 phần thì người ta sẽ yêu cầu anh phải hạ mức đặt cược xuống. Ví dụ trong thẻ ngân hàng của anh có 10 triệu, giá mà người ta phải bồi thường nhiều nhất là 30 triệu. Nếu như anh thua thì 10 triệu kia của anh mất, còn nếu như anh thắng thì anh được 30 triệu kia. Cho nên quân át chủ bài nhất định phải chuẩn bị kỹ. Nguy hiểm lần này kiếm tiền cũng cao, quan trọng nhất là phải xem năng lực tấn công của anh ra sao. Nhưng anh có thể đánh được tôi tin rằng nếu anh không gặp phải quyền vương cao siêu thì chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được vụ này. Hơn nữa tỷ lệ đặt cược gấp 3 lần, khoản mua bán này đúng là rất có lời. Kiều Nhuế vô khinh cười nói. Xem cái vẻ mặt cô kìa, cứ như chưa nhìn thấy tiền bao giờ vậy. Diệp Phàm giơ tay ra nhéo một cái vào ngực cô nàng liền nói. Em đâu còn cách nào, chỉ là vì Ngưu Thần Điện, nên bất cứ giá nào em cũng phải làm. Giờ anh đã là người đàn ông của em rồi, anh phải ra tay, phải bỏ hết công sức để thi đấu để giúp chúng ta có được khoản tiền này. Bây giờ em chỉ coi anh là công cụ kiếm tiền chứ không phải là người đàn ông của em có phải không? Diệp Phàm liếc nhìn Kiều Nhuế vô khinh. Cả hai đều đúng, giờ khát vọng lớn nhất của em là kiếm tiền. Đương nhiên, em là con người có giới hạn, nếu có nhiều tiền hơn nữa thì em cũng không thể động lòng được hơn. Kiều Nhuế vô khinh nói. Đúng rồi, vì quân át chủ bài, thì Ngưu Sở và tập đoàn Trang Chu cũng sẽ đưa vào thẻ của tôi 100 triệu chứ. Quân át chủ bài của chúng ta đến lúc đó phải có em thêm thông tin. Tiền mà chúng ta kiếm sẽ ào ào mà đến. Diệp Phàm cười nói. 100 triệu, anh nghĩ hay quá đấy, khi nãy em đã nói chuyện với tập đoàn Trang Chu rồi. Anh ta nói quân át chủ bài này cũng phải dựa vào số phần mà chúng ta có được. Ví dụ như cả ba người cộng lại là 100 triệu, anh nhận về 6 phần thì anh phải bỏ ra 60 triệu, còn lại hai chúng em mỗi người 20 triệu là đủ. Kiều Nhuế vô khinh nói. Nhưng một phần của anh là của em mà, như vậy em sẽ bỏ ra 30 triệu đúng không? Diệp Phàm hừ nói, trong lòng thầm nghĩ đúng là hai con hồ ly giảo hoạt. Thì anh hãy bỏ trước ra cho em đi mà. Anh là công tử của tù trưởng bộ lạc em lại nghèo không có tiền. Kiều Nhuế vô khinh vừa nói vừa mát xa cho Diệp Phàm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2700, mặt mo trở về. Đừng dùng mỹ nhân kế trước mặt ông đây làm gì, vô dụng thôi. Diệp Phàm đặt tay vào tay Kiều Nhuế vô khinh, hỏi. Chúng ta dự định sẽ lộ ra bao nhiêu? Anh nói phải lộ bao nhiêu? Việc này phải bằng năng lực mới định ra được. Mấu chốt là có nhiều đương nhiên cũng thu được nhiều. Tuy nhiên, tôi lo lắng là anh vừa xảy tay ra sẽ làm toàn bộ tiền tích góp mấy năm của tôi cạn sạch. Nếu thật sự như vậy thì để Kiều Nhuế vô khinh tôi mặt mo mà trở về rồi. Kiều Nhuế vô khinh có vẻ hơi lo lắng nói. Nếu không tin tôi cũng không cần thể hiện ra, như vậy đi, tôi bỏ ra 100 triệu, các cô đóng góp 100 triệu, chúng ta có 200 triệu. Tôi nghĩ... Như vậy chắc mọi người cũng không thể nuốt trôi được đúng không? Diệp Phàm hừ nói, cũng là một khoản kinh phí lớn. 100 triệu đô la Mỹ này kế vĩnh viễn đã bỏ bao nhiêu công sức ra mới kiếm đủ đấy. Tuy nhiên, hôm trước Diệp Phàm kiếm được 30 triệu rồi. Diệp Phàm dự định lấy danh nghĩa cá nhân ra đặt cược kiếm tiền. Đến lúc đó có thể kiếm được một khoản tiền lớn sẽ đem đầu tư vào xây dựng quần đảo Chris. Đối với việc xây dựng quần đảo, mặc dù có đầu tư vào đấy mấy trăm triệu cũng như muối bỏ bể. Muốn thực hiện được lý tưởng của chính mình trách nhiệm của Diệp Phàm rất nặng nề. Tuy nhiên, Diệp Phàm đem việc này báo cáo với đồng chí Cung Khai Hà, đồng chí Cung Khai Hà không hề nghĩ ngợi gì kiên quyết cự tuyệt. Nói đây là tiền của nhà nước, là tiền để Diệp Phàm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ hậu cần, chứ không phải dùng để đặt vào canh bạc này. Hơn nữa, muốn giao cho Diệp Phàm phải lấy nhiệm vụ làm trọng. Dù sao đừng để bên ngoài đánh giá sai về chuyện tiền bạc. Đương nhiên Diệp Phàm đáp trả, biết đồng chí Cung Khai Hà không phải không thích tiền, mà là sợ mình thua ông ta không có biện pháp nào giải thích. Dù sao tiền này là tiền của nhà nước, không dễ mà động vào được. Hơn nữa, cho dù có thể kiếm được tiền, Cung Khai Hà cũng phải lo lắng có một số đồng chí có thể ghen ghét đố kỵ. Đến lúc đó kiếm tiền vì quốc gia cũng bị coi là lợi dụng công quỹ để cờ bạc sẽ bị mang tiếng xấu vậy thì cái được không bù được cái bị mất. Cho nên, anh ta ngẫm nghĩ một chút cuối cùng gọi điện thoại cho Lưu Vĩ,
mượn tập đoàn Lư Thị ở Thủy Châu 100 triệu đô la Mỹ, và mượn chỗ Mai Phán Nhi mấy chục triệu. Hơn nữa còn mượn tập đoàn Bàn Đế mấy chục triệu, tổng cộng cũng có 200 triệu. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng tỏ ý nếu kiếm được tiền sẽ có lợi nhuận cách xù đây. Cha Lô Vĩ cũng tỏ thái độ, nếu mà kiếm được sẽ phải chia lợi nhuận thế này. Nói đến tiền có thể chậm một chút, còn Mai Phán Nhi không ngờ cười khanh khách nói là kiếm được lời phải chia đôi cho cô. Diệp Phàm cười bỉ ổi dễ dàng nói sẽ chia đôi, chỉ cần có thể lên giường với anh ta là được. Kết quả là bị Mai Phán Nhi làu bầu một hồi. Sau khi hiệp thương xong, Tổng Giám Đốc Hồ và Kiều Nhuế quyết định mở rộng đầu tư lên tới 400 triệu với tư cách là vốn của Mã Lệ Châu. Ngày 8 tháng 7, đây là lần đầu tiên tổ chức hoạt động thi đấu quyền Anh trên một chiếc thuyền sang trọng như Mã Lệ Châu bên đảo. Thật ra nhìn thấy chiếc thuyền rộng lớn lộng lẫy mới cảm thấy mình thật nhỏ bé, cái này cao gần 20 tầng lầu so với hàng mẫu còn thật lớn. Đi lên bong tàu mới phát hiện mặt trên chia thành nhiều tầng, hơn nữa, toàn bộ bong tàu được trồng toàn hoa thảo mộc. Nếu không nhìn cẩn thận mọi người còn tưởng rằng đang đi bộ trong công viên hoa nào đó. Trên thuyền có sân tennis, sân bóng rổ, bể bơi, quầy bar, phòng khiêu vũ, phòng hát và các thiết bị khác. Tráng lệ vô cùng, cho dù chỉ nhìn bề ngoài nhưng Diệp Phàm không thôi chắc lưỡi hít hà. Mẹ kiếp, phải mất bao nhiêu tiền mới có thể sửa sang được thuyền như thế này. Diệp Phàm không kìm nổi thở dài nói. Bàn tay Kiều Nhuế vô khinh đặt lên tay Diệp Phàm khẽ cười nói. Nghe nói tổng vốn đầu tư du thuyền sang trọng này là hơn 2 tỷ, hơn nữa còn là đô la Mỹ. Chi phí cao hơn rất nhiều so với hàng mẫu. Nhưng anh nói sai rồi, hiện nay Nimitz là tàu sân bay lớn nhất thế giới, trong đó căn hào là nổi tiếng nhất. Mặt trên của chiếc tàu mẫu được trang bị tất cả những thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất, có thể đỗ 85 chiếc máy bay chiến đấu, chi phí lên tới 4,5 tỷ đô la Mỹ. Hơn 2 tỷ dường như chỉ chi phí được một nửa. Diệp Phàm cười nói. Người ta nói đó chỉ là hàng mẫu thông thường thôi nha. Huống chi, là du thuyền xa hoa Mã Lệ Châu. Kiều Nhuế vô khinh cười nói. Mẹ kiếp, những thứ này đều là trò chơi của những kẻ lắm tiền. Diệp Phàm không khỏi cảm thán một câu, hướng mắt nhìn đi. Thấy trên thuyền tập trung người đẹp các nước, trong tay những người giàu có mỗi người có một mỹ nữ, có người còn dẫn theo 2 mỹ nữ. Người có chút khí phái liền dẫn theo mấy người làm vệ sĩ. Giống như sự xuất hiện của các gia tộc. Nhìn ánh mắt gian tà của anh kia. Lúc Diệp Phàm đang mở rộng tầm mắt, Kiều Nhuế vô khinh duỗi ngón tay véo anh ta một cái, khiến hắn phải cắn răng lại, hỏi. Làm gì thế, tôi chỉ nhìn thôi mà. Tôi thấy anh nóng lòng muốn nhào tới cởi hết đồ của mấy cô gái tóc vàng kia. Còn cô bé Ấn Độ kia so với tôi có vẻ hấp dẫn hơn. Cái mông như cái vung, bộ ngực còn to như cái thau rửa mặt. Kiều Nhuế vô khinh lại có chút ghen tị. Được rồi, của cô cũng không nhỏ, ít nhất cũng là cái nồi nhỏ với 2 cái bánh mì có phải không? Diệp Phàm quay đầu nhìn Kiều Nhuế vô khinh cười mờ ám, nói. Hôm nay cô đặc biệt quý phái, trông như là một công chúa. Cô thấy chưa, thiếu chút nữa mắt mấy lão mập kia đều muốn dán lên trên người của cô rồi. Đó là đương nhiên, bản công chúa cũng là công chúa bộ lạc Ngưu Tử. Kiều Nhuế vô khinh ưỡn ngực cười xoẹt xoẹt, khiến mấy kẻ giàu có kia đều dừng lại nhìn. Lúc này, một tên quản gia đã tới, người này tương đối sung, vung một tờ chi phiếu trong tay vào Diệp Phàm nói. Mày, lập tức cút đi, đây là 2 triệu đô la Mỹ, cầm lấy có thể nhìn vài chục con đàn bà. Một tiếng nổ giòn vang. Mấy kẻ giàu có nhìn lên phát hiện một người trẻ tuổi giống như một con sói bị kích động tát vào mặt tên quản gia. Người này chính là Lang Phá Thiên, vệ sĩ siêu cấp của Diệp Phàm. Đoán chừng là ông chủ của tên quản gia vừa nhìn thấy lập tức kêu lên. Hai người đeo kính râm xông lên. Một người đấm một người đá về phía người Lang Phá Thiên. Nhìn tư thế thân thủ chắc đạt đến ngũ lục đẳng, tuy nhiên, hôm nay hai người bọn họ không may mắn vì gặp phải Diệp Phàm. Diệp Phàm hung ác, đá một cái một tên ngã xuống đất. Mà tên kia ra quyền cũng là một quyền vào lão lang. Cả người tên kia bay hơn 10 thước, nhưng mà Diệp Phàm cũng không có định buông tha cho bọn họ, tiến lên đá tiếp một cái, vài tiếng răng răng. Công phu hai người luyện mười mấy năm nay ngay lập tức bị Diệp Phàm phế trong một phút đồng hồ. Lão chủ lập tức rụt cổ lại, sắc mặt tái nhợt lại. Mày lại đây. Lang Phá Thiên vẫy tay gọi, tên kia sợ tới mức hai chân đập vào nhau không bước nổi. Dường như Diệp Phàm còn ngửi thấy thoang thoảng mùi khai, trong lòng tự nhủ chẳng nhẽ thằng này lại tè ra quần rồi. Đưa tiền đây, thật ra tôi không muốn đánh người trắng trợn như vậy.
Lang Phá Thiên như người khát tiền, mở miệng sẽ là tiền. Đã đánh người còn muốn tiền, thật đúng là có chủ ý rồi. Kẻ giàu có kia sợ tới mức liên tục kêu thủ hạ nhanh chóng mở két sắt mang chi phiếu ra, cầm hai tay mang tới. Lại đây, mày có phải là người chăm sóc hoa không? Lang Phá Thiên bóp bóp nắm tay cầm lấy tờ chi phiếu xé tan thành những mảnh nhỏ. Tay ông ta run lên lấy một tấm khác gọi người đưa tới. Cái này còn được, có thể ăn mấy bữa cơm rồi. Lang Phá Thiên không chút khách khí đút tờ chi phiếu vào trong túi quần, giơ quả đấm lên quát. Cút đi. Ông ta nhanh chóng đứng lên, đương nhiên, thằng này đối lý nên không dám chống đối gì cả. Còn có người ra giá sao? Chỉ cần các cô có thể đánh thắng Tháp Gia tôi sẽ đi với các cô nhé. Kiều Nhuế vô khinh trong sáng không ngờ cười giống như một kẻ lẳng lơ. Cô không cười cũng được, cô cười khiến đám người phục vụ ông chủ kia nhún nhún cổ lẻn đi. Quái, trên thuyền có người đánh nhau sao lại không có ai quản nhỉ? Sao lại thế này? Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ lạ. Du thuyền cao cấp như vậy không thể nào không có nhân viên bảo vệ, phỏng chừng thân thể nhân viên bảo vệ còn thấp rồi. Đương nhiên là có, tuy nhiên, nhìn ở đây chứng tỏ bọn họ cũng không gây sức ép và tiếng động quá lớn. Hơn nữa, có thể tới nơi này người nào trong nhóm cự phú cũng mang theo vài vệ sĩ cường lực. Bằng không, chết thế nào cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, trên thuyền có quy định, tuyệt đối không cho phép mang súng lên. Kiều Nhuế vô khinh cười nói. Đây chỉ là bề ngoài. Nếu có người lén lút dùng súng lục cách âm cô cũng không thể phát hiện được đúng không? Diệp Phàm nói. Đương nhiên rồi, quy tắc cũng đều là do người quyết định. Bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Kiều Nhuế vô khinh nói. Khi Diệp Phàm đi vào tập đoàn Trang Chu đặt phòng đúng là giật mình. Không ngờ phòng ở trên thuyền không thua kém khách sạn 5 sao. Hơn nữa, còn giống như căn hộ cao cấp. Sắp xếp cũng không tồi, bên ngoài phòng ngủ còn có quầy bar. Kiều Nhuế vô khinh tương đối hài lòng, hai người đẩy cửa phòng ngủ, thấy chiếc giường lớn không dưới 3 mét. Đúng là, lớn như vậy đến 3-4 cô gái xinh đẹp cũng đủ. Diệp Phàm cười bị ổi rồi lại mở cửa phòng tắm, thấy bồn tắm đúng là không hề nhỏ, không ngờ cũng có thể chứa được vài người cùng tắm một lúc. Tôi ở chỗ này khỏi phải nghĩ rồi. Không ngờ Kiều Nhuế vô khinh đứng lên, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Nhiệm vụ chính của anh bây giờ là kiếm tiền. Kiếm rất nhiều tiền. Kiếm đủ rồi quay về muốn dạng phụ nữ nào cũng không khó. Đúng vậy, không thể lãng phí quá nhiều tinh lực với phụ nữ được. Kiếm tiền là việc quan trọng nhất, bao gồm cả cô, mấy ngày nay ít quấn quýt lấy tôi. Diệp Phàm gật gật đầu. Người như anh, thiên hạ có rất nhiều. Kiều Nhuế vô khinh châm chọc nói. Hay thử một chút trên giường này xem thế nào. Diệp Phàm cười khan một cái liền đem Kiều Nhuế vô khinh ném xuống giường. Không ngờ Kiều Nhuế vô khinh cũng phối hợp ngồi tư thế hoa sen hấp dẫn như một quan âm. Ngay sau đó, kịch chiến ngày càng gay cấn. Tuyệt thật, hương vị trên thuyền này thật không giống với. Diệp Phàm nằm trong bồn tắm lớn với Kiều Nhuế vô khinh mát xa hưởng thụ, miệng hắn không thôi thở dài nói. Ở lại Ngưu Sở sẽ thế nào đây? Không thể tưởng tượng được Kiều Nhuế vô khinh lại nói ra những lời này. Việc này không có khả năng làm được, tuy nhiên, lúc rảnh rỗi, anh sẽ trở về. Diệp Phàm khẽ lắc đầu. Chương 2701, kiểm tra tôi. Tôi biết ngay loại cao thủ như anh không giữ được mà, ôi. Kiều Nhuế vô khinh thở dài, đành chịu. Đường Thành gõ cửa tiến vào nói là Tổng Giám Đốc Hồ xin gặp. Gọi anh ta vào đây. Diệp Phàm nằm trong bồn tắm không muốn đứng dậy, nằm trong bồn nước nóng này rất thích thú. Cho nên, hắn tiếp Hồ Tuấn Thuyên trong phòng tắm, còn Kiều Nhuế vô khinh khẩn trương quấn khăn tắm đi ra bên ngoài. Ha ha, Tháp Gia, anh lãng mạn quá đấy. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, Hồ Tuấn Thuyên cười nói. Thi đấu và cuộc sống là hai mặt khác nhau mà, thi đấu căng thẳng, nhưng khi không thi đấu thì phải chú ý tận hưởng cuộc sống chứ. Diệp Phàm nằm nghiêng trong bồn tắm, liếc mắt nhìn Hồ Tuấn Thuyên một cái. Đúng vậy, anh có hút xì gà không? Hồ Tuấn Thuyên gật đầu nói. Cái đó cũng không tệ lắm, cho tôi một điếu. Diệp Phàm gật gật đầu. Hồ Tuấn Thuyên tự mình đưa tới, Kiều Nhuế vô khinh châm lửa. Diệp Phàm nhả khói, hỏi. Có tình huống mới có phải không? Lần này yêu cầu rất cao, có 20 quốc gia vô địch tham gia. Nghe nói thấp nhất là 3 đai lưng sao vàng, cơ bản đều đạt được trên 5 đai lưng sao vàng trở lên. Hơn nữa, để có thể kiếm được rất nhiều tiền, những ông chủ này cũng đầu tư không ít.
phải bỏ rất nhiều sức lực đi mời cao thủ tới. Nghe nói có người chuẩn bị hơn mấy tỷ đô la Mỹ dùng để đánh bạc mấy ngày. Ngoài đánh bạc ra cũng có thể chơi những trò khác, ví dụ như chơi bài đổ xúc sắc. Đây thực sự là một hệ thống sòng bạc di động rất lớn. Mà việc đánh cuộc tranh quyền vô địch đoán chừng là trò nắng nhất rồi. Vẻ mặt Hồ Tuấn Thuyên hưng phấn. Người nào đến đây, điều tra rõ ràng chưa? Kiều Nhuế Vô Khinh hỏi. Không phải cô có thông tin rất linh hoạt đấy ư, cô nói trước đi. Hồ Tuấn Thuyên hừ nói, chắc là cho rằng Kiều Nhuế Vô Khinh dựa vào sắc đẹp quyến rũ tháp ra phải rời cổ phần của mình đi. Tôi kiểm tra. Kiều Nhuế Vô Khinh hừ một tiếng, mở phím khóa điện thoại. Ngay sau đó có tiếng cô gái nói. Có A Cáp chat cơ đại điện cho thân thích của Vương Thất Ả Rập đến đây, người này còn có một công ty tên là Tập đoàn Dầu La Tinh Thạch. Ông ta có thủ hạ là Ca Mây, nghe nói người này có 11 đai lưng sao vàng. Người bên ngoài sớm đã thảo luận nói là chức vô địch lần này không phải anh ta thì còn ai nữa. Mà công ty của A Cáp chat cơ nắm trong tay một số lượng dầu mỏ của Ả Rập. Người này cũng là người tiền nhiều như nước, A Cáp chat cơ có tuyên bố. Bảo là muốn dùng 1 tỷ đô la Mỹ để Ca Mây giành vị trí vô địch. 11 sao? Diệp Phàm thì thầm một câu liếc mắt nhìn hai người một cái, hỏi. Đó là khái niệm quái gì đấy, tôi chưa từng nghe nói qua có đai lưng 11 sao vàng đấy. Cái này chúng tôi cũng không có rõ lắm, tuy nhiên, phỏng chừng cửu tinh quyền vương không địch lại được 11 sao vàng. Tuy nhiên, mặc dù quyền vương 11 sao tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Nghe nói những người này đều là siêu cấp quyền thủ, vài năm cũng khó thấy một người. Thường thường những quyền thủ này sau khi công thành danh toại liền rút khỏi quyền đàn. Bởi vì, có người mời bọn họ ra làm huấn luyện viên hoặc là đi làm vệ sĩ. Đương nhiên, cũng chỉ có cự phú A Cáp chát cơ mới có thể mời được siêu cấp quyền vương. Nghe nói sau khi Ca Mây là 11 sao liền bị A Cáp chát cơ trả lương 500 vạn đô la Mỹ cộng thêm một tòa biệt thự mang phong cách châu Âu và một con thuyền nhỏ giống du thuyền tráng lệ. Đặc biệt vì một vài người trong Vương Thất Ả Rập thích chơi quyền Anh nên mời bậc thầy quyền Anh về dạy. Việc này, không có một khung nào để tham khảo chúng ta cũng không có biện pháp lấy tư liệu đối chiếu cường lực hữu hiệu. Hồ Tuấn Thuyên cầm lấy chén trà, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Tuy nhiên, Tháp Thiếu Nhĩ cậu tự cho rằng mình đánh nhau với 9 sao quyền vương có bao nhiêu phần thắng. Việc này không so sánh được tôi cũng không rõ lắm, tuy nhiên chắc cũng là 55 thôi. Diệp Phàm thản nhiên nói, không phải tự nhiên lại lộ ra toàn bộ lá bài. Hơn nữa, Hồ Tuấn Thuyên giả ngu như thế Diệp Phàm âm thầm cảnh giác. Chẳng qua, đối với siêu cấp quyền vương 11 sao trong lòng Diệp Phàm vẫn ngầm cảnh giác. Bởi vì, so sánh thực lực của một số cửu đẳng quyền vương với quốc thuật đẳng cấp cũng không sai biệt lắm cũng đạt đến cửu đẳng thập đẳng rồi. Quyền vương 11 sao, bản thân Diệp Phàm cũng cảm giác muốn chiến thắng thì sẽ gặp chút khó khăn. Không chừng xa nhất đao chính là quyền vương cấp 11 sao bị mất tích đấy, hiện tại cũng chỉ có thể đi từng bước một. Lúc này, Mã Lệ Châu đang ngồi trong một không gian lộng lẫy. Ánh đèn trong sảnh hơi lờ mờ, một người trung niên ngồi trên một chiếc ghế salon mang một phong cách châu Âu. Người đàn ông là một người da trắng, khoảng chừng 40 tuổi. Người đàn ông mặc chiếc áo ngủ đắt tiền, miệng ngậm một cái tẩu bằng vàng ròng. Khuôn mặt người đàn ông mơ hồ trong khói thuốc nhẹ nhẹ. Người này chính là ông chủ câu lạc bộ quyền Anh lớn nhất Tommy Brand. Người đàn ông đang đứng đối diện với một người trung niên chọc đầu, trong tay người đàn ông trung niên cầm một chiếc máy tính xách tay giống như đang đợi phát biểu. Rockcast, vừa qua cơ quan tình báo các cậu có phần chậm chạp. Brand hừ lạnh nói, vì có chút không vừa ý. Tướng quân, không phải tình báo chậm chạp, mà là vì do tình hình đặc biệt. Rockcast giật giật người trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi, người đứng mệt mỏi như vậy. Tuy nhiên, Brand cũng không khiến ông ta ngồi xuống. Ông ta đang định ngoảnh mặt ngơ, tiếp tục châm chọc nói. Tình hình đặc biệt, mỗi lần xảy ra chuyện như vậy tổ chức của các anh lại không thể đáp ứng được những yêu cầu của Hải Lang chúng tôi. Rốt cuộc khi nào thì các anh mới có thể dám đứng ra nhận trách nhiệm. Thực sự dùng nỗ lực của mình để thu thập các tin tình báo. Đem những thông tin tình báo chính xác cung cấp cho chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ. Tướng quân, tôi cũng là người Hải Lang. Rockcast nhấn mạnh một câu dường như là để chứng minh. Cậu đúng là người của Hải Lang, tuy nhiên, các cũng là người đứng đầu CIA. Hơn nữa, không phải tôi phân biệt đối xử người của CIA các cậu. Mỗi ngày các cậu làm cho một khốc liệt dữ dội, tự mình nhận danh hiệu tình báo toàn cầu. Trên trời dưới đất chuyện gì các cậu cũng đều hiểu được,
tôi thấy tất cả chỉ là nói dóc. Các tin tình báo các cậu thu thập được đều là rác rưởi. Rác rưởi biết không, không bằng một quả rắm, hơn nữa, các tin tình báo về hãng Reuters còn rất muộn. Lại còn muốn khoe khoang là Mã Thiên Phi Vũ, nói chung Hải Lang chúng ta chỉ có nắm đấm lớn thôi, không có tin tình báo của các cậu Hải Lang liền biến thành kẻ điếc dùng để trang trí thôi. Trước kia Hải Lang chúng tôi cũng có tổ chức tình báo riêng biệt, do các anh nói trái một câu phải một câu, cuối cùng đem tổ chức tình báo của chúng tôi sát nhập vào CIA các cậu. Mà cậu chính là người được phái đến làm chủ nhiệm CIA ở Hải Lang. Sau khi Hải Lang mất đi tổ tình báo, các anh đều cung cấp một mớ hỗn độn mà thôi. Đã hơn một năm nay, Phó Cục trưởng phải chịu trách nhiệm về tin tức tình báo của các cậu. Đối thủ lớn nhất ở châu Á của chúng ta chính là tổ đặc nhiệm A Trung Quốc, đương nhiên cũng phải thường xuyên đề phòng tổ thần đạo của Nhật Bản. Mà ít nhiều các cậu nắm giữ những tin tức có liên quan của bọn họ. Còn những người của tổ đặc nhiệm A đang chinh chiến ở Sahara giết cao thủ của chúng tôi rốt cuộc ai? Các cậu không có điều tra rõ ràng. Brand đập tay lên trên bàn trà, dường như là nhẫn nại tới mức cực hạn rồi. Thật ra, tổ đặc công Hải Lang Hoa Kỳ cùng tổ đặc nhiệm A có gặp những khó khăn giống nhau. Một số tướng quân CIA cùng với Bộ Quốc phòng cảm thấy Hải Lang sẽ đem rất nhiều tiền để xây dựng lại cơ quan tình báo của mình. Cho nên, sau một số biện pháp, cuối cùng Bắc Cung tỏ thái độ rút lui khỏi tổ tình báo đặc biệt Hải Lang. Mà nhiệm vụ này liền giao cho CIA phụ trách toàn bộ. Từ đó về sau, Hải Lang thật đúng là đã thành một quả đấm công kích. Mà tin tình báo của CIA cho Hải Lang có khi sai khiến cho các tướng quân bên này tức giận đến hai mắt phải trợn lên. Tướng quân, không phải là chúng tôi không đi điều tra, chúng tôi sử dụng lực lượng rất lớn đi thăm dò. Tuy nhiên, tổ đặc nhiệm A Trung Quốc và Hải Lang chúng ta đều là một trong hai đội lớn nhất trên thế giới. Chúng tôi không biết nhiều tin tức của bọn họ, khẳng định bọn họ cũng không biết được tình hình bên trong của chúng ta như thế nào. Việc này, tại sao lại là bí mật, đương nhiên là không cho người ngoài biết được. Nếu ai cũng có thể biết còn gọi là bí mật sao? Phỏng chừng tổ đặc nhiệm A sớm bị chúng ta nhổ tận gốc rồi. Roger các giải thích, vị trí của cậu ta có điểm giống chủ nhiệm phòng liên lạc quân đội tổ đặc nhiệm A đồng chí Lan Viễn Kim. Quả thực anh rất nói xạo. Trước mắt chúng ta bây giờ không phải là tranh luận bí mật, mà Brent Lantour tôi yêu cầu anh cung cấp chính xác tư liệu về thần chết. Việc này là do CIA các cậu làm, đã làm cho Hải Lang chúng tôi phải chịu tổn thất lớn, trong cuộc chiến đấu với Sahara phải 2 năm sau Hải Lang chúng tôi mới khôi phục lại được nguyên khí. Chưa diệt được người này, Hải Lang cũng đừng nghĩ đến được yên ổn. Lần này tổ trưởng Decker hạ mệnh lệnh, cho dù phải dùng cách gì, nhất định phải điều tra rõ tình hình liên quan đến thần chết. Hơn nữa, lần này Hải Lang chúng tôi bỏ ra vài trăm triệu để hành động, trong tổ tin tưởng lẫn nhau, không thể nào không điều tra được thần chết. Như vậy anh sẽ bỏ qua cuộc họp lớn sao? Cho dù hiện tại tổ trưởng Brown nằm trên giường bệnh phải về hưu, ông ấy cũng không một phút quên thần chết. Nỗi đau lớn nhất trong lòng tổ trưởng Brown chính là thần chết tổ đặc nhiệm A. Và, hiện tại đã có thể xác nhận, trong một trận chiến ở đảo Xà Ưng Glasgow đã cướp đi thiên ngoại thiên thạch đó chính là thần chết. Thần chết, anh ta khiến cho Hải Lang chúng ta vì vậy mà tổn thất 200 triệu. Bộ Quốc phòng lấy việc này ra để đánh giá, kết quả đánh giá Lang Hải chúng tôi bị tụt xuống 30%, dự toán ngân sách kinh phí năm nay chúng tôi bị giảm đi 200 triệu. Mà Tổ trưởng Decker vừa mới tiếp nhận Hải Lang, đúng là cần dốc sức xây dựng Hải Lang chúng ta, khiến Hải Lang trở thành tổ hoạt động đặc biệt chính thức đầu tiên trên toàn cầu. Đây chính là lúc cần phải dùng đến tiền. Bộ Quốc phòng hay chỉ là một đám người đứng đầu bị tê liệt rồi có phải hay không? Trong lúc mấu chốt này lại còn cắt giảm kinh phí của Hải Lang chúng ta. Nghe nói tổ đặc nhiệm A năm nay được thêm 300 triệu để chi tiêu. Các cậu đều đã làm gì, CIA các cậu đã làm gì nào? Qua các tin tức của các cậu, chúng ta mất đi 200 triệu. Một đám khốn khiếp. Brent nói đến đó không kìm nổi đã lớn tiếng mắng. Chương 2702, Thống nhất. Tướng quân, cái này theo tôi cũng không sao. Với lại, tôi có hai thân phận, vừa là người của CIA, vừa là người của Hải Lang. Nhưng, bây giờ tôi đang đặt mình vào vị trí là người của Hải Lang để suy nghĩ vấn đề. Về dự toán kinh phí năm nay bị giảm bớt tôi cũng đã hỏi qua lãnh đạo phụ trách khối này. Ông ta nói là việc này không có quan hệ gì tới CIA, hoàn toàn là do Bộ Quốc phòng có ý kiến. Trong mấy lần đại hành động, Hải Lang đều đã thất bại. Hơn nữa lại thất bại thê thảm,
lúc ấy một vị tướng quân còn nói nuôi dưỡng bọ vô dụng ngu ngốc này làm gì. Rockcart vừa mới nói đến đây Bren đã đập một cái xuống bàn, mắng. Nói láo, bọn họ dám nói như thế sao? Đó là sự, ngay lúc đó bọn họ đã nói như vậy. Rockcart có thể dùng danh dự của mình cam đoan mỗi câu tôi nói ra đều là sự thật. Rockcart vẻ mặt âm trầm, nói. Thất bại, sao có thể nói thất bại? Trong một trận chiến mê cung không phải chúng ta cũng đã nhận được một phần bản vẽ bí ẩn. Mà có một phần gen bí ẩn của người trái đất chúng tôi cũng đã nhận được một bộ phận cơ thể của họ. Mà hiện tại các phòng ban liên quan của Hải Lang chúng ta đang ra sức nghiên cứu phần cơ thể này. Có thể khẳng định, cơ thể này là đúng là dân bản địa địa cầu. Nhưng, thi thể này lại không có một phần nguyên tố gen giống chúng ta. Một khi có thể phá giải ra nguyên tố gen bí ẩn không giống với người trái đất chúng ta, phỏng chừng chính là có thể hé mở việc có người ngoài hành tinh đổ bộ vào trái đất của chúng ta ở thời cổ xưa hay không. Đây là cơ hội cuối cùng, vậy mà mấy người ở Bộ Quốc phòng còn muốn bức chúng Hải Lang chúng ta đem xác chết thần bí này giao cho họ nghiên cứu. Mỗi lần tổ trưởng đi họp, đều có người yêu cầu Hải Lang đem bản vẽ cùng xác chết giao ra đây để hai bên cùng nghiên cứu. Tôi nói là không thể có chuyện đó. Xác chết và bản vẽ là bí mật lớn nhất của nước Cộng hòa chúng ta. Tuyệt đối không cho phép quân đội nhúng tay vào một cách tùy ý. Đừng nghĩ là chúng tôi không hiểu được nguyên nhân thực sự khiến kinh phí của Hải Lang chúng ta lại bị cắt giảm. Do chúng ta không chịu giao bí mật ra cho Bộ Quốc phòng nên năm nay họ gây khó khăn cho chúng ta, một số cơ quan trong nước cần giảm bớt chi là nói nhảm. Tất cả đều là nói dối, nói dối. Thiếu chút nữa Bren kêu lên, tuy nhiên, phòng này đã được xử oxy cách âm, không sợ người ngoài có thể nghe thấy được. CIA cũng như vậy, cũng bị bọn họ cắt giảm một phần dự toán. Thật ta, hai bên chúng ta đều là người bị hại. Mà các anh cũng không tệ lắm, Decker vừa lên đảm nhiệm chức tổ trưởng lại còn kiêm nhiệm chức cố vấn phòng ngự Bắc Cung. Nghe anh nói qua, Tổng thống đặc biệt phê duyệt thêm 300 triệu để Hải Lang sử dụng. Bên các anh chẳng những không bị cắt giảm tổng kinh phí, mà còn được nhiều hơn 100 triệu đấy. Rockcart nói, kinh phí chính chúng ta phải lấy được. Mặc dù là chúng ta không bị cắt giảm 200 triệu chúng ta cũng phải lấy được 300 triệu từ trong tay của Tổng thống. Vô hình chung việc này chỉ nhận được 100 triệu, cho nên, nhất định lần này phải thăm dò nội tình của mọi người trên thuyền. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể tìm ra bí mật thần chết. Tổ trưởng Decker luôn luôn chú ý đến tình hình tiến triển. Tổ trưởng Đức Lý nói, chỉ cần có chút dấu vết thể hiện thần chết ở trên thuyền. Chúng ta sẽ cho binh sĩ tiệm phục ở dưới đáy biển Thái Bình Dương. Lần này, phải làm cho thần chết biến mất ở trên Mã Lệ Châu. Bren hừ nói. Tướng quân, cái tên Lechman, tên giả của Sa Nhất Đao, không phải là người Ấn Độ sao? Tại sao có thể là cao thủ của tổ đặc nhiệm A phái tới chứ? Rockcart có chút không hiểu vòng người qua hỏi. CIA các cậu cho rằng anh ta là người Ấn Độ, chẳng lẽ người Ấn Độ không thể làm việc cho tổ đặc nhiệm A hoặc là bị bọn họ thuê sao? Bren hừ lạnh nói. Đương nhiên là có khả năng, trong tổ của chúng ta cũng có nhân sự là người Hoa. Mà phòng trừng tổ đặc nhiệm A cũng có nhân sự là người Hoa Kỳ chúng ta đó. Có rất nhiều người như vậy, cũng không có khả năng khiến cho tất cả người trong nước đều đồng lòng có phải không? Tuy nhiên, các chuyên gia của CIA có phân tích. Cho rằng, Lechman, không thể nào là người của tổ đặc nhiệm A được. Bởi vì bản lĩnh của Lechman, quá cao. Nếu không phải là Dạ Đương ra tay thì không thể chế phục được ông ta. Rockcart nói. Bọn họ muốn làm gì? Bren hừ lạnh nói. Ý của bọn họ là hoàn toàn có thể lung lay được Lechman. Nếu kế hoạch của anh muốn dùng ông ta làm mồi nhử để thần chết lộ diện hoàn toàn là đang dùng đại bác để đánh mũi đó. Theo phỏng đoán của các chuyên gia của CIA, cho dù bản lĩnh của thần chết không bằng Lechman. Hiện tại Lechman đã đạt 12 đẳng rồi. Mà bọn họ suy đoán thần chết không vượt quá được 10 đẳng. Bản lĩnh hai bên chênh lệch nhau quá lớn, dùng đại cao thủ đi làm mồi nhử cao thủ có trình độ thấp hơn, chẳng phải là sẽ không có giá trị sao? Hơn nữa, nếu vì vậy mà Lechman bị thương nặng hoặc tử vong, chúng ta sẽ bị tổn thất như thế nào? Rockcart nói. Hừ, người của chúng ta không thể làm mồi nhử hắn được sao? Quả thực là hoang đường, chúng ta đang làm cái gì, các cậu có nghĩ đến tương lai của Hải Lang chúng ta? Tuy nhiên, tên Lechman kia cũng không phải dễ điều khiển, ông ta vẫn luôn ngậm miệng. Cho dù chúng ta dùng phương pháp tra tấn tàn khốc nhất ông ta cũng không có mở miệng ra.
giống như là ông ta sinh ra đã bị câm điếc rồi ý, nhưng chúng tôi đều biết ông ta không hề câm điếc, mà ở trên lôi đài ông ta cũng không mở miệng. Người này là một con người kiên cường, nếu như là người bình thường không phải là cao thủ, tôi không tin ông ta có thể kiên trì lâu như vậy. Đương nhiên, chúng tôi cũng có băn khoăn, chúng ta vẫn có thể lập kế hoạch để thu nạp ông ta. Cao thủ Ấn Độ có thể đem sức lực phục vụ cho tổ đặc nhiệm A, hoàn toàn cũng có thể phục vụ chúng ta. Hơn nữa, chúng ta sẽ đãi ngộ ông ta tốt hơn tổ đặc nhiệm A. Trước mặt đều là tiền ai có thể kiên trì được. Cơ bản kế hoạch này, cũng có thể làm tổn thương đến lòng tự trọng của người bị hấp dẫn. Nhưng, sự chịu đựng của chúng ta là có hạn. Hơn nữa, lần này dùng ông ta làm mồi để nhử thần chết xuất hiện có đúng hay không? Chúng ta có kế sách vẹn toàn. Chỉ lấy Lechman làm mồi nhử chứ chúng tôi sẽ không hy sinh ông ấy. Các anh cũng cần biết rõ ràng chủ ý của CIA chúng tôi. Có phải các anh muốn xuống tay cướp lấy Lechman gia nhập vào tổ của các anh trước? Tôi thấy suy nghĩ của các anh đều thật hồ đồ rồi, thân thủ của nhân viên tình báo yêu cầu cao như vậy làm gì? Mục đích chính của các anh chính là thu thập thông tin chứ không phải là công kích đối thủ. Các anh muốn lấy người cấp 12 đẳng làm gì? Vô lý, quả thực là vô lý. Brand hừ lạnh nói. Ha ha, lãnh đạo cũng có suy nghĩ của riêng mình. Nếu như nói mục đích chính của CIA chỉ là thu thập thông tin cũng là rất phiến diện rồi. CIA cần cao thủ, cũng giống như quân đội cần cao thủ. Thân thủ càng cao thì lúc đi thu thập thông tin càng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, tình báo có thân thủ càng cao thì khả năng giữ bí mật càng cao, mà chịu được mức độ nguy hiểm cũng càng cao hơn. Cũng giống như những anh hùng 007 của chúng tôi, không có thân thủ cao làm sao có thể có được những thông tin tình báo bí ẩn nhất. Lấy tổ đặc nhiệm A mà nói, chúng ta muốn tận dụng khả năng thu thập thông tin và tính chịu đựng đã có sẵn của tình báo bọn họ. Nếu thân thủ nhân viên tình báo của chúng ta không cao một khi đã đi nhất định sẽ không thể trở về. Chúng ta cần những nhân viên tình báo giống như Lechman. Không những có thể thu thập được thông tin mà còn có thể công kích đối phương một cách thuận lợi, có thể hủy diệt được đối phương thần bí nhất. Việc này chẳng phải là vô hình chung vì việc của Hải Lang có phải không? Như lãnh đạo cha nói, hai tổ chức chúng ta cũng không phải là không liên quan đến nhau, mà là gắn liền với nhau thậm chí là cả dung hợp lẫn nhau. Cũng là vì lợi ích của nước Mỹ thôi. Vì sao chúng ta không thể chia sẻ cùng nhau, có cao thủ cùng nhau dùng không phải là tốt hơn sao? Hơn nữa, cao thủ Hải Lang chúng tôi, cũng đều là những người đã đạt 12 đẳng. Các anh dùng Lechman không hề lãng phí, mà CIA cần những nhân viên tình báo có thân thủ cao như vậy. Lãnh đạo cha nói, nếu các anh đồng ý không dùng ông ta làm mồi nhử lần này, CIA có thể ra cho các anh. Rockcart nói đến đây đưa ba ngón tay lên. 30 triệu, cũng không tệ. Tuy nhiên, chúng tôi không thèm. Tình huống Dạ Hương ở Hải Lang các anh cũng đã rõ. Ông ta là một cao thủ vượt qua tất cả các cao thủ 12 đẳng được đào tạo từ các vị thuốc. Dùng thuật ngữ Trung Quốc mà nói chính là cao thủ bán tiên thiên. Tuy nói Hải Lang chúng tôi đào tạo người bằng dược tề đầu tiên trên thế giới, nhưng còn có khá nhiều cửa ải khó khăn còn không thể phá được. Người dược tề có một chút phiền toái của người dược tề, mà lần này vì sao chúng ta không cho ra được gen của xác chết kia là người ngoài hành tinh, chúng ta kỳ vọng rằng có thể giải mã được các gen chưa giải mã của người trái đất sau khi có thể dùng dược phẩm trên thân người hay không? Giải bỏ các di chứng dược phẩm trên người các đại sư. Nếu công trình này có thể hoàn công sẽ trở thành một công trình vĩ đại, nó làm thay đổi vận mệnh của trái đất. Hải Lang chúng ta sẽ không còn thiếu cao thủ. Tổ đặc nhiệm A hoặc tổ Hồng Quân hay giáo thần đạo trước mắt không chịu nổi một kích. Bởi vì, bọn họ không đào ra được bán tiên thiên, và sau khi chúng ta phá giải được vấn đề khó khăn này trong vòng 20 năm có thể bồi dưỡng bọn trẻ con thành người ban tiên thiên. Rock, anh suy nghĩ một chút, thực sự có một ngày như vậy. Trên trái đất này cần thiết phải tồn tại tổ đặc nhiệm A tổ thần đạo sao? Tiến thêm một bước mà nói, chúng ta còn có thể chuyển nhân tài của quân đội. Hơn nữa, nếu tiếp tục phát triển còn có thể dùng để nghiên cứu ra các dược phẩm sử dụng rộng khắp trái đất. Mỗi người Hoa Kỳ sinh ra đều đánh dấu lên một cây kim, nó giống như đề cao tố chất người dân. Mấy trăm thập niên qua đi, mỗi người Hoa Kỳ chúng ta có thể thông qua việc rèn luyện chẳng mấy chốc năng lực sẽ đạt đến chuẩn 3-4 đẳng. Còn cao thủ, ha ha, sẽ không còn là giấc mộng đi khắp mọi nơi. Thực sự có một ngày như vậy mà nói, nó không còn là một giấc mộng thống nhất toàn cầu. Thống nhất đất nước. Ngay từ đầu Hải Lang chúng ta đã là tổ chức bí mật đi giết người trên toàn thế giới. Huống chi,
nếu có thể đào tạo được bán tiên thiên cường đại hơn so với cao thủ, mà trong việc thực hiện trảm thủ hành động chẳng phải là càng có hiệu quả. Ren vừa nói nước miếng vừa tung ra, bắn tung tóe vào mặt Rockcat, tuy nhiên, các cũng không dám giơ tay lên lau mặt. Anh ta chỉ có thể lén lút nhíu mày thậm chí còn không ngừng khinh bỉ. Trong lòng tự nhủ Trung Quốc không chỉ có mỗi tổ đặc nhiệm A, trong thiếu lâm phái võ đang còn có nhiều nhân vật lợi hại hơn. Huống chi ông có người dược phẩm chẳng lẽ người ta không thể nghiên cứu ra cái gì để khắc chế ông. Toàn thế giới thống nhất là giấc mơ xuân thu đại mộng của mẹ ông thôi. Ngay cả thần chết cũng làm cho ông tè cả ra quần còn nói gì đến việc thống nhất toàn cầu. Thống nhất, vẫn còn xa lắm. Chương 2703, tuyến thủ hạt giống. Hải lang chúng ta bắt đầu thống nhất toàn cầu, ha ha, ý tưởng này rất tốt. Rockcat tôi cũng hy vọng có thể sớm nhìn thấy ngày đó đến. Cơ hội sống thực sự, việc trảm thủ hành động căn bản cũng rất dễ dàng làm được. Trong lòng Rockcat cảm thấy ghê tởm nhưng vẫn nhẫn nại nịnh bợ Brand một câu. Anh ta liếc mắt nhìn Brand một cái, cười nói. Phỏng chừng, nếu như đó thật sự là một cơ hội thì tướng quân sẽ khai đao đầu tiên với tổ đặc nhiệm A có đúng không? Đương nhiên, đầu tiên nhất định phải là tổ đặc nhiệm A. Thứ hai đương nhiên là tổ Hồng Quân luôn đối đầu bao năm nay với chúng ta rồi. Quan hệ cá nhân của Brand và Rockwell tương đối không tệ, cho nên mới có thể nói chuyện tùy tiện như thế. Tôi nghĩ thứ ba chính là đồng minh tạm thời của chúng ta tổ thần đạo. Rockcat thản nhiên cười nói. Đồng minh với chúng ta, ha ha. Brand cười thần bí không trả lời. Cuộc sống ở trên thuyền này cũng không buồn tẻ ngược lại cuộc sống rất phong phú. Trên hành trình đến Thái Bình Dương những ngày này, tất cả các võ sĩ quyền Anh đều thuê phòng trốn trong đó luyện công, chỉ có mỗi Diệp Phàm là đi bộ đến khắp mọi nơi như người vô dụng. Tư thế giống như một khách hàng chính. Mục đích Diệp Phàm đến đây chính là muốn tiếp cận với một số tỷ phú nổi tiếng, tuy nhiên, tất cả những người này đều rất khó tiếp cận thậm chí còn coi nhau như kẻ thù. Diệp Phàm hiểu điều đó, mỗi người đều tạo ra bỏ bọc của mình. Huống chi trên thuyền có rất nhiều kẻ lừa đảo siêu hạng. Những tỷ phú này cẩn thận như vậy cũng là bình thường. Đương nhiên, mục đích chính của Diệp Phàm là muốn nghe được tung tích của Sa Nhất Đao. Trực giác của Diệp Phàm mách bảo dường như Sa Nhất Đao đang ở trên thuyền này. Tuy nhiên, ở chỗ nào vẫn là một bí ẩn, tạm thời muốn tìm được anh ta là rất khó khăn. Bởi vì Mã Lệ Châu này quá lớn. Tuy nhiên, Diệp Phàm có đôi mắt rất tinh nhanh. Trước kia Sa Nhất Đao đã ở cùng mình một thời gian dài như vậy. Đôi mắt của Diệp Phàm đã sớm ghi lại hình ảnh của Sa Nhất Đao. Đôi mắt chim ưng có cảm giác rõ ràng là Sa Nhất Đao đang ở trên thuyền này. Ngày 22 tháng 7, Mã Lệ Châu dừng lại ở giữa một nơi có mặt nước khá yên lặng trên Thái Bình Dương. Biểu thị một cuộc chiến tàn khốc sẽ bắt đầu. Bởi vì Diệp Phàm chỉ lấy được đai lưng 4 sao vàng quyền vương, cho nên, hắn phải thi đấu từ vòng đầu tiên. Con đường thật là khúc khuỷu, dĩ nhiên chiến đấu cũng là rất tàn khốc. Thật ra, người tham gia thi đấu quyền vương cũng không phải là nhiều. Theo thông tin của Kiều Nhuế Vô Khinh thì tổng cộng có 60 người. Mà có tới gần 10 quyền vương 9 sao được trực tiếp vào vòng 16 người mạnh nhất. Thực ra, chỉ còn 6 suất cho 50 người đạt trình độ từ 9 sao quyền vương trở xuống. Tỷ lệ xấp xỉ 10, một cũng khiến cho cuộc thi trở nên căng thẳng hơn. Vòng thi đấu thứ nhất gồm 50 người đeo đai 9 sao trở xuống, được chia thành 5 nhóm. Buổi rút thăm kết thúc vào buổi tối hôm đó, Diệp Phàm vừa về tới phòng Hồ Tuấn Thuyên liền vội vàng đến đó. Tháp tiên sinh, vận khí bàn tay anh không được tốt. Sắc mặt Hồ Tuấn Thuyên có chút khó coi. Hai, tôi rút đúng vị trí thứ 8, chẳng lẽ là có cao thủ hay sao? Diệp Phàm cũng không có để ý thuận miệng hỏi. Thực ra mỗi nhóm đều có hạt giống, mà các tuyển thủ hạt giống này đều đạt gần đến quyền vương 9 sao rồi. Ví dụ như ở nhóm một tuyển thủ hạt giống chính là Phil, người này vừa mới lên cấp 8 sao quyền vương trong năm nay. Lẽ ra là phải lên cấp 9 sao đấy, chẳng qua thời gian không còn kịp nữa liền lấy tư cách này để thi đấu. Kiều Nhuế Vô Kinh vừa xoa nắn lưng cho Diệp Phàm vừa nói. Nếu đem xếp hạng Phil trong nhóm 1, nghe nói thực lực nhóm 1 mạnh nhất. Lúc đang rút thăm tôi chợt nghe thấy ở bên cạnh có võ sĩ cầu nguyện thượng đế ngàn lần đừng rút chúng vào nhóm 1. Lai lịch của Phil rốt cuộc thế nào, không ngờ danh tiếng lại lớn thế. Diệp Phàm thản nhiên nhả khói, không đồng ý nên hỏi. Người này có lai lịch lớn, bằng không cũng sẽ không được xếp hạng làm hạt giống của nhóm 1 rồi. Người này người da trắng nước Mỹ, năm nay 30 tuổi.
anh ta mới xuất đạo được 2 năm nay trong khoảng thời gian ngắn đã vượt cấp đạt tới danh hiệu quyền vương 8 sao. Nghe nói người này đến từ một gia tộc thần bí ở Hoa Kỳ. Phỏng chừng Phiêu chỉ là tên giả hoặc biệt hiệu của anh ta, cũng không có ai biết rõ ràng tên thật là gì. Chắc là nhân vật nổi tiếng trong giới đại gia của Hoa Kỳ. Ví dụ như gia tộc Gióc, gia tộc Phí Căn và gia tộc Bồi Căn. Hơn nữa, mỗi trận đấu đều rất kịch liệt và tốc độ vô cùng nhanh chóng, có người gọi Phiêu là tia chớp, cho nên, anh ta có cái tên riêng là tia chớp. Thường thường chỉ cần mấy quyền là đối thủ sẽ bị anh ta đánh ngã xuống đất không thể bò dậy nổi. Vẻ mặt Hồ Tuấn Thuyên ngưng trọng nói. Hơn nữa, có người đã từng đoán, theo như tốc độ ra quyền và khả năng tấn công. Người này căn bản sẽ rất dễ dàng được lên cấp 9 sao. Thậm chí bản lĩnh của anh ta còn cao hơn một chút. Kiều Nhuế Vô Khinh nói chen vào. Đó thật là một đối thủ mạnh, có cơ hội nhất định muốn thử một hồi rồi. Tuy nhiên, thật may mắn không phải là Batman, tia chớp cũng người mang bom. Diệp Phàm nói nhưng có vẻ cũng không quan tâm, liếc mắt nhìn Hồ Tuấn Thuyên một cái rồi hỏi. Đúng rồi, nhóm thứ nhất mạnh nhất, nhóm thứ 8 xếp hạng cuối cùng. Tôi có thể rút chúng vào nhóm thứ 8 chứng tỏ vận khí của tôi tốt, như thế nào lại nói vận khí không tốt chứ? Chẳng lẽ hạt giống ở nhóm 8 lại còn mạnh hơn Phiêu sao? Anh mới đoán chúng được một nửa, hạt giống của nhóm 8 đến từ Nhật Bản, người này là không trạch nhất lang. Đến từ gia tộc không trạch không đao lưu của Nhật Bản. Nghe nói người của gia tộc không trạch giỏi về dùng đao. Đao ở trong tay bọn họ có thể khiến cho người khác hoa cả mắt. Mà ông nội của không trạch bản tú chính là siêu cấp đại sư không đao lưu. Nghe nói một đao của ông ấy có thể chém đứt một ngọn núi. Hồ Tuấn Thuyên nói đến đây cố ý dừng lại một chút, đoán chừng là muốn cho vị tháp gia có thời gian để tiêu hóa tin tức này, hay là muốn cho mổ xẻ sự kinh ngạc của vị tháp gia có phần kiêu ngạo, ngông cuồng này. Một ngọn núi lớn thế nào? Diệp Phàm thản nhiên nói, nhưng trong lòng kỳ thật cũng có chút kinh hãi. Việc này cũng không có rõ ràng, tuy nhiên, nếu có thể xưng là một ngọn núi. Phỏng chừng ngọn núi này không lớn, nhưng cũng không thể gọi một tảng đá là một ngọn núi rồi. Tôi đoán rằng núi này có một ngôi nhà rất lớn, tuy nhiên, cho dù là như vậy cũng khiến người ta khó có thể tin. Người chứ có phải là thần Thái Dương trong thời cổ Hy Lạp đâu. Làm sao có thể chém đứt một ngọn núi bằng một đao? Cái này trong truyền thuyết của thần thoại Trung Quốc chính là thần tiên có thể rời non lấp biển rồi. Hồ Tuấn Thuyên nói, cái đó thật không đúng với gia tộc không trạch rồi, nghe nói không trạch nhất lang chính là cháu đích tôn khí trọng nhất của không trạch bản tú. Nghe nói không trạch nhất lang sinh ra trong lúc thiên hữu dị tượng, lúc đầu trời rất trong xanh, trong lúc sinh không trạch nhất lang trời đột nhiên sấm chớp đùng đùng. Gia tộc không trạch vui mừng khôn xiết, cho rằng đây là con của trời. Cho nên, không trạch bản tú đã bỏ rất nhiều công lao bồi dưỡng đứa cháu này từ khi còn nhỏ. Dồn hết tâm trí nuôi dạy cậu ta. Khi cậu ta mới 7 tuổi không trạch bản tú liền mang theo cậu ta đi ra ngoài du lịch, thứ nhất là rèn luyện, thứ hai là thu lượm thêm tri thức cho cháu trai. Hơn nữa, để bồi dưỡng cháu trai trở thành siêu cao thủ, không trạch bản tú đem hết mọi bí kíp tổ tông lưu lại đưa cho thằng cháu này. Mà không trạch nhất lang cũng không có phụ sự vất vả của ông nội, xuất đạo gần 2 năm liền đánh bại hơn 23 vị quyền thủ, trong đó có 10 người bị cậu ta chỉ dùng một quyền đánh cho tê liệt phải nằm trên giường. Cho nên, có người gọi không trạch nhất lang là tay tê liệt. Gọi là tay tê liệt, vì là sát thủ chuyên làm người khác bị liệt thôi. Mà chỗ lợi hại lớn nhất của không trạch nhất lang là có thể lấy tay làm đao, trên quyền đàn không cho phép dùng binh khí, chỉ có thể dùng chân và tay. Mà không trạch nhất lang dùng đạo nghệ của tổ tông truyền lại bằng hai bàn tay. Ở trên lôi đài anh ta đã từng dùng tay làm đao đánh chết một lục tinh quyền vương. Cho nên, bề ngoài không trạch nhất lang mới chỉ có đai lưng 8 sao kim, tuy nhiên, có thể liệt kê vào các tuyển thủ hạt giống, các quốc gia quyền vương đã sớm đặt Phiêu ngang hàng rồi. Kiều Nhuế Vô Khinh nói. Đúng vậy, năm nay trong số 16 người mạnh nhất thì không trạch nhất đao và Phiêu được đánh cuộc nhiều nhất. Nghe nói đã có rất nhiều tỷ phú chuẩn bị hàng sấp đô la chờ để đánh cuộc hai người họ rồi. Hồ Tuấn Thuyên nói. Như vậy, hạt giống nhóm thứ 8 cũng rất mạnh, chỉ có nhóm 2 đến nhóm 7 còn có thể kém một chút. Xem ra, các trận đấu lần này không được tốt rồi. Diệp Phàm có vẻ lo lắng hỏi. Không nhất định, việc này, vốn nghĩ đến sẽ sắp xếp không trạch nhất lang vào hạt giống ở nhóm 2. Tuy nhiên, kết quả lại làm người ta có cảm giác kỳ quái. Không ngờ không trạch nhất lang lại ở nhóm 8.
Hồ Tuấn Thuyên cũng có chút buồn bực. Có người nói đây là do Thác Mễ Tư cố ý điều chỉnh thành như vậy. Kiều Nhuế Vô Khinh hừ nhẹ nói. Tại sao chứ? Diệp Phàm hỏi. Bởi vì sau khi đánh nhau kịch liệt, 10 nhóm chọn lựa ra 8 người, cũng chính là 5 nhóm đầu hợp thành tổ phía đông, còn nhóm 6 đến nhóm 10 trở thành tổ phía tây. Tổ phía đông chọn lấy 3 người tiến hành thi đấu kịch liệt với 3 người tổ phía tây. Như sắp xếp lần đầu, Không Trạch Nhất Lang rất có thể gặp phải Phiêu ngay trong vòng thứ nhất. Hai đại kình địch lại loại nhau từ vòng đầu. Kiều Nhuế Vô Khinh nói. Thác Mễ Tư Quyền thật đúng là âm lạt, nếu làm như vậy hai người Không Nhất Trạch và Phiêu có lẽ chỉ có thể có một người vào vòng 16 người mạnh nhất. Vì sau đó, trong 10 người cửu tinh quyền vương chỉ có một người có đối thủ mạnh. Mẹ kiếp, việc này chẳng đen à. Diệp Phàm cảm thán nói. Bản thân việc thi đấu là sung mãn rồi, mà người đứng ra tổ chức là Tommy nhất định đã sắp xếp để tính toán có lợi cho mình. Không kiếm tiền thì ông ta phí công tốn sức tổ chức làm gì chứ? Tôi đang nghĩ không biết có phải bản thân Tommy đã bồi dưỡng 10 cao thủ kia không? Việc này có thể giảm bớt được một đối thủ mạnh. Hồ Tuấn Thuyên nói. Tuy nhiên, tôi cảm thấy cũng còn có một vài khả năng khác. Diệp Phàm đột nhiên nói. Còn có khả năng gì chứ? Kiều Nhuế Vô Khinh truy hỏi. Mọi người xem, bọn họ phận chia hai đối thủ mạnh là Phiêu cùng với Không Trạch Nhất Lang đến tổ đông và tổ tây. Ít nhất có thể chắc chắn rằng hai người sẽ không ở cùng một tổ để loại nhau. Ví dụ như bọn họ đều ở tổ đông, chẳng phải là hai người sẽ chạm mặt nhau trước tiên sao? Tách ra để chắc chắn hơn nữa đấy. Mà trong 10 nhóm ít nhất cũng phải có 6 người vào vòng 16 người mạnh nhất. Hai tổ đông và tổ tây thi đấu chọn ra top 8. Sau khi top 8 thi đấu xong sẽ thi đấu vòng bán kết. Mà 4 người này cũng có thể tiến vào vòng chung kết thi đấu giữa 16 người mạnh nhất. Thực ra 5-6 người có thể tiến vào. Đương nhiên, sau khi vào vòng 16 người mạnh nhất thứ tự cao thấp có liên quan đến đối thủ đấy. Diệp Phàm phân tích nói. Chương 2704, một góc trời đỏ thấu. Đúng vậy, tôi nhất thời hồ đồ gây sức ép rồi. Mẹ kiếp, chẳng lẽ mục đích của bọn họ đều là có thể để cho hai người Không Trạch Nhất Lang và Phiêu cùng thuận lợi tiến vào vòng chung kết 16 người mạnh nhất. Hồ Tuấn Thuyên vỗ đùi nói. Hiện tại cũng khó nói, Thác Mễ Tư Quyền tính toán như thế nào không ai rõ cho lắm. Hơn nữa, người ta sắp xếp như vậy cũng không nên nói gì cả. Tất cả sẽ lấy thực lực để nói chuyện đúng không? Kiều Nhuế Vô Khinh hừ nhẹ nói. Thực lực cũng có mở ám. Đường Thành ngồi ở bên cạnh đột nhiên chen vào nói. Sự thật của xã hội bây giờ đấy, hắc ám có ở khắp mọi nơi. Hồ Tuấn Thuyên có vẻ rất rộng lượng, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, cười nói. Đối với vòng thi đấu thứ nhất Tháp Gia có thể giải quyết dễ dàng, Tân Trì mới là quyền vương năm sao thôi. Đáng tiếc là danh tiếng của Tân Trì không đủ vang dội, phỏng chừng người đặt cược cũng không nhiều. Nói cách khác chúng ta đã giải tỏa được toàn bộ áp lực đè lên người Tháp Gia vậy thì đã có một khởi đầu tốt đẹp. Tháp Gia, tôi nghĩ anh cần phải thay đổi một chút sách lược. Lúc này, Kiều Nhuế Vô Khinh nhẹ nhàng xoa đùi Diệp Phàm nói. Có phải em muốn đề nghị tôi không nên kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng? Mà phải chậm rãi thi đấu. Một quyền đã kết thúc trận đấu khiến cho người ta cho rằng thực lực chênh lệch nhau quá. Diệp Phàm cười nói. Anh thấy ý tưởng này có hay không? Kiều Nhuế Vô Khinh khẽ cười nói. Đúng vậy, tôi cảm thấy ý kiến của Kiều Nhuế rất có lý. Nếu anh thể hiện được mình quá mạnh cho dù là anh hiện đang khiêu chiến với 6 sao quyền vương người ta cũng sẽ nghi ngờ thực lực thực sự của anh. Đến lúc đó năng lực của hai người các anh tương đương nhau chắc chắn khách hàng lớn sẽ không đặt cược nhiều rồi, bởi vì bọn họ không biết chính xác phần thắng sẽ thuộc về ai. Đương nhiên, khi đó sẽ do dự để đặt cược rồi. Tiền tự nhiên cũng sẽ ít đi. Hồ Tuấn Thuyên cũng đồng ý với cách nhìn của Kiều Nhuế. Cũng không hẳn như thế. Diệp Phàm đột nhiên khoát tay chặn lại tỏ vẻ thần bí. Khiến cho Kiều Nhuế Vô Khinh và Hồ Tuấn Thuyên đều có chút không hiểu nghi ngờ anh ta. Không phải còn có một số quy định đặc biệt trong trận đấu sao? Diệp Phàm cười nhạt một tiếng nói. Trong thi đấu việc khiêu chiến vượt cấp có thể khiến cho võ sĩ lên cấp một cách nhanh chóng có phải không? Hồ Tuấn Thuyên lại nói. Đúng vậy. Diệp Phàm đập tay xuống bàn, liếc mắt nhìn mọi người, cười nói. Trận quyết đấu đầu tiên với Tân Trì sẽ biểu hiện một chút ngông cuồng, kiêu ngạo. Không phải anh ta là 5 sao đấy ư, tôi cũng 4 sao rồi. Tôi sẽ ra một quyền hoặc một cước khiến cho anh ta rơi xuống dưới võ đài.
tôi sẽ lập tức đứng trên võ đài khiêu chiến với Lý Nhĩ Đa Tư. Hơn nữa sẽ tuyên bố trên võ đài tôi đặt cược 100 triệu cho sự chiến thắng của mình. Lý Nhĩ Đa Tư có đai lưng 7 sao, khẳng định khách hàng lớn sẽ mừng như điên, sẽ cho rằng tôi quá cuồng vọng. Nếu như Lý Nhĩ Đa Tư nhận lời khiêu chiến chẳng phải chúng ta sẽ đại phát sao? Diệu kế! Đường Thành không khỏi trầm trộ khen ngợi nói. Hay hay, tôi tin tưởng Tháp Gia có thể thuận lợi thắng Lý Nhĩ Đa Tư. Bởi vì Bách Đức cũng không phải là đối thủ của anh. Tuy nhiên, tôi sợ Lý Nhĩ Đa Tư không chịu nhận lời khiêu chiến của anh. Bởi vì, trong nhóm tám ngoại trừ Không Trạch Nhất Lang thì Lý Nhĩ Đa Tư cũng có vị trí cao nhất rồi. Anh ta là tuyển thủ hạt giống số 2 trong nhóm 8, anh ta không cần thi đấu cũng có thể đi vào top 3 người mạnh nhất của nhóm 8. Thật ra trận đấu quy định trong 8 người sẽ lấy một người chiến thắng vào vòng quyết đấu. Nếu anh ta bị anh khiêu chiến giữa đường không phải là thua thiệt lớn sao? Hồ Tuấn Thuyền nói ý kiến của mình. Ha ha, tôi tin Lý Nhĩ Đa Tư sẽ nhận lời khiêu chiến đây. Ai chẳng có sĩ diện, anh ta là một quyền vương 7 sao chẳng nhẽ lại không dám nhận lời khiêu chiến của 4 sao quyền vương tôi sao? Nếu vậy anh ta đã sớm cuốn xéo trở về nhà ôm cháu rồi. Hơn nữa, tôi đặt cược mình 100 triệu, sau lưng Lý Nhĩ Đa Tư là một nhóm tập đoàn tài chính chẳng lẽ không muốn kiếm tiền sao? Đây là 100 triệu, không phải chỉ là 30 hay 20 đâu. Hơn nữa, bọn họ tin rằng khả năng thắng của Lý Nhĩ Đa Tư cao hơn tôi. Diệp Phàm tự tin cười nói. Ừ, như vậy có rất nhiều khả năng Lý Nhĩ Đa Tư sẽ nhận lời khiêu chiến. Nếu Tháp Gia anh có thể khiêu chiến thành công anh có thể được lên thẳng thất tinh quyền vương rồi. Đến lúc đó, có thể xuất hiện trong vòng đấu bảng trực tiếp. Về việc thi đấu với Không Trạch Nhất Lang đơn giản chính là một thứ tự xếp hạng thôi. Tuy nhiên, thứ tự xếp hạng của người này cũng tương đối quan trọng. Nó quyết định việc xếp hạng của anh trong các trận đấu của tổ phía đông. Bởi vì theo quy tắc đan sen, Tháp Gia, anh nhất định sẽ đánh thắng Lý Nhĩ Đa Tư. Tuy nhiên, gặp Không Trạch Nhất Lang anh sẽ giấu thực lực thật hay là tiếp tục đánh bại anh ta? Kiều Nhuế vô khinh hỏi. Ha ha, đến lúc đó xem tâm trạng của tôi thế nào đã. Diệp Phàm cười thần bí không trả lời. Tháp Gia, hiện tại chúng ta như người cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Có gì cứ nói trực tiếp ra cho thỏa đáng. Chúng tôi cũng có suy nghĩ chứ không phải không. Nếu không đến lúc đó tính toán của anh chúng tôi cũng không rõ ràng lắm, đến thời điểm chót chúng tôi sẽ không có quyết định tốt được. Nếu anh muốn thua trận, mà ngược lại chúng tôi lại đặt cọc anh sẽ thắng trận, đây chẳng phải là thiệt hại lớn sao? Hồ Tuấn Thuyền nóng nảy, vội vàng hỏi. Nhật Bản. Diệp Phàm thì thầm một câu, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Kiều Nhuế vô khinh cùng Hồ Tuấn Thuyền thoáng nhìn nhau cảm thấy có chút kỳ lạ. Dường như có chút không hiểu. Tuy nói phát xít Nhật làm nhiều việc ác trong đại chiến thế giới thứ hai, nhưng Tháp Gia anh đến từ bộ tộc thổ dân châu Phi. Cuối cùng người Trung Quốc toàn diện kháng Nhật cùng với nước Mỹ khai hỏa bom nguyên tử chấm dứt chiến tranh. Việc này người châu Phi cũng không có liên quan mấy. Năm đó nanh vuốt ma quỷ của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản cũng không có chĩa vào châu Phi. Tại sao vẻ mặt của anh lại khổ như vậy? Mẹ, thiếu chút nữa là lộ hết, đôi mắt của Diệp Phàm sớm quan sát được vẻ mặt thay đổi của hai người, lập tức nói. Năm đó chú của tôi đi giao hàng ở châu Á, chính là bị trực thăng của Nhật Bản bắn chết đấy. Cho nên, bây giờ nhìn thấy những người đó, nếu như không trêu chọc tôi coi như không sao, nếu trêu chọc bản Tháp Gia thì tôi đánh ngay. Ừ, đúng là đáng hận, nên đánh. Năm đó Trân Châu Cảng của chúng tôi cũng bị bọn họ đánh lén đấy. Bọn người đó cần phải bị ăn đòn. Kiều Nhuế vô khinh cũng hừ nói. 8 giờ sáng ngày thứ hai, mọi người bắt đầu nghi thức rút thăm. Để chứng tỏ sự công khai công bằng, ngay thẳng, cũng là lo lắng có người giỏi trên võ đài. Cho nên, các đối thủ cùng nhóm đều rút thăm, nhưng số võ đài không có rút thăm. Trên du thuyền có 2 võ đài. Buổi so tài sáng nay có Diệp Phàm và đám tuyển thủ đến rút ký. Người bị hói nửa đầu tên là Ngô Đại Thuận làm chủ trì tuyên bố rõ ràng. Thủ lĩnh bộ lạc không thành đến từ châu Phi Tháp Bố Tư Ni Mã rút chúng võ đài số 1, thời gian diễn ra trận đấu 9 giờ đúng. Ngô Đại Thuận vừa mới tuyên bố xong, võ đài lập tức bắt đầu chuyển động. Anh không ngờ rút được trận đầu tiên, đây chính là cơ hội tốt để nổi danh. Hồ Tuấn Thuyên ngồi cạnh Diệp Phàm nói. Dấu hiệu tốt đó. Vẻ mặt Kiều Nhuế vô khinh vui mừng. Chúng ta phải có một khởi đầu tốt đẹp mới được. Diệp Phàm cười nói. Toàn bộ một góc trời đều đỏ thấu rồi, anh suy nghĩ một chút nhé Tháp Gia,
trận đấu thứ nhất vòng thứ nhất là Tháp Gia Anh quyết đấu với Tân Trì người Ấn Độ. Tuy nói Tân Trì là quyền vương 5 sao, cao hơn so với cấp bậc của anh một chút. Nhưng thực lực của anh hoàn toàn có thể giải quyết anh ta một cách dễ dàng. Mà rất đông đảo các khách hàng đều chú ý đến trận đấu thứ nhất. Tuy nhiên, phòng trừng đại đa số khách hàng đều đã lựa chọn trước rồi. Mà phòng ước tính tổng đặt cược của trận đầu sẽ không cao. Bởi vì, ở vòng đầu tiên việc đặt cược đều là thí điểm. Phỏng chừng để các đại gia có thể cảm thấy hứng thú đặt tiền một cách mạnh mẽ chắc là phải tiến vào vòng so tài 16 người mạnh nhất. Bởi vì, các trận đấu đó đều là các trận tranh bá của quyền vương 9 sao trở lên, mọi người xem nhiều hơn, đặt gà sẽ cao hơn. Hồ Tuấn Thuyên phân tích với Tháp Chút, rõ ràng cũng đã sửa lại gọi là Tháp Gia rồi. Xem ra, đúng là Diệp Phàm được đánh giá rất cao. Cho dù, dự đoán trận đầu đặt cược không nhiều lắm nhưng người xem náo nhiệt hơn. Tuy nhiên, bố mày cứ khởi đầu tốt đẹp là được rồi. Vận khí Diệp Phàm tràn đầy. 9 giờ đúng. Chỗ ngồi trống quanh võ đài đã sớm có người ngồi, võ đài được xây dựng trên đỉnh thuyền. Thiết kế võ đài của Thác Mễ Tư Quyền không khác bố cục lắm, tuy nhiên, rõ ràng võ đài lớn hơn một chút. Bởi vì, lần sẽ quy định, có thể sử dụng cầm nã thủ đoạn. Ví dụ có thể động quyền động cước mà còn có thể tán thủ những động tác bình thường khác. Các động tác võ thuật nhiều lên, mà thủ đoạn cũng tàn khốc hơn. Yêu cầu duy nhất chính là không cho sử dụng bất kỳ loại binh khí gì. Đứng ở trên võ đài, Diệp Phàm liếc mắt một vòng. Thấy tất cả mọi người ngồi trên đó, cơ bản đều là các phú ông và các mỹ nữ đi cùng. Và tất nhiên cũng có không ít người nổi tiếng, và một số người không biết được danh tính là gì. Đó là một mớ hỗn độn ngồi cùng nhau. Thác Mã Tư Quyền sẽ phái vệ sĩ bảo vệ thận trọng tất cả mọi nơi. Điểm nổi bật chính là việc sắp xếp các bác sĩ chuyên nghiệp và các cô y tá xinh đẹp thành hoa trận. Bởi vì trên võ đài rất tàn khốc, người bị thương chắc chắn là rất nhiều. Ở trên thuyền còn có một phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu này không kém cạnh bất kỳ một bệnh viện cao cấp nào. Quy định tối qua thay đổi rồi, vốn là quy định sẽ không công khai việc đặt cược, tuy nhiên, đêm qua đã thương lượng lại quy định đặt cược phải công khai. Mà lúc này người chủ trì đồng chí Ngô Đại Thuận khản cả giọng đếm thời gian để thu hút những người nổi tiếng giàu có đặt cược. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, thấy tiền đặt cọc cho Tân Trì đã lên tới 1 triệu đô la Mỹ, còn tiền đặt cọc cho mình chưa đến 600.000 đô la Mỹ. Xem ra, vị trí tộc trưởng bộ tộc ở châu Phi của mình cũng không có nhiều người xem trọng rồi. Lúc này, Hồ Tuấn Thuyên nhấn vào nút đặt cược, tổng tiền đặt cọc cho Diệp Phàm lập tức tăng lên một cách chóng mặt đến 5 triệu đô la Mỹ. Người chủ trì Ngô Đại Thuận lập tức hét lớn lên. Tháp bố tư 5 triệu, các quý ông, các quý bà, cơ hội kiếm tiền tới rồi. Mau đặt cược đi. Tân Trì có đai lưng 5 sao quyền vương, mà tháp bố tư chỉ là tân binh mới. Anh ta mới chỉ đạt đến 4 sao quyền vương. Ngô Đại Thuận có vẻ khen Diệp Phàm, kỳ thật, nhắc đến nhưng mà để đề cao thế khí Tân Trì mà thầm chê Diệp Phàm thôi. Quả nhiên, việc giật dây của Ngô Đại Thuận có hiệu quả. Chương 2705, thắng cược. Bên Tân Trì cũng trong khoảng thời gian ngắn đẩy tốc độ lên tới 5 triệu đô la Mỹ. Tôi đặt cược chính mình thắng 1 triệu đô. Để kích thích thần kinh của mọi người, Diệp Phàm hô lớn. Kiều Nhuế Vô Khinh Hiểu ngay lập tức thao tác, tài khoản của Diệp Phàm lên đến 6 triệu. 1 triệu tôi cũng muốn rồi. Lúc này một gã nhà giàu đầu chọc ra hiệu cho người quản lý hét lên. Được. Khi đếm ngược chấm dứt, tổng số tiền đặt cọc vẫn chưa đến 10 triệu. Tuy nhiên, cho dù là như vậy cũng làm cho Diệp Phàm líu lưỡi. Chỉ một vòng đấu loại không ngờ bỏ ra nhiều tiền đến thế. Xem ra, lần này độc kiếm số 1 trở về là chuyện ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, trên cơ bản không ai coi trọng Diệp Phàm. Hơn 8 triệu này trên cơ bản đều là Hồ Tuấn Thuyên lấy danh nghĩa của tập đoàn Trang Chu để đè ép. Anh, không phải tôi hợp lại địch. Diệp Phàm thật đúng là kiêu ngạo, ngông cuồng, chỉ tay vào Tân Trì kiêu ngạo ngông cuồng nói. Vậy phải xem thực lực mới được, khua môi múa mép là vô dụng thôi. Tân Trì tôi từ một người bình thường đến bây giờ đã quyền 5 sao. Cũng không phải một quyền của vị ấy đã đánh bại tôi. Còn anh lại càng không được. Hay là chạy về chỗ bộ lạc của anh ôm váy đàn bà rồi sinh con thôi, thằng nhóc. Tân bị Trì chọc tức, cũng là kiêu ngạo đáp. Được. Trận đấu bắt đầu. Thình thịch, mọi người lập tức ngây dại, chẳng qua trong chớp mắt mọi người chưa kịp nhìn thì một loạt quyền cước tàn khốc đã được Tân Trì biểu diễn một cách tự nhiên, phóng khoáng lên không trung.
rồi sau đó y lại dùng động tác giống chó gặm bùn chọc xuống miếng xốp trong phòng rách tung. Tuy chiếc đệm dày gần 1 mét bị đánh tan tạo ra không ít lực quán tinh nhưng vì miệng tân chỉ đâm trên đệm, hơn nữa Diệp Phàm ra 3 phần khí lực. Y vẫn tương đối thảm, khi mấy cô y tá lật người y lên đều hoảng sợ. Bởi vì tất cả mặt tân chỉ đều sưng tím, miệng đều sưng thiếu chút nữa không nhìn thấy cả mũi rồi. Miệng cũng có thể so sánh với bồn rửa bát rồi, bởi vì đầu tân chỉ lớn, người cao cũng gần 2 mét, nên miệng vốn cũng không nhỏ. Tai vốn cũng không nhỏ hiện giờ không khác gì chư bát giới trong phim Tây Du Ký. Còn mắt so với gấu mèo có khi còn to hơn. Đấu nữa không? Diệp Phàm giơ bàn tay to lên kiêu ngạo, ngông cuồng nhìn về phía tân chỉ đã sắp ngất hét lên. Tôi. Tân chỉ quẩy người một cái, cuối cùng không đứng vững phải các cô y tá dìu đi. Kết thúc, tháp bố tư thắng. Ngô Đại giọng rất lớn, mọi người lập tức vỗ tay như sấm dậy. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng có thể đoán được, người vỗ tay trên cơ bản đều là những người không đặt cược. Bởi vì những người này không thua tiền tất nhiên là thấy may mắn vì vừa rồi không đặt cược nên vỗ tay nhiệt liệt rồi. Có một số người tất nhiên trong lòng buồn bực rồi. Railroad, tôi với anh đấu mấy hiệp, tôi. Diệp Phàm cua tay quét một cái toàn khán đàn, lập tức tiếng vỗ tay ngừng lại. Tháp bố tư tôi dùng thất quyền để làm cho Railroad giống như tần trì. Tôi khiêu chiến Railroad, anh có dám ứng chiến không? Railroad, anh có dám ứng chiến không? Ngô Đại như đoán được ý của Diệp Phàm, lập tức dùng loa hét lên một cách kiêu ngạo, hơn nữa lặp lại liên tiếp 10 lần. Mọi người bắt đầu ồn ào, các lão nhà giàu cũng bắt đầu vẫy tay hét lớn. Railroad, anh dám không? Anh dám không? Nhiều tiếng hét vang lên vọng vang rất lớn. Đây chính là Railroad tiên sinh. Lúc này có một tên đột nhiên chỉ vào một người mặc áo xám đang ngồi trong một góc hét lớn. Tất nhiên, việc này chỉ là một tên mà Hồ Tuấn Thuyên an bài. Đây là ép Railroad xuất hiện, lập tức mọi người đều hướng mắt về phía người này. Anh dám không? Diệp Phàm nhìn vào Railroad đang ngồi ở góc đó hét lên. Tôi đặt cược chính mình thắng, 100 triệu đô la Mỹ dám không? 100 triệu. Mọi người đều trở nên hăng hái. Có người hét lớn. Railroad là nhất, tôi đặt cược anh thắng, 10 triệu đô la Mỹ. Tôi đặt Railroad 5 triệu đô la Mỹ. Railroad chắc chắn thắng. Tôi đặt 2 triệu bảng Anh. Railroad cuối cùng cũng đứng lên trước sự gào thét của mọi người, y lạnh lùng nhìn Diệp Phàm một cái. Cậu không có tư cách đấu với Railroad, chờ cậu đánh vào bán kết thì sẽ thấy tôi. Đến lúc đó, Railroad tôi sẽ dùng nắm đấm của mình và máu trên người cậu để nói cho cậu biết như thế nào là thất tinh, 7 sao quyền vương, thế nào là Railroad. Cậu nhóc, hy vọng cậu có thể bảo toàn tính mạng vào bán kết. Railroad không ngờ không mắc mưu. Nói xong không ngờ không rời đi, lại ngồi xuống. Người này đứng trên đỉnh núi sắp sập mà không sợ. Diệp Phàm không khỏi có chút buồn bực, vốn muốn 100 triệu đô la Mỹ nhất định sẽ làm cho Railroad tim đập mạnh. Không thể tưởng được người này không ngờ bình tĩnh như thế, chẳng những không ứng chiến còn đùa bỡn làm Diệp Phàm tức giận. Trong tài ăn nói cũng hơn Diệp Phàm một chút rồi. Đây là một đối thủ khó nhằn. Diệp Phàm thậm chí nghi ngờ người này đã là giả heo ăn thịt hổ. Hẳn là không chỉ có năng lực thất tinh. Đáng tiếc, hắn không ngờ không mắc mưu. Về phòng xong Hồ Tuấn nằm trên ghế nói, gã có chút đau lòng nhìn tiền của mình. 100 triệu cũng không khiến y động lòng, tôi nghĩ có mấy nguyên nhân. Một chính là người này tinh thần vững như sắt, thứ hai là người này chẳng lẽ là thấy được cái gì đó. Hoặc là người này lo lắng không đánh lại, tôi nghĩ, việc này cũng có khả năng. Kiều Nhuế nói, có lẽ là một kế hoạch của gã, tuy nhiên, người này tinh thần vững chắc rồi. Tôi đoán đây là một đối thủ khó dây dưa. Tuy nhiên, tôi tin tưởng y không phải là đối thủ của tôi. Y không mắc mưu, cậu phải thi đấu từng bước. Hồ Tuấn thở dài, nhìn Diệp Phàm một cái nói. Có lẽ tiền đặt cược cho các vòng tiếp theo không vượt qua vòng 1 rồi. Dù sao cũng là vòng đấu bảng, không có nhiều thủ đoạn lắm. Tiền cứ từ từ kiếm, hôm nay cũng thu lời mấy triệu, cũng không tệ. Sau này mỗi ngày đều như thế hình như cũng không tồi. Diệp Phàm cười nói. Người này thật đúng là kiêu ngạo. Người đeo kính đen ngồi đối diện Railroad thản nhiên hừ một tiếng nói. Sao cậu không mượn thế nhận lời khiêu chiến của hắn? Với sự kiêu ngạo, ngông cuồng của người này, vừa rồi trên đài đấu chỉ một quyền đã đánh bại tân trì. Cậu hoàn toàn có thể lập tức nhận lời khiêu chiến của hắn rồi sau đó đề xuất nghỉ nửa tiếng rồi bắt đầu đấu. Tin rằng hắn sẽ đồng ý.
người này có thể một quyền đánh bại Tân Chỉ chắc chắn cũng là dùng hết sức trong quyền này. Nhìn như tiết kiệm khí lực, trên thực tế như vậy là tổn thương nghiêm trọng nhất đối với cơ thể. Đây chính là ông chủ của Railroad Cách Đức Lâm, chủ tịch tập đoàn Hà Tinh, tỷ phú 700 triệu đô la. Đây là một đối thủ mạnh mẽ. Không thể tưởng được Railroad vẻ mặt nghiêm túc nói. Có thể mạnh hơn cậu sao? Cậu nữa, tập đoàn Hà Tinh chúng ta đã đặt cược 50 triệu đô la Mỹ, cậu không ngờ không ứng chiến. Đó là 50 triệu, huống chi, trong đó cậu cũng được hoa hồng 20 triệu rồi. 50 triệu ngoại trừ người tổ chức hai phần còn lại 40 triệu, trong chuyện này cậu có thể lấy được 8 triệu đô la Mỹ. Có lẽ so với tất cả số tiền mà cậu kiếm trước kia đều hơn rất nhiều. Cậu làm tôi quá thất vọng rồi, nếu tập đoàn có thể thay cậu tôi sẽ đồng ý. Sự hùng mạnh của cậu ngày xưa đâu mất rồi, Railroad kiêu ngạo và ngạo mạn đâu mất rồi. Tôi thấy hình như vậy thay đổi rồi, làm tôi có cảm giác xa lạ. Cái gì đã làm cậu trở nên yếu đuối như vậy? Hugh Cách Đức Lâm đau lòng nói. Railroad đây là cậu đã phạm sai lầm nghiêm trọng, khiến công ty tổn thất về kinh tế đến 30 triệu đô la Mỹ. Công ty đã cố hết sức lực bồi dưỡng cậu thành ngôi sao, chính là vì cậu có thể kiếm tiền cho công ty. Cậu như vậy là hành động theo cảm tính. Lúc trước đã nói với cậu muốn sống khả giả phải nghe lời ông chủ hết mọi việc. Không thể tưởng được cậu cố chấp đến mức này. Nếu lần sau cậu tiếp tục như thế chúng tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo tập đoàn để trừng phạt cậu. Lão già ngồi bên cạnh Đức Lâm nghiêm khắc nhắc nhở Railroad. Người này là tổng giám đốc điều hành Hà Tinh, thật ra là trợ lý bên cạnh Hugh Cách Đức Lâm. Bình thường cũng hết sức được yêu quý, cho nên mới nói với Railroad giọng như vậy. Tuy nhiên, lần này Jock không hiểu, cũng không biết tại sao lại thế này. Railroad bình tĩnh trước khiêu khích của Diệp Phàm trước mặt mọi người như thế lần này không nhịn nữa. Chỉ thấy gã đột nhiên đứng lên, vung lên một quyền, bụp một tiếng vang lên. Cả người Jock bị một quyền của Railroad quăng ngã xuống sofa, lập tức máu mũi và mắt đều chảy ra ướt cả sofa. Riho dừng tay. Ông chủ Đức Lâm quát. Sao, nếu còn nói linh tinh có tin tôi đánh gãy chân chó của anh không? Railroad dứ đấm tay về phía salon mắng Jock. Tốt lắm Railroad, còn Gowood nữa, đứng lên. Tôi nghĩ Railroad làm như thế hẳn có lý do của mình có phải không? Nói cách khác 100 triệu sao không muốn? Đức Lâm nói. Jock lồm cồm bò dậy giận dữ nhìn Railroad, tuy nhiên, thấy ông chủ không có ý quát Railroad cũng hiểu bị đánh thế là đáng. Quyền vừa rồi của Railroad cũng đúng mực đấy. Ra vẻ hung hãn nhưng thực lực cũng không nhiều. Nói cách khác chỉ một quyền này có lẽ có thể lấy nửa mạng già của Jock. Chương 2706, mất cả chì lẫn chài. Ông chủ có thể nói tôi nhưng anh không được, anh cho là mình giống ông chủ có phải không? Tôi đã nhịn anh lâu lắm rồi. Rời khỏi ông chủ thì anh chẳng bằng một con chó. Reo chỉ vào Jock mắng một trận sau đó có lẽ là khát nước nên cầm lấy cốc uống một ngụm lớn nhìn ông chủ một cái nói. Các anh đều cho rằng biểu hiện của tôi hôm nay là yếu đuối có phải không? Thật ra tôi cũng không phải là không muốn đấu nhưng người Trung Quốc có một câu ngạn ngữ biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đối với tháp bố tư chúng ta không có nhiều thông tin liên quan đến hắn. Người này có vẻ có chút thô mãnh. Hơn nữa trước đây không lâu không ngờ là một quyền thủ bình thường thăng đến mức quyền vương như bây giờ. Hắn vừa mở miệng đã là 100 triệu, tôi nghĩ, người này không nắm chắc thì không thể nói thế. Tuy nói hắn chỉ là tù trưởng của một bộ lạc, nhưng bộ lạc này hiện nay dân chúng đều nghèo đói, lấy đâu ra 100 triệu. Khoảng tiền này nhất định là hắn hợp tác lúc nãy ra. Người ta đồng ý đầu tư khoản tiền lớn như vậy, chắc chắn là có mục đích. Hơn nữa, đến đây sau mỗi quyền vương đều có một ông chủ. Nhưng tập đoàn tài chính này cũng không chỉ riêng cung cấp tiền. Mục đích là cung cấp tin tức và bày mưu tính kế, việc này tôi chỉ sợ ông chủ sẽ mất cả chì lẫn chài. Mất cả chì lẫn chài, chẳng lẽ cậu có tự tin sao? Hugh Cách Đức Lâm có chút nghi ngờ nhìn Railroad một cái hỏi. Đấu thắng hắn không khó lắm, tuy nhiên, tôi muốn chắc chắn 100% có thể hạ hắn. Hơn nữa, tôi tin tưởng vào vòng trong tôi sẽ có cơ hội chạm mặt hắn. Người này nhất định có thể tiến vào vòng bán kết. Đến lúc đó chỉ còn lại hắn với tôi và Trạch Nhất Lang tranh ba top 3. Ngoài ra tôi cũng không muốn để lộ thực lực của mình. Bởi vì còn có một đối thủ mạnh nhất là Trạch Nhất Lang, đây có thể gọi là đối thủ mạnh mẽ. Railroad nói. Theo lời đồn Trạch Nhất Lang cũng có thực lực bí mật, hiện tại tuy nói chỉ là quyền vương 8 sao, thực ra hẳn là thực lực không ngừng ở đó.
Bởi vì ông nội của Trạch Nhất Lang là một cao thủ siêu cấp. Cho dù ở Nhật cũng là một thái sư. Hưu Cách Đức Lâm gật đầu nói nhìn Reros một cái hỏi. So với Trạch Nhất Lang cậu có xác suất chiến thắng gã bao nhiêu? Khó nói lắm, 55 đi. Reros vẻ mặt nghiêm trọng. Đồng thời cách phía hai người không xa trong một phòng khách xa hoa cũng đang ngồi mấy người. Một người tóc dài xõa vai, mặt trang phục truyền thống võ đạo Nhật Bản, chân đi đôi gốc gỗ, ngồi trên salon trong phong cách rất cổ đại. Người này chính là siêu cấp đại sư Không Trạch Bản Tú của Không Đao Lưu Nhật Bản. Ngẫm nghĩ một chút hỏi. Nhất Lang, hôm nay Tháp Bố Tư con cũng nhìn thấy, con thấy người này thế nào? Một tù trưởng đến từ một bộ lạc của châu Phi, đây là thân phận của hắn. Tuy nhiên, người này xuất hiện khá đột ngột. Hơn nữa nhìn từ lúc hắn xuất hiện thì thấy người này tương đối kiêu ngạo. Tuy nhiên, người này thật sự có năng lực, hiện giờ hắn mới chỉ đánh 3 trận nhưng đều một quyền đánh thắng đối thủ rồi. Ngay cả năm sao như Tân chỉ cũng không địch nổi một quyền của hắn. Người này rất có thực lực. Tuy nhiên, bởi vì hắn không lộ nhiều thân thủ cho nên tôi cũng không biết thực lực của hắn mạnh như thế nào. Tuy nhiên hắn dám khiêu chiến với 7 sao quyền vương Reros và đặt cược 100 triệu thì xem ra người này có năng lực chiến thắng 7 sao có phải không? Có lẽ người này chỉ ít có thực lực 8 sao quyền vương. Không Trạch Nhất Lang nói. Con sai lầm rồi. Không ngờ Không Trạch Bản Tú đột nhiên nói. Chẳng lẽ hắn không phải 8 sao? Trạch Nhất Lang có chút hồ đồ nhìn ông nội. Hắn không chỉ ngừng ở 8 sao, hơn nữa. Tôi nghi ngờ người này có 9 sao, thậm chí 10 sao. Nhất Lang, qua mấy ngày nữa con nhất định chạm mặt người này đấy. Không cần nể tình, vừa ra tay phải đánh bại hắn mới được. Người này có lẽ cũng là đã quen kiêu ngạo rồi, hơn nữa, nghe nói người này háo sắc, đi cùng bên người lúc nào cũng có 3-4 cô gái. Có lẽ trước kia trong hộ lạc cũng tương đối được sủng ái mới làm cho hắn kiêu ngạo ngông cuồng như thế. Đến giờ hiện tại hắn chỉ mới đấu với một số đối thủ cấp thấp. Thực ra càng lên cao thì cấp bậc càng cao. Không Trạch Bản Tú nói. Đáng tiếc không thể dùng đao, nếu như có thể dùng binh khí thì tốt rồi. Không Trạch Nhất Lang có chút tiếc nuối. Ha ha, binh khí chỉ là để trợ giúp, không cần hy vọng hết vào nó. Khi con đạt đến một cấp bậc nhất định thì con sẽ hiểu được cao thủ có thể dùng được cả lá nói gì đến binh khí. Không Trạch Bản Tú tỏ sự kiêu ngạo của đại sư. Không có binh khí cháu cũng đánh chết. Hắn nhiều nhất là 9 sao đến 10 sao thì thế nào? Không Trạch Nhất Lang cũng lộ ra sự kiêu ngạo, ngông cuồng mạnh mẽ. Ha ha ha! Không Trạch Bản Tú đột nhiên vỗ vỗ sofa cười to nói. Lúc này mới giống cháu trai của nhà họ Trạch chúng ta. Nếu con ngay cả một người 9 đến 10 sao quyền vương cũng không bắt được thì gọi gì là cháu đích tôn của nhà họ Trạch. Ông nội yên tâm, Akiyama tính cái gì, tôi nhất định sẽ làm cho Akiyama trả giá nhiều. Không Trạch Nhất Lang kiêu ngạo ngông cuồng nói. Akiyama Li Fu sau khi thi đấu với Trần Vô Ba ở Trung Quốc tiến triển thần tốc, nghe nói gã đã đột phá đẳng cấp 11 rồi, ngang nhiên tiếng vào hàng ngũ siêu cấp. Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, 4 năm trước gã mới hoàn đoạn khai nguyên, đến giờ tuy đã qua 4 năm chưa đến 5 năm gã rõ ràng liên tục đột phá hơn 2 đẳng cấp. Việc này đúng là không tưởng tượng được, hơn nữa tôi nghi ngờ gã có phải có tiếng không có miếng không. Một ông già râu ngắn người Nhật Bản nói, người này là cha của Không Trạch Nhất Lang Không Trạch Điền Do. Hắn chỉ chó ngáp phải ruồi thôi. Trạch Nhất Lang hừ lạnh nói. Chó ngáp phải ruồi. Không Trạch Điền Do có chút không hiểu nhìn con trai. Đúng vậy, Điền Do. Không Trạch Bản Tú gật gật đầu nói. Từ khi đấu cùng Trần Vô Ba kỳ thật Akiyama Li Fu còn bị tổn thương. Theo lý mà nói phải hơn một năm mới khôi phục, tuy nhiên, người này tốt số. Không ngờ đang tìm kiếm thuốc để chữa bệnh thì tình cờ gặp được một cái sừng hải cầu. Nghe nói con hải cầu này đã sống 200 năm rồi, nghe nói sừng giống sừng trâu nên gọi là sừng trâu hải cầu. Vật này là vật kịch độc, hơn nữa, rất khó bắt được, ngay cả cao thủ đẳng cấp 11 cũng không chắc có thể bắt được. Bởi vì trong nước thì thân thủ của chúng ta cũng bị hạn chế. Mà Akiyama Li Fu may mắn vừa gặp hai cá mập đang cắn xé con hải cầu kia. Cuối cùng cá mập bị cắn chết. Và hải cầu cũng bị thương nặng mới khiến cho Akiyama lấy được sừng. Rồi sau đó gã áp dụng phương pháp lấy độc trị độc, uống máu hải cầu không ngờ trong 4 năm đã đột phá đến 11 đẳng. Không Trạch Bản Tú vẻ mặt khá tiếc nuối nói. Vậy thì thế nào, trước mặt ông nội gã vẫn không chịu nổi một kích. Trạch Nhất Lang chép miệng nói,
vẻ mặt đầy khinh thường. Không thể nói như vậy, ông và gã không giống nhau. Năm đó ông và tiền bối Akiyama Mita từng đấu một trận. Akiyama Mita thật sự lợi hại, so với chúng ta vẫn hơn một chút. Chẳng qua tôi còn có phòng thủ mới ngang tay với y. Trạch Bản Tú vuốt vuốt râu nói. Không thể tưởng tượng được ông nội còn có thành tích này. Mấy chục năm trước y là đại sư hạng nhất của đất nước chúng ta. Có lẽ hắn lúc đó đã đạt đến cửu đẳng thậm chí thập đẳng. Lúc trước Akiyama Mita nghiêm nhiên so sánh được với trưởng môn của võ đang thiếu lâm. Ông nội có thể cùng y đấu ngang tay thì là chuyện vinh quang rồi. Không, Trạch Nhất Lang vẻ mặt bội phục nhìn ông nội. Nhất Lang, con nói đúng rồi. Không, Trạch Điền do cười nói. Tuy nói tổ tiên của Akiyama đã có cửu oán với nhà chúng ta, sang năm lại muốn đấu với chúng ta rồi. Nhưng chúng ta không thể không thừa nhận, năm đó Akiyama thật sự có thực lực, nghe nói Akiyama Mita từng được so sánh với Trương Vu Trần của võ đang. Hiện tại Akiyama vì Akiyama Mita mất tích nên đã xuống dốc, Akiyama Lifu muốn vực lại nhà này là tương đối khó khăn. Tuy nhiên, nhà chúng ta trừ phi ông cụ ra tay, nếu không những hậu bối khác không thể chống lại Akiyama Lifu. Con còn trẻ, tuy nói so với bạn bè đồng lứa con là cao thủ nhưng con cần gian khổ tôi luyện mới được. Nhà chúng ta chỉ trông mong con có thể nhanh chóng lớn mạnh để dẫm nát Akiyama Lifu dưới chân. Nói cách khác, mặc dù là ông cụ ra tay cũng sẽ làm người ngoài nói là thắng không vinh quang. Ngược lại làm việc cho người khác đám tiếu. Nhà họ Trạch chúng ta không phải là người như thế. Chúng ta một gia tộc khá có ảnh hưởng. Chúng ta không thể để người ta đàm thiếu. Không, Trạch Điền do hào hùng nói. Trương Vũ Trần, không phải nghe nói người này đã đạt đến cảnh giới trong truyền thuyết sao? Akiyama Mita thật là có chút lợi hại, không ngờ cùng cấp bậc với Trương Vũ Trần. Con nghĩ ông nội không dễ dàng không phải vì là Akiyama Mita không xuất hiện có phải không ạ? Trạch Nhất Lang thật sự là thông minh, vừa thoáng đã nghĩ đến cái này. Ừ. Thật sự là ông có chút băn khoăn, tuy hiện tại thân thủ của ông không tệ nhưng vẫn không thể bước vào cảnh giới truyền thuyết. Có người đồn đại Akiyama Mita đã chết từ lâu rồi, tuy nhiên, chúng ta không nhìn thấy thi thể ông ta thì không thể tin. Cao thủ cùng cấp bậc với Trương Hữu Trần không phải dễ dàng chết như vậy. Thật ra, Akiyama Mita căn cốt tốt hơn ông, hơn nữa ngộ tính của người này tốt hơn so với tôi. Nếu người này còn sống có lẽ đã cùng cấp bậc cao thủ với Trương Hữu Trần. Muốn nói ông không có băn khoăn đó là gạt con đấy. Ông là trưởng họ cuối cùng của nhà họ Trạch chúng ta, chỉ cần không tìm được thi thể của Akiyama Mita thì tuyệt đối ông không ra tay. Nếu việc này là do các cháu tự đánh thắng nhà Akiyama trên võ đài thậm chí là diệt nhà Akiyama thì là họ tự tìm lấy. Việc này nếu mọi người biết cũng sẽ không nói gì, tài nghệ không bằng người thôi. Cho nên, hy vọng của ông đều gửi vào cháu, cơ thể Nhất Lang tốt, hơn nữa chăm chỉ luyện công. Chưa đến 30 tuổi đã đạt đến thập đẳng đỉnh giai rồi, Akiyama Lifu mới đẳng cấp 11, ông nghĩ cho Nhất Lang mấy năm nữa. Dưới sự giúp đỡ của ông, vượt qua Akiyama Lifu là không thành vấn đề. Còn cuộc tỉ thí năm tới chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Không, Trạch Bản Tú nói đến đây có vẻ khát nước cầm chén trà lên. Chương 2707, đủ kiểu. Tiếp theo không, Trạch Bản Tú đặt chén trà nói. Chỉ cần tôi còn sống một ngày, Akiyama Lifu phải nể mặt tôi. Lúc quyết đấu y cũng phải hạ thủ lưu tình, hai nhà chúng ta có thể xem như ngang tay. Những băn khoăn của y còn nhiều hơn chúng ta, muốn ra tay đánh bại các con nhưng y lại không thể làm. Bởi vì tôi vẫn còn sống, cho nên, duy trì sự hài hòa là việc y không thể không làm. Mà tôi đương nhiên cũng nghiêm chỉnh ra tay, nếu y dám áp chế các con tôi sẽ không lưu tình. Akiyama còn có cái gì? Trừ một mình y làm trụ cột thì mấy người con cháu đều không chịu nổi một kích. Không, Trạch Bản Tú có vẻ hơi đắc ý. Mấy trận đấu tiếp theo Diệp Phàm không có gì thay đổi. Tuy nhiên, hắn cũng thay đổi chính sách, cũng không phải một quyền đánh bại đối thủ mà đánh một hồi mới hạ thủ. Tuy nhiên, trong mấy ngày này Quyền Vương bị trọng thương cũng có mấy người, còn có hai người bị tử vong. Hai người chết cũng không gây nên chấn động gì, ngay cả một chút gợn sóng cũng không có. Đề tài mà nhiều người bàn tán là hôm nay anh thắng nhiều hay ít, ngày mai ai thắng. Diệp Phàm chỉ có thể than thở nhân vi tài tử, điểu vi thực vong, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Các khách hàng lớn cũng giống như mua cổ phiếu đều bàn luận về xu thế của các quyền vương. Gần đây có một tên là Lộ Thủy không ngờ luôn đoán xu thế của các quyền vương.
Người này tin tức rất linh thông giống như Bách Hiểu Xanh ngày xưa, gã dùng thực lực của các quyền vương để tính ra xu thế. Thật đúng là đừng nói, dự đoán của gã thay đổi mỗi ngày. Không ngờ gã đoán đúng vài lần thắng thua, lập tức Lộ Thủy trở nên nổi tiếng. Khách đến thăm phòng gã không ít, hơn nữa người này cũng đùa giỡn giả thần giả thánh. Anh muốn xem dự đoán ngày mai phải trả một khoản tiền nhất định, đây cũng có thể coi như một cách kiếm tiền. Lúc này, chỉ cần nổi tiếng thì kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều. Giống như mua một quả bóng vải nhiều màu, nếu đoán trước thực sự có hiệu quả thì người ta không phải là đã phát tài từ lâu sao. Nhưng người tin vẫn tương đối, bởi vì đây là tâm lý. 3 ngày qua đi, chia nhóm của vòng bán kết đã được thực hiện xong. Giống như dự đoán của nhà họ Trạch và Railroad, vòng bán kết là Không Trạch Nhất Lang, Railroad, Diệp Phàm và một người Ả Rập. Kết quả bốc thăm là Diệp Phàm gặp Railroad, Không Trạch Nhất Lang đánh với người Ả Rập. Người thắng sẽ đi tiếp vào vòng trong. Tuy nhiên, dự đoán của Lộ Thần đã đưa ra 2 người. Diệp Phàm đương nhiên bị loại bỏ ra ngoài, 2 người được chọn chính là Railroad và Không Trạch Nhất Lang. Khi Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh đứng trên lôi đài, nhóm khách hàng lớn đặt cược đều đặt cược vào Railroad. Diệp Phàm buồn bực phát hiện, đặt cược vào một tù trưởng như hắn chưa đến 1 triệu mà Railroad đã lên đến 20 triệu. Bởi vì, theo tin tức của Lộ Thủy chính là Railroad giả heo ăn thịt hổ. Năng lực thực tế của y đã đạt đến cửu tinh quyền vương. Còn tháp tư bố này đối với bọn họ mà nói chỉ có thể là gà mờ đánh mấy trận quyền mà thôi. Tiếp theo còn cần kiêu ngạo ngông cuồng nhiều hơn nữa. Lộ Thủy xác định Diệp Phàm khoảng 8 sao, mà Không Trạch Nhất Lang 9 sao, Railroad cũng là cửu tinh. Hơn nữa, Lộ Thủy còn để lộ ra năm trước Railroad thật sự đánh bại một gã quyền vương 9 sao. Tư liệu còn ghi rõ tên người đó, Railroad không ngờ cũng không đứng ra phủ nhận hay giải thích gì, hình như thừa nhận việc này. Tất nhiên, hôm nay những nhà giàu có ngồi đây đều không phải là người ngu, nghe thấy chút tin tức cũng cho người đi thăm dò việc Lộ Thủy nói. Khi chứng thực thật sự có việc như vậy, lúc đó cũng không phải trên lôi đài mà là Railroad tự giải quyết. Bởi vậy mới tạo thành việc đặt cược hôm nay nghiêng về một phía. Hiệp hội hôm nay cũng rất quan tâm đến trận đấu của Railroad, bởi vì trước đây tháp bố tư muốn khiêu chiến đã đánh cược 100 triệu, đáng tiếc Railroad không đồng ý. Hiệp hội dường như đã thấy 100 triệu đô la Mỹ trước mặt mình. Cho nên, đã cử Ngô Đại Thuận, một người có kinh nghiệm làm trọng tài trận đấu này. Ngô Đại Thuận nhìn lướt qua màn hình lớn, không khỏi cau mày, bởi vì tháp bố tư rất thảm, không ngờ chỉ có 1 triệu đô la Mỹ đặt cược. Mà bên Railroad đặt cược đã lên đến 30 triệu đô la Mỹ rồi, hình như vẫn còn tăng lên. Nếu tháp bố tư không ai đặt cược thì bị đè bẹp rồi. Hơn nữa cuối cùng bồi thường xong thì hiệp hội cũng không còn bao nhiêu tiền rồi. Tháp bố tư tuy chỉ là một quyền vương gà mờ 6 sao nhưng hắn luôn thuận lợi. Nhìn quyền cước của hắn thì trong gần 20 ngày nay liền từ một gã quyền thủ bình thường lên đến quyền vương 6 sao. Hơn nữa mấy ngày trước tháp bố tư đã từng khiêu chiến Railroad, lúc đó hắn đặt cược 100 triệu. Chẳng lẽ quý vị không có niềm tin với hắn sao? Nếu có tin tưởng thì nhanh chóng đặt cược. Cơ hội kiếm tiền đến rồi, quý vị không thể vì nghĩ sai mà bỏ qua một khoản tiền lời lớn, mất đi tài sản có thể sống cả đời còn lại, mất đi. Đến lúc đó... Ngô Đại Thuận cố gắng dụ dỗ những người xem. Tuy nhiên, Ngô Đại Thuận đang nói đến đây thì phía dưới vang lên một giọng nói. Hư Thanh. Ngô Đại Thuận hiển nhiên đang tạo thế cho tháp bố tư, rõ ràng hắn đang bị vây trong hoàn cảnh xấu, không có một ai đặt cược cho hắn. Hiển nhiên là các khách hàng lớn cũng không tán thành đề nghị của ông ta. Diệp Phàm nhìn lướt qua màn hình lớn, phát hiện bên phái mình cũng chỉ gia tăng 500.000. Hơn nữa, người vừa mới đặt cược không ngờ kiêu ngạo. Ngông cuồng nhìn Ngô Đại Thuận kêu lên. Tôi đây nể mặt ông, đặt cược cho tháp bố tư 500.000 để mua bao mì tôm. Tháp bố tư đừng để thua kém, đừng để đến mì tôm cũng không có. Diệp Phàm vừa nghe lập tức giận đến nỗi nổi trận lôi đình, hắn không ngờ không để ý đến phong độ lao xuống dưới khán đài. Tên kiêu ngạo ngông cuồng kia còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Phàm nện cho mấy quyền lăn quay ra đất rồi. Không được ra tay với khách hàng, bố tư. Đây là anh đã làm trái quy tắc thi đấu rồi, tôi tuyên bố phạt cậu. Ngô Đại Thuận tức giận hét lớn. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng kiêu ngạo ngông cuồng hơn, cuối cùng cho người kia một cước đạp rồi xông lên đài thi đấu hét lên. 500.000 muốn cho tôi mua mì tôm, mày nghĩ nhà họ tháp chúng tôi là người như thế nào? Tháp bố tư tôi đặt cược chính mình 100 triệu đô la Mỹ, bên chúng mày thì sao, không phải hơn 30 triệu sao,
còn chưa đủ cho tôi mài răng. Đặt tiền, đặt tiền, đặt tiền. Mọi người lập tức phấn kích, bố Tư Công Nhiên ẩu đả khách hàng không ngờ Công Nhiêu khiêu khích mọi người, làm mọi người có chút không chịu nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, tiền đặt cược bên phía Railroad tăng giống như ngọn lửa bốc cao. Ngay cả Ngô Đại Thuận cũng không biết nói gì rồi, không ngờ qua mấy quyền của bố Tư lại tăng mạnh như ngọn lửa bùng lên khiến người khác run sợ. Tôi đặt cược chính mình thắng 50 triệu đô la Mỹ. Thấy tình thế được đẩy lên đến đây, Railroad trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng tung ra một chiêu tàn độc. Y giơ giơ tay lên nói. Đè, đè, chúng ta phải đem 100 triệu của tiểu tháp phân ra, chúng ta phải cho hắn thua đến cái quần đùi cũng không có mặc. Chúng ta phải cho hắn trong một đêm biến thành một bao mì tôm cũng không mua nổi, thành một kẻ nghèo hèn không có đến 10 đô la Mỹ. Đặt cược, đặt cược, đặt cược. Không khí khán đài nóng lên, khách hàng thi nhau ấn nút đặt cược. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Đại Thuận miệng cười tâu tuét rồi. Vì xử lý nhiều lệnh trong khoảng thời gian ngắn nên có chút hỗn loạn, không ngờ bụp một tiếng trở nên đen xì rồi. Bởi vì mỗi chỗ ngồi của khách hàng đều là chỗ để nhập tin tức, chủ yếu là khách hàng đặt cược và xem tiền ký quỹ còn bao nhiêu. Nói cách khác, một khách hàng một đặt cược 20 triệu mà trên thực tế trong thẻ của y chỉ vẹn vẹn có 1 triệu thì không phải là mất hết quy tắc sao. Cho nên, mỗi khách hàng nhấn nút xong máy tính phía sau lập tức sẽ kiểm tra tài khoản của họ để xem lệnh đặt cược có hữu hiệu không. Sao lại thế, tôi đặt cược nhưng tối om. Có người hét lớn. Đúng vậy, chúng ta đặt cược rồi, máy tính lại khởi động lại, đừng làm cho trình tự đặt cược của tôi rối loạn là được. Một ông lão tóc bạc phơ nói. Bởi vì trình tự cũng liên quan đến trả thưởng sau này. Nếu tháp bố Tư không đúng, thì người đặt cược sau không lấy được tiền rồi. Tất nhiên, thời gian và trình tự đặt cược của các khách hàng khá quan trọng rồi. Thưa các quý vị, xin yên tâm, máy tính của chúng tôi đã khôi phục xong trình tự đặt cược của các quý vị cũng không hỗn loạn. Nếu rối loạn thì lập tức có thể đề xuất để chúng ta thay đổi. Ngô Đại Thuận nói lớn trong loa. Tuy nhiên, ông ta cũng đang nghĩ không biết sau khi máy tính khởi động lại có khôi phục được dữ liệu ban đầu không, mất thì có lẽ không, chỉ sợ loạn. Đến lúc đó bọn người kia tức giận lên còn không phải làm mình thành bao cát sao. Những người này đều là những nhân vật giàu có nổi tiếng, không thể chọc vào. Không lâu, máy tính một lần nữa hiện ra. Xin quý vị kiểm tra lại một lần nữa, chỗ nào không hợp lý chúng tôi lập tức sẽ sửa chữa. Ngô Đại Thuận nhìn màn hình lớn trong lòng cũng đầy bất ổn. Nửa phút sau, thấy không có dị nghị, Ngô Đại Thuận vội vàng quay mặt đi lấy khăn lau mồ hôi trán. Hôm nay kiếm một khoản lớn, tuy nhiên, không hiểu tháp bố Tư có chống đỡ được không. Còn nữa, chúng ta đoán về reo có chuẩn không? Hồ Tuấn Thuyên có chút bận tâm ngồi cạnh Kiều Nhuế Vô Khinh. Chương 2708, doanh thu 400 triệu. Ha ha, một khoản kinh phí lớn. Kế hoạch của chúng ta đã sắp xếp tốt rồi. Vẫn là nhà họ Tháp có cách, không ngờ một mình diễn với chúng ta. Tháp gia nói đây là khổ nhục kế. Nói cách khác có lẽ đặt cược bên phía reo cũng không cao. Hiện tại bọn họ đã tăng lên 200 triệu, chúng ta không phải có thể ném hết ra sao? Kiêu Nhuế Vô Khinh khẽ nhìn màn ảnh lớn hỏi. Việc này, tôi có chút không nỡ. Hay là chỉ 100 triệu vậy thôi, kiếm ít một chút nhưng chắc chắn một ít. Nếu tung ra hết sợ rằng đến lúc đó mất cả chì lẫn chài. Còn cô nói chính là cái mà người Trung Quốc gọi là khổ nhục kế. Thời Tam Quốc khi Chu Du đánh Hoàng Cái. Ông cha của Hồ Tuấn Thuyên là người Hoa, đương nhiên biết được chuyện cổ này. Anh không đặt thì tôi đặt, tôi tin tưởng nhà họ Tháp có thể làm. Kiều Nhuế Vô Khinh có chút tức giận nhỏ giọng hừ nói. Rốt cuộc là anh đặt hay không đặt, như vậy đi, nếu anh không đặt tôi sẽ đặt phần của tôi. Đến lúc đó kiếm được tiền anh cũng đừng ghen ghét đòi chia phần nhé. Việc này, Hồ Tuấn Thuyên có chút do dự, cuối cùng lắc đầu nói. Cô cùng nhà họ Tháp cũng biết, hắn đặt 100 triệu kia là ba chúng ta cùng góp đấy. Tập đoàn Trang Chu chúng ta cũng không hề đặt cược rồi. Đương nhiên, cô muốn đặt cược thì có thể lấy danh nghĩa riêng mà không thể lấy danh nghĩa của đối tác, tôi không hề đặt cược rồi. Tuy nhiên, trước đó cũng phải giải thích rõ, nếu một khi thua tôi chỉ nhận chia một phần của 100 triệu kia đó là 20 triệu đô la Mỹ. Cô tự đặt cược tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Người ta nói anh có tầm nhìn nhưng tôi thấy anh là kẻ nhát gan. Ánh mắt của anh lần này có lẽ mù. Kiều Nhuế Vô Khinh hừ lạnh một tiếng, sau đó nhấn nút cá nhân đặt cược 50 triệu. Lúc này Đường Thành cũng chạy đến chỗ Diệp Phàm đang ngồi nghỉ ngơi bên rào chắn sân thi đấu.
Nương Thành, cậu đặt cược đi, đem hết tất cả quân bài chưa lật ném lên. Diệp Phàm dặn, vừa rồi Kiều Nhuế Vô Khinh đã đặt 50 triệu, anh lại đặt 100 triệu, tổng cộng chúng ta 400 triệu, mà trong này còn có 50 triệu là Hồ Tuấn Thuyên có. Họ không cho phép chúng ta dùng, chỉ có thể đặt 200 triệu. Đường Thành nói, hừ, đem 100 triệu của tù trưởng số 3 đặt cọc lên, xem như là Diệp Phàm tôi mượn. Diệp Phàm nói, chỉ sợ khoản tiền này tổ đang theo dõi, anh có chút hoạt động bên kia liền biết ngay, vì vậy trong tổ có lẽ có theo dõi đấy. Đường Thành nhíu mày nói, cậu giải thích cho đại tù trưởng cung khai hả, rõ, là Diệp Phàm tôi mượn. Tài sản nhà tôi ông ấy biết rõ, tôi dùng phẩm chất của mình để cam đoan một khi có hiểu lầm tiền sẽ được chuyển đến. Diệp Phàm nói, Đường Thành đi làm, không lâu quay lại nói đại tù trưởng đồng ý. Tuy nhiên, chỉ có thể là cá nhân hắn đặt tiền không thích là tiền của bộ lạc. Ông lão, xem ra ông vẫn cổ hủ, tôi muốn kiếm chút tiền cho bộ lạc không ngờ ông không đồng ý. Diệp Phàm thầm nói, thật đúng là nước lên thì thuyền lên. Diệp Phàm vừa dặn Đường Thành đặt cược thì bên chỗ reo đã có người theo. Cuối cùng một tiếng chiêng vang lên báo hiệu đặt cược đã xong, hai bên đều đạt trên 400 triệu. Bên Diệp Phàm 9 phần tiền đều tự hắn đặt cược. Anh sẽ biết thế nào là hối hận. Kiều Nhuế Vô Khinh khẽ cười châm chọc nói. Tôi không đánh vì không nắm chắc. Hồ Tuấn Thuyên vẻ mặt bình tĩnh, nhìn Kiều Nhuế Vô Khinh châm chọc. Tôi thật ra lo lắng cho cô sẽ khóc nhe như thế nào, số tiền này kiếm cũng không dễ dàng. Có lẽ số tiền này là tất cả tài sản của cô. Đến lúc đó số tiền này mất hết có lẽ cô phải trở lại bộ lạc để trồng rau trồng ngô rồi. Tuyệt đối sẽ không. Tôi tin tưởng hắn. Kiều Nhuế lắc nhẹ đầu. Bắt đầu. Trận đấu bắt đầu. Diệp Phàm và Railroad chào hỏi xong bước ra xa nhau khoảng 10 mét nhìn nhau. Ước chừng 2 phút đồng hồ trôi qua, phía khán đài có người không kiên nhẫn kêu lên. Sao còn chưa ra tay, chừng mắt nhìn nhau có thể quyết định thắng bại à? Cũng phải nói là đang liếc mắt đưa tình chứ. Rail, đi lên, một quyền đánh ngã tù trưởng kiêu ngạo ngông cuồng này. Thổ dân cũng dám đến đây tìm việc, đánh chết hắn. Hô! Railroad giống lên một tiếng năm tay giơ ra một chút cả người như là nòng pháo hướng về phía Diệp Phàm. Thế tới vô cùng hung mãnh, trên sàn đầu giường như nổi lên một cơn gió do con người gây ra. Dầm một tiếng. Tiếp đếp là mấy âm thanh kỳ lạ vang lên, Diệp Phàm cùng Railroad sau khi va chạm đều lui về ba bước lớn mới đứng vững lại. Việc này, thật ra Diệp Phàm chỉ dùng 3 phần khí lực. Đương nhiên hắn cũng rất biết diễn trò, vẻ mặt tỏ ra khiếp sợ. Dường như sự hùng mạnh của Railroad khiến hắn chột dạ. Thấy không, thắng bại khó khăn, Kiều Nhuế, cẩn thận mấy chục nghìn của cô mất sạch nhé. Hồ Tuấn Thuyên mặt đầy vui mừng. Anh cũng có mấy chục nghìn đấy. Kiều Nhuế vô khinh châm chọc. Cô nhiều hơn tôi rất nhiều. Hồ Tuấn Thuyên tức giận nói. Tôi tình nguyện anh quản được sao? Kiều Nhuế vô khinh nói một câu làm Hồ Tuấn Thuyên không nói được gì nữa. Mà vẻ mặt Railroad cũng đầy khiếp sợ, tuy nhiên, có phải giả vờ giống Diệp Phàm hay không cũng không rõ. Dưới khán đài nhóm người đặt cọc tất cả đều im lặng, mà những người đặt cược Railroad thắng cũng trầm xuống. Bởi vì trong giây lát họ phát hiện tên kiêu ngạo ngông cuồng hình như cùng cấp bậc với Railroad. Vậy trong trận đấy này chẳng phải tỷ lệ chỉ là 55 sao? Bọn người này đương nhiên liền lo lắng cho khoản tiền của mình. 3-3-3. Hai bên đánh nhau rất mãnh liệt. Hai người đối đầu với nhau đều là đánh vào đầu hoặc điểm yếu hại trên người nhau. Tuy nhiên, điều khiến Railroad khá buồn bực chính là nắm tay của y mạnh mẽ như vậy nện xuống người đối phương giống như đập trúng đống mỡ vậy. Mềm nhũn không có tác dụng, và dường như mỗi lần lui về đều cảm giác cơ thể đối phương có lực hút không thể nào kéo về được. Càng về sau Railroad càng cảm giác điều này rõ ràng hơn, giống như tay mình đấm vào đống gạo nếp vậy. Nhưng thật ra là Diệp Phàm dùng ẩn tính của thủy công, hình thành xung quanh người một lớp nước mà mắt thường không nhìn thấy được. Màng nước này có lực dẻo, so với màng nhựa còn dẻo hơn. Mà năng lực đả kích cũng tương đối mạnh, hơn nữa Diệp Phàm đem thái cực quyền của Trần Thị thi triển ra mới khiến cho trên người dường như phảng phất chút lực. Bởi thế mới khiến cho Railroad buồn bực. Tuy nhiên, Diệp Phàm hoàn toàn đang diễn trò. Bị Railroad đánh một quyền giả bộ ngã sấp xuống, có khi còn hét lên đau đớn. Ngã cũng ngã vài lần, nhìn hắn cực kỳ đau đớn. Khán giả xem cuộc đấu hào hứng, tất cả đều giơ tay hét lớn. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Đánh chết cọng lông bệnh. Diệp Phàm hình như bị chọc tức giống lên một tiếng,
dùng hết sức đá Reo một cước. Reo lảo đảo một cái ngã ra đất, Diệp Phàm lại sung lên, bất chấp tất cả đá tiếp một đá. Liên tục hơn mới cước đá Reo đã sớm thành đống bùn. Không lâu, dưới cước giẫm cuối cùng của Diệp Phàm, xương mũi của Reo gãy làm đôi mắt ưng của Diệp Phàm cũng nhìn thấy. Diệp Phàm hơi dịch chân một chút, toàn bộ khuôn mặt Reo giống như quắt lại, còn máu tươi thì đâu cũng thấy. Việc này vẫn là Diệp Phàm lưu tình rồi, nếu không mạng của Reo nào còn giữ được. Reo Rose đứng lên, đứng lên. Ngô Đại Thuận hét lớn, những khán giả phía dưới đều điên cuồng hét lên, cả sân thi đấu ồn ào ầm ĩ. Tuy nhiên, Reo Rose cố gắng mấy lần cuối cùng nghẹo đầu ngất đi. Tháp Bố Tư đến từ bộ lạc AA của Châu Phi thắng. Ngô Đại nói xong, phía dưới khán giả đại đa số đều buồn bực cúi đầu. Hồ Tuấn Thuyên vẻ mặt thối thối. Không nghe tôi nói thì chịu thiệt rồi, hiện giờ thế nào ánh mắt, tôi nói hôm nay anh sẽ mù, đúng vậy rồi. Kiều Nhụy châm chọc nói. Cười gì, bố tốt xấu cũng có thể lấy được 20 triệu trong 100 triệu kia. Hồ Tuấn Thuyên đau lòng nghiến răng nói. Ha ha ha, lang thần tôi anh minh thần võ rồi. Lang Phá Thiên cười trong một phòng khách nhỏ. Không phải anh cũng lãi 5 triệu sao, xem anh vui như vậy, thật sự như chưa từng nhìn thấy tiền. Đường Thành hừ lạnh một tiếng. 5 triệu, đây chính là đô la Mỹ, chuyển sang nhân dân tệ là bao nhiêu? Lang Phá Thiên cười nhìn Đường Thành châm chọc. Tiểu Đường, cậu cũng không có sao. Ôi, tôi không có tiền, chỉ đạt 300.000. Sau về bộ là còn muốn lấy đi 2 phần, có lẽ tiền lãi chỉ còn 200.000. Đường Thành có chút buồn bực. Không liên quan, còn có trận đấu tiếp theo, cậu có thể kiếm được tiền. Diệp Phàm giơ tay vỗ nhẹ bả vai Đường Thành. Đúng thế, tuổi già của tôi giao cho tháp ra rồi. Đường Thành cười nói. Reo Rose tôi thấy không chịu nổi một kích, thật sự là hư danh rồi. Lang Phá Thiên hừ lạnh nói. Người này thực lực bát đẳng đỉnh giai, tôi còn định kiền chỉ chịu đựng tính tình cùng gã chơi một hồi. Tuy nhiên, không trách nhất lang thực lực hẳn là mạnh hơn y. Vậy thì phải xem ngày mai so tài. Ôi! Đánh lâu như vậy ngày mai còn không thể tiến vào 16 cường. Tuy nhiên, ngày mốt sẽ phải đi vào. Diệp Phàm thở dài cau mày, bởi vì không có tin tức gì của Xa Nhất Đao. Nếu gặp tia chớp phiêu cũng có việc vui chơi. Lang Phá Thiên nói. Y tôi cũng không lo lắng, chỉ sợ sau này gặp đối thủ 11 sao thì không dễ thắng, những người này chỉ sợ đạt cấp trên 11. Diệp Phàm nói. Doanh thu hôm nay 400 triệu, tháp gia cậu đúng là thần. Mấy quyền xuống đã lời 100 triệu. Kiều Nhuế vô khinh cười để lộ cặp mông khiêu gợi. Chương 2709, sai lầm rồi. Cậu không phải là cũng rất thu hoạch sao, gần 100 triệu sao? Diệp Phàm cười nói. Ngày mai sẽ có, Kiều Nhuế vô khinh tôi lăn lộn với tháp gia cũng đúng rồi. Mấy ngày nay tiền kiếm được tương đương với tiền tôi kiếm được mấy năm. Còn nếu chỉ làm thế này mấy năm thì tôi thành tỷ phú rồi. Kiều Nhuế vô khinh xoa xoa đùi Diệp Phàm. Tiểu Hồ, không vui có phải không? Nhìn Hồ Tuấn Thuyên ngồi trên sofa đối diện Diệp Phàm muốn cười. Có gì không vui đấy, hôm nay hơi sai lầm, không đặt cược. Vẻ mặt Hồ Tuấn Thuyên có chút xấu hổ. Cậu có tiền không phải mấy chục triệu, còn là đô la Mỹ. Tập đoàn Giang Chu của anh cũng có tiền. Kiều Nhuế vô khinh nói xong liền cười ha ha, ngực cọ vào đùi Diệp Phàm. Ngày mai tôi sẽ kiếm trở về. Hồ Tuấn Thuyên tức giận điên rồi, giọng rất lớn. Không trách nhất lang có lẽ khó đối phó đi. Kiều Nhuế ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm hỏi. Ha ha, mọi người còn dám đặt cược sao? Diệp Phàm như cười như không nhìn Hồ Tuấn Thuyên và Kiều Nhuế vô khinh một cái. Tháp ra, anh nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Kiều Nhuế vô khinh rõ ràng mông vừa nhấc ngồi trên đùi Diệp Phàm nũng nịu. Còn Hồ Tuấn Thuyên vừa nghe cũng dựng tai, xem ra hai người tham tiền rồi. Việc này khó nói, nghe nói đao công của Không Trạch Nhất Lang lợi hại, hơn nữa, có thể dùng tay làm đao, vậy nghiễm nhiên ra thịt giống như binh khí. Nếu bản lĩnh của y đủ mạnh thì thường thường nội khí của cao thủ có thể hóa thành đao khí, không khác gì đao thật. Tuy nhiên, ngày mai mọi người muốn đặt cược thế nào thì hôm nay tôi cũng giải thích rõ ràng rồi. Diệp Phàm giả vờ thần bí. Tôi sẽ đặt cược hết cho anh, tôi tin anh. Kiều Nhuế vô khinh hạ quyết tâm. Người ta nói đàn bà một khi đã rơi vào lưới tình sẽ ngốc nghếch, dường như tiểu thư Kiều Nhuế của chúng ta giống như vậy. Nếu thua mọi người trong bộ lạc trách thì sao? Diệp Phàm trêu chọc nói. Tôi trở về nhà của anh thành vợ nhỏ của anh đi, dù sao cũng không có mặt mũi về nhà rồi.
Tôi tin tưởng anh cũng có thể nuôi sống tôi có phải không? Không thể tưởng tượng được Kiều Nhuế Vô Khinh không ngờ nói ra những lời này, Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn họng. Trong lòng tự nhủ, bố mới không dám đem cô về Trung Quốc. Để Kiều Đại Tiểu Thư biết được không sống nổi chẳng phải thêm phiền sao. Còn nói về tù trưởng, dám cũng không phải. Ha ha, Kiều Nhuế Vô Khinh cô cũng chỉ có làm bà nhỏ, cái này gọi là bồ nhí hiểu không? Hồ Tuấn Thuyên như đang chờ cơ hội nhìn Kiều Nhuế Vô Khinh một cái cười nói. Đến lúc đó chỉ sợ bồ nhí cô cũng không làm được. Anh có ý gì Tiểu Hồ? Diệp Phàm đùa. Rất đơn giản, nếu ngày mai Tháp Tiên Sinh thua thế là trắng tay rồi, hơn nữa có lẽ lúc trước ân oán cũng sẽ đến trên đầu anh. Chiếc thuyền của chúng ta có thể đi trong gió lặng chẳng qua vì đã đánh chết hai quyền thủ trên sân thi đấu thôi. Trên thực tế nơi này cũng là nơi dòng nước chảy xiết âm thầm bắt đầu khởi động. Tôi đoán càng về sau càng kịch liệt, mà tương ứng với việc trên sàn đấu sẽ có người dùng thủ đoạn chơi bẩn lẫn nhau. Cho nên, càng về sau trước tiên phải cố gắng để cho mình sống sót mới được. Nếu không tính mạng không còn thì có dám để dùng. Nói đến đây Hồ Tuấn Thuyên nhìn Diệp Phàm một cái nói. Nếu Tháp Tiên Sinh đồng ý thêm vào một khoản tiền, tôi có thể đảm bảo an toàn tính mạng của anh. Tập đoàn Trang Chu của chúng tôi ở Hoa Kỳ cũng có chút thực lực. Ý của anh muốn tôi đưa tiền để thuê người bảo vệ mình. Diệp Phàm nhìn Hồ Tuấn Thuyên một cái thản nhiên hừ nói. Cũng có thể nói như vậy. Hồ Tuấn Thuyên hừ nói. Cần bao nhiêu để mua mạng của tôi? Diệp Phàm không ngờ bình tĩnh lại. 100 triệu đô la Mỹ. Không nhiều lắm dù sao hiện tại anh đã lãi 300. Đầu tư một chút cho an toàn của bản thân là hoàn toàn có thể. Nói cách khác không còn tính mạng thì nhiều tiền hơn cũng vô dụng. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là cậu sẽ không được bồi thường. Hiện giờ tôi có thể nói cho anh biết, nếu anh thật sự thất bại, có nhiều người sẽ tìm đến anh tính sổ đấy. Đến lúc đó anh là kẻ nghèo nàn, anh cũng đừng nghĩ đi xuống chiếc thuyền này rồi. Nếu hiện giờ anh lấy ra 100 triệu chúng tôi đảm bảo cả đời này anh an toàn. Hồ Tuấn Thuyên nói. Đừng nghĩ anh là cao thủ, nhưng thần chết không có mắt. Cơ thể anh có thể chống đỡ súng đạn sao? Nhà họ Hồ chúng tôi có đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp, thân thủ mỗi người họ tuy không bằng anh nhưng bọn họ có kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa, mỗi người đều được huấn luyện, 100 triệu tôi có thể cho 10 người bảo vệ anh. Còn cả Kiều Nhuế, tuy nói tin tức của mọi người cũng rất nhạy. Nhưng không có năng lực cho nên, với nhà họ Tháp dùng 100 triệu là được. Hồ Tuấn Thuyên tôi cam đoan hai người sẽ sống sót trở về Hoa Kỳ. Hai vị, giữ lại mạng mới có thể hưởng thụ có phải không? Có lẽ anh nhìn ra tôi cũng không phải vì đặt cược kiếm ít tiền mà mục tiêu chủ yếu là việc này phải không? Hơn nữa, tôi nghi ngờ cậu cũng không phải theo một mình tôi về việc kinh doanh, có lẽ cậu đã kiếm tiền từ nhiều người theo cách này. Hôm nay cậu nói 100 triệu. Ngày mai nếu tôi lãi càng cao, bảng giá của anh có lẽ tăng lên đến 200 triệu đúng không? Diệp Phàm nhìn tên tham lam này một cái thản nhiên hừ nói. Anh nói như vậy cũng không phải không có lý, hôm nay anh được lãi 300 triệu, chúng tôi lấy 100 triệu, có lẽ đến cuối cùng anh còn đứng vững không ngã, anh lãi 1 tỷ. Chúng tôi hỏi anh 300 triệu cũng không đủ, dù sao so với mạng sống thì nhiều tiền hơn cũng tìm không thấy. Còn anh nói về việc kinh doanh với những người khác. Đó là chuyện của chúng tôi. Chỉ cần người ta bỏ tiền ra, chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho họ. Đó là một bộ phận của tập đoàn Trang Chu chúng tôi. Vẻ mặt Hồ Tuấn Thuyên bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Người làm ăn, có người mua mạng có người bảo vệ mạng có phải không? Ha ha, 300 triệu 1 tỷ đều được. Vấn đề quan trọng là chúng tôi có biết anh có phải là một tên lừa đảo không? Tập đoàn Trang Chu có chút thực lực, nhưng đó là việc kiếm tiền chân chính. Mà chúng ta chưa từng nghe nói các anh có vệ sĩ cao thủ. Tiền của Tháp gia chúng tôi là dùng mạng đổi lấy, không có chứng cứ gì làm sao anh chứng minh được lời nói của anh là sự thật. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Hừ. Hồ Tuấn Thuyên hừ lạnh một tiếng, mấy người Diệp Phàm cảm giác phách tường chấn động, cạch một tiếng, không ngờ từ trên đèn treo rơi xuống một vật nhỏ. Lang Phá Thiên đã nhanh chóng bước đến trước mặt Diệp Phàm khẽ giơ tay chộp con vật kia, đưa đến trước mặt Diệp Phàm. Đây là vệ sĩ mà cậu nói. Diệp Phàm nhìn con vật giống như con thằn lằn kia hỏi. Đúng vậy, nó là một trong những vệ sĩ của chúng tôi. Hồ Tuấn Thuyên nói vẻ đắc ý. Ngay cả con vật này cũng làm người bảo vệ, trong bộ lạc chúng tôi ở Châu Phi thì có nhiều. Đừng coi tôi là đứa ngốc, việc này chúng tôi biết rõ rồi.
Nếu bàn về chơi trò này thì anh còn non. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, bàn tay hướng con rắn mối khổng lồ hút đi, con vật kia liều ỉnh dãy giụa. Nó đến từ rừng nguyên thủy ở châu Phi, chúng tôi gọi nó là tiểu bà la. Rắn mối khổng lồ nguyên thủy đương nhiên cũng không có năng lực tấn công nhiều lắm. Đặc biệt đối mới với cao thủ như vậy, tuy nhiên, tiểu bà la của chúng tôi cũng đã trải qua lựa chọn nghiêm túc của chúng tôi, tạp giao với rắn độc rồi tạp giao với ưng sau đó sinh ra dị chủng. Và công ty đã bỏ ra số tiền không nhỏ để huấn luyện. Con thằn lằn nhỏ này chẳng những có thể biến đổi màu da giống như cảnh vật xung quanh. Hơn nữa, năng lực tấn công cũng rất mạnh, đừng nghĩ giờ nó đang rất biết điều trong tay anh, nhưng đó là bởi vì nó còn chưa thức dậy. Hơn nữa, năng lực trinh sát của con thằn lằn này rất mạnh. Chúng tôi trang bị camera trong cơ thể nó, nhất cử nhất động của rất nhiều người đều bị chúng tôi theo dõi. Nói cách khác, chúng tôi không có khả năng hợp tác kiếm tiền với nhiều người có phải không? Hồ Tuấn Thuyên thật đúng là có âm mưu. Trang bị camera sao? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng sắc mặt âm trầm. Ha ha, chúng tôi không trang bị trong phòng này. Không tin có thể dùng dụng cụ đặc thù để kiểm tra cẩn thận một chút. Chúng tôi là ai, là đối tác có phải không? Việc này là tôi chỉ chứng thực thôi, cũng không nghe lén hay chụp lén gì các anh bàn bạc. Hồ Tuấn Thuyên cười nói. Một con thằn lằn cỡ bàn tay này thì có bao nhiêu năng lực tấn công? Việc này tôi khó mà tin được. Lang Phá Thiên lắc đầu nói. Không tin chúng ta xuống dưới tầng hầm của con tàu xem một chút thì thế nào. Hồ Tuấn Thuyên vẻ mặt bình tĩnh dường như rất tự tin nhìn Diệp Phàm nói. Tôi biết anh là cao thủ, nhưng tiểu bà la này thật không đơn giản, đang không đề phòng bị nó tấn công đột ngột có thể đánh gục một quyền vương cửu tinh. Tôi thật sự muốn thử với nó xem. Lang Phá Thiên hừ lạnh nói. Vậy được, chúng ta đi xuống. Nếu các anh cảm thấy hàng không đáng thì các anh sẽ cho rằng các anh mất không 100 triệu. Hồ Tuấn Thuyên nói xong dẫn mọi người xuống thang máy. Diệp Phàm có chút khinh thường việc thứ này có thể đánh gục một quyền vương cửu tinh. Thực lực của Lang Phá Thiên hoàn toàn có thể đánh gục một quyền vương thập tinh. Hồ Tuấn Thuyên tìm phòng diễn tập dưới tầng hầm, không gian vẫn tương đối lớn. Là nơi các quyền thủ luyện tập. Đến đây đi tiểu bà la. Vẻ mặt Lang Phá Thiên ác nghiệt đứng giữa khu vực luyện cộng hai mắt khinh thường nhìn chằm chằm con thằn lằn lớn cỡ bàn tay kia. Tách tách tách. Động tác của Hồ Tuấn Thuyên có chút lạ, hình như là dùng đầu ngón tạo nên âm thanh kỳ lạ. Con thằn lằn độc kia vừa nghe, dường như có thể hiểu được. Miệng hơi mở, kẹt một tiếng, con thằn lằn giống như tia điện tiến về phía Lang Phá Thiên. Bắt đầu. Lang Phá Thiên dùng tiếng Anh hừ lạnh một tiếng, giơ tay từ xa đánh về phía con thằn lằn. Điệu bộ của Lang Phá Thiên Diệp Phàm biết y dùng 6 phần khí lực. Thực lực này tương đương với quyền vương 9 sao, có lẽ là muốn một chưởng chụt chết con vật nhỏ này làm cho Hồ Tuấn Thuyên mất mặt. Dầm. Việc lạ xảy ra, một chưởng rất mạnh của Lang Phá Thiên như vậy không ngờ đập vào khoảng không. Đồng tử của Diệp Phàm vừa động, đôi mắt ưng phát hiện thằn lằn độc này đúng thật là lợi hại, nói nhanh như điện cũng không đủ. Vật nhỏ này không ngờ lập tức nhảy một cái lên không trung đến bên cạnh Lang Phá Thiên. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện con vật nhỏ này hình như có màng nhỏ giống như con rơi, không ngờ có thể bay trên không trung. Tuy nhiên, Lang Phá Thiên dù sao cũng là cao thủ thập đẳng vị, vừa sẩy tay một cái đã lộn một vòng, hai tay tuôn ra nội khí bảo vệ mình. Chương 2710, cao thủ đặc biệt. Một cơn gió lốc lớn hướng về phía thằn lằn độc, con danh này không ngờ xoay quanh người Lang Phá Thiên, hơn nữa còn phun một chút khói độc màu đen làm cho Lang Phá Thiên có chút lo thân chưa xong rồi. Mày sao tính? Lang Phá Thiên nhất thời hơi chật vật tức giận. Rõ ràng bất động, bàn tay chia ra trước sau mãnh liệt đánh tới. Động tác này rất quái dị. Thằn lằn độc nhất thời quay vòng cong người đến, dù sao cũng là động vật, sao có thể thông minh như người. Mặc dù là Hồ Tuấn Thuyên đã tốn công bồi dưỡng nhưng vẫn là một con vật nhỏ. Bụp! Một trường lực của Lang Phá Thiên thực sự vỗ vào người thằn lằn độc. Kẹp! Một tiếng kêu giống như tiếng ếch kêu. Thằn lằn độc kêu thảm một tiếng, cả người không ngờ nổ tung. Máu tươi màu tím nhuộm khắp phạm vi 10 mét quanh mình. Lang Phá Thiên nhanh chóng cuốn máu độc đi, tuy nhiên, y vẫn hơi chật vật, tóc rối tung mà trán cũng toát mồ hôi. Thế nào Tháp tiên sinh, một con vật cỡ như bàn tay có thể làm cho một cấp dưới lợi hại của anh như thế? Đây là các anh có chuẩn bị, nếu không chuẩn bị có thể làm Lang tiên sinh chật vật không chịu nổi đấy. Thậm chí bị thương cũng là chuyện bình thường mà đây cũng không phải tiểu bà la mà chúng tôi nuôi dưỡng khả năng tấn công mạnh nhất.
Nói cho các anh biết, khả năng tấn công của nó vẫn chưa đến bà La Vương mà chúng tôi bồi dưỡng. Nếu ba La Vương của chúng tôi ra này, Lang tiên sinh có thể bị thương nặng. Hồ Tuấn Thuyên vô cùng tự tin. Hẳn các cậu không chỉ nuôi dưỡng thằn lằn độc này thôi đúng không? Ví dụ như còn có cả rắn độc. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói cũng không có chút lo lắng nào. Hồ Tuấn Thuyên không khỏi sửng sốt, cảm thấy tinh thần người này thật đúng là vững chắc. Vì thế nói, đó là đương nhiên tiểu bà La chỉ là một trong số các vũ khí mà chúng tôi nuôi dưỡng thôi. Tháp tiên sinh không tin tôi có thể lấy một con ra để giao đấu với anh. Đương nhiên, con này lợi hại hơn con kia nhiều lắm. Chuyện này tôi phải nói trước một chút, nếu tháp tiên sinh bị thương thì ảnh hưởng đến trận đấu với không trạch nhất lang ngày mai. Hay là trước trận đấu anh suy nghĩ cẩn thận một chút xem có muốn thử không? Thật sao, vậy thử xem, tôi cũng tò mò rồi. Diệp Phàm hừ một tiếng từ lỗ mũi. Tuyết. Lần này Hồ Tuấn Thuyên tuyết một tiếng còi miệng, tuy nhiên, hiển nhiên hình như không hiệu quả. Bởi vì không có vật nào đột nhiên xuất hiện như thằn lằn độc. Làm gì thế? Đường Thành có chút không kiên nhẫn đùa. Nó đến đấy. Diệp Phàm đột nhiên duỗi ngón tay chỉ ra phía bên trái, mọi người dương mắt lên nhìn lập tức há hốc mồm. Nào có độc trùng mãnh thú gì, không phải là một con chuồn chuồn bay tới sao? Chỉ là con vật này lớn hơn con chuồn chuồn một chút, có lẽ là được ăn uống tốt. Con chuồn chuồn này có thể có năng lực tấn công gì, tháp tiên sinh không đánh gục nó thì bằng không nhanh về nhà mua đậu phụ đâm đầu tự tử, miễn cho mất mặt xấu hổ. Xuyệt xuyệt. Diệp Phàm hơi trợn mắt, đôi mắt ưng phát hiện con chuồn chuồn này có thể phát ra sóng âm giống như con rơi. Sóng âm này tai người không nghe thấy, Diệp Phàm có đôi mắt ưng mới có thể phân biệt được. Chiếc miệng nhỏ như vậy của con chuồn chuồn phát ra sóng làm không trung run lên, lập tức phân tán thành rất nhiều giống như sợi lông hướng về phía Diệp Phàm. Thứ này có ích lợi gì, Diệp Phàm có chút khinh thường ngẫm nghĩ một chút tùy tay dùng một chưởng quét về phía sóng lông. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của nội khí tin tưởng rằng sóng này không chịu nổi một kích. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phàm có chút tức giận là một chưởng lực mạnh mẽ như vậy không ngờ không thể làm sóng những cọng lông này ngừng lại. Dường như thứ này không phải là một vật mà chỉ là một bóng dáng hư ảo, nối khí đương nhiên không ảnh hưởng đến nó. Mắt thấy những sợi lông này sẽ đến bên mình, Diệp Phàm không có cách nào đành phải quay vòng ba vòng lui ra phía sau. Giơ tay khẽ đánh về phía con chuồn chuồn chặt đầu thôi. Tuy nhiên, thế nào chỉ là một chuồn chuồn không ngờ không chút ngu ngốc, linh hoạt thật sự, nó đột nhiên quay đầu một chút đã đi xuống sàn nhà há mồm nhìn Diệp Phàm lại thổi ra sóng âm. Lần này sóng âm không phải mưa bụi mà là một nhúm, có sợi to như sợi len. Nhanh hơn điện đã đến trước mặt Diệp Phàm. Mẹ kiếp, sóng âm cũng có thể dùng như thế, thật sự được mở rộng tầm mắt. Diệp Phàm đứng thẳng chỉ hướng lên cao một chút, trong nháy mắt thi triển thủy công trước mặt xuất hiện một bức tường nước. Sóng âm kia chui vào bên trong bức tường nước, Diệp Phàm đột nhiên thu hẹp nội tức, bức tường nước trở nên lạnh biến thành khối băng làm cho sóng âm đóng băng không ra được ngoài. Diệp Phàm tùy thế bắn ra một quả đạn bằng nước về phía chuồn chuồn. Chuồn chuồn dường như cảm thấy nguy cơ, há một phun một ngụm, một sóng âm hướng về phía đạn nước muốn kéo lấy. Tuy nhiên, Diệp Phàm là ai, là cao thủ đẳng cấp 11 đỉnh giai. Hồ Tuấn Thuyên nghìn tính vạn tính cũng không tính đến cái này. Bành! Một tiếng vang truyền đến, chuồn chuồn lập tức giống như nổ tung. Kỳ thật cũng không nổ tung, mà là bị đạn nước của Diệp Phàm vây quanh cả người. Diệp Phàm khẽ vẩy tay, chuồn chuồn rơi vào trong tay Diệp Phàm. Hôm nay Hồ Tuấn Thuyên cũng là xui xẻo, bởi vì đụng phải Diệp Phàm có đôi mắt ưng. En soi cách khác, con chuồn chuồn này phát ra sóng âm người bình thường không nhìn thấy được. Con chuồn chuồn này gọi là Hàn Sơn Vương, là do con ếch trên núi băng tạp giao với nhện độc tạo thành. Là sát thủ do tập đoàn Trang Chu dùng rất nhiều sức lực bồi dưỡng ra. Khi tấn công có thể biến sóng âm thành tơ nhiệt, hơn nữa mắt thường không nhìn thấy. Đó thật đúng là vũ khí tấn công lợi hại rồi. Trước kia từng đánh ngã quyền vương 10 sao, không thể tưởng tượng được hôm nay thua trước một người quái thai như Diệp Phàm này. Hàn Sơn Vương, cũng không tệ lắm, có chút thú vị. Diệp Phàm mở bàn tay ra nhìn con chuồn chuồn, Diệp Phàm thật ra đã động tâm. Tập đoàn Trang Chu có đồ vật như vật thật đúng là tốt. Diệp Phàm tất nhiên là muốn lấy được vũ khí bí mật này bồi dưỡng mấy cái, đến lúc đó khi so chiêu với cao thủ không chừng cũng có thể dùng một chút. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện con chuồn chuồn này hình như trong suốt, không chú ý rất khó phát hiện. Như vậy thật sự gia tăng năng lực ẩn thân.
Nếu như có thể áp dụng kỹ thuật của tắc kè hoa dung hợp với chỉ của chuồn chuồn này chẳng phải là càng thêm hoàn mỹ sao? Mấy người lại trở về phòng khách. Sắc mặt Hồ Tuấn Thuyên có chút trầm xuống, hơn nữa có vẻ lúng túng. Hàng rách nát cũng muốn đánh nhau với Tháp thiếu gia, thật đúng là không biết lượng sức rồi. Lang Phá Thiên bắt đầu châm chọc Hồ Tuấn Thuyên. Tháp thiếu gia là cao thủ, Hàn Sơn Vương của tôi cũng không kém, anh hỏi Tháp thiếu gia xem có phải năng lực công kích cũng tương đối mạnh không. Tuy nhiên tôi có chút không hiểu, Tháp thiếu gia làm sao phát hiện sự tấn công của nó. Hồ Tuấn Thuyên vẻ mặt buồn bực nói. Ha ha, cậu muốn hỏi rõ ràng. Tuy nhiên, Hàn Sơn Vương của cậu tạo ra như thế nào, cậu nói trước cho tôi sau đó chúng ta trao đổi một chút bí mật có phải không? Diệp Phàm cười nói. Đây là bí mật tối cao của chúng tôi, cũng là gốc rễ của tập đoàn Trang Chu chúng tôi. Đây cũng là bốn phần lợi nhuận mà tập đoàn chúng tôi thu vào. Cho nên, Tháp thiếu gia, anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết sao? Hồ Tuấn Thuyên hừ lạnh nói. Cũng vậy. Diệp Phàm thản nhiên khoát tay, hừ nói. Tuy nhiên, đồ này của các anh tôi nói khá vô bổ, căn bản không có tác dụng. Bởi vì tôi có cách đối phó với chúng, bóp chết chúng dễ hơn bóp chết một con kiến. Nếu tôi đi trên thuyền này một tuần, cậu nghĩ kết quả sẽ như thế nào đây? Anh uy hiếp chúng tôi. Hồ Tuấn Thuyên trở nên đứng đắn, trợn hai mắt nhìn Diệp Phàm. Cậu cứ nói đi, đến lúc đó tôi sẽ bỏ sự giám sát chúng. Tức là bảo vệ chúng. Không chừng tôi còn có thể kiếm được một số tiền. Diệp Phàm đứng im vẻ mặt bình tĩnh nhìn Hồ Tuấn Thuyên. Vậy anh cứ thử xem, tôi nghĩ, kết quả chính là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó chỉ sợ Tháp tiên sinh không xuống được thuyền. Đây chính là phần mộ của Tháp tiên sinh. Hồ Tuấn Thuyên vẻ mặt hung hãn nói. Vậy cứ thử xem, nếu đây là phần mộ của tù trưởng tôi thì đây cũng là phần mộ của tập đoàn Trang Chu các cậu. Tôi có thể chắc chắn. Khi Tháp bố tư tôi ngã xuống rồi, trên đời này một khắc cũng không còn tồn tại tập đoàn Trang Chu. Bao gồm cả nhà anh cũng trở thành vật chôn theo tôi. Nếu không tin vậy có thể thử xem. Diệp Phàm càng hăng lên. Hòa khí sinh tài, hai vị ngồi xuống nói chuyện là được. Tôi nghĩ, trên đời này không có chuyện gì là không giải quyết được có phải không? Làm gì phải để cho lưỡng bại câu thương, đây đối với hai người đều là chuyện không tốt. Người quản lý của nhà họ Hồ Gris vội vàng thể hiện kinh nghiệm tuổi tác của mình. Đúng vậy, mọi người ngồi xuống cùng nói chuyện là được làm gì phải như thế. Chúng ta ba bên đang hợp tác đấy. Khoản tiền lớn vẫn chờ chúng ta đi kiếm, nếu đây trở thành phần mộ thì còn có gì đánh sống. Chúng ta muốn sống sót, kiếm thật nhiều tiền. Tập đoàn Trang Chu có thứ này tốt lắm, mà Tháp thiếu gia cũng có bí thuật. Hai người các anh phối hợp chẳng phải có thể kiếm được nhiều tiền hơn sao? Kiều Nhuế vội vàng ba phải nói. Hừ, không phải tôi xem thường cậu, thứ đồ hỏng của các cậu cũng định có ý đồ, nhưng muốn dùng nó để uy hiếp tôi thì các cậu còn quá non. Không cần nói đến những cái khác, ngay cả chúng tôi mang theo rõ ràng mọi người nhìn thấy cũng không kém như các cậu. Còn nói bí mật, các cậu có của các cậu chẳng lẽ tù trưởng như tôi sợ không có ai đi theo. Hôm nay tôi muốn cậu nhìn thấy cách của Tháp thiếu gia. Nói khó nghe thì mấy thứ Hàn Sơn Vương Tiểu Bà La tôi đã biết từ trước. Chỉ là thấy không nguy hiểm gì nên án binh bất động thôi. Hơn nữa tôi cũng muốn xem rốt cuộc là ai làm những việc này, muốn dùng mánh lưới gì. Cho nên, vẫn chịu đựng không vạch trần. Hôm nay Tháp thiếu gia tôi sẽ cho tập đoàn Trang Chu xem thủ đoạn của tôi là cái gì. Diệp Phàm đột nhiên rút ra một cây sáo này nhỏ như đầu ngón tay, Diệp Phàm kề sát miệng thổi. Chương 2711, có người phát thèm rồi. Hồ Tuấn Thuyên vừa nhìn liền nhếch mép nhanh chóng nói. Dừng lại Tháp gia, đừng thổi nữa. Sao, anh nhận ra trò này rồi sao? Diệp Phàm nghịch cây sáo nhỏ trên tay, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Hồ Tuấn Thuyên. Sao anh lại có thứ này? Hồ Tuấn Thuyên nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Đây là bí mật của tôi, vẫn không phải là câu gì khác, anh đưa cho tôi cách thức mà anh đào tạo ra là được. Tháp gia tôi cũng hiếu kỳ, cũng muốn nuôi vài con xem sao. Mà Tháp gia này lại chẳng hứng thú gì với cái đồ kiếm tiền này, cũng không có thời gian mà làm thứ đó. Vì thế anh cứ yên tâm mà đưa cho tôi là được rồi. Diệp Phàm nói. Ha ha, như vậy thì không được. Tôi đã nói rồi mà, đây là bí mật của tập đoàn Trang Chu. Làm sao mà chúng tôi có thể đem bí mật lớn nhất của mình mà nói cho anh biết được? Hồ Tuấn Thuyên đột nhiên lại cười to. Ha ha, giả dụ như tôi thổi cây sáo này thì anh nghĩ kết quả sẽ ra sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói,
tôi nghĩ Tháp gia cũng không muốn cùng bị thương với tôi. Anh chặt đứt con đường tài lộc của chúng tôi thì sẽ trở thành kẻ thù lớn nhất của công ty chúng tôi. Anh nghĩ xem, lực lượng của chúng tôi mạnh mẽ như vậy, anh nghĩ anh có thể chống lại được không? Hồ Tuân Thuyên có vẻ mặt ác nghiệt nói. Ha ha, nếu như thế thì chúng ta thử một lần xem sao. Diệp Phàm thản nhiên cười. Tháp gia thực sự muốn làm như vậy sao? Hồ Tuấn Thuyên lại trừng mắt hung hăng nhìn Diệp Phàm. Tiểu lang, nếu như chúng ta khiến thiếu gia Hồ phải ở lại đây, thì chủ tịch Hồ sẽ nói bí mật đó cho chúng ta chứ? Diệp Phàm nhìn Lang Phá Thiên cười hỏi. Việc này cứ để tiểu lang tôi làm được rồi, phải chỉnh đốn anh ta. Chúng ta có cách làm có đúng không? Trước kia chẳng phải đã từng có người bị Tháp gia chỉnh đốn cho đến sống dở chết dở sao? Lang Phá Thiên hừ nói, hắn ta đột nhiên diễn kịch hay ra trò, vẻ mặt rất chi là đứng đắn. Mà từng câu nói một đều là ép bức Hồ Tuấn Thuyên. Tháp gia, nếu như anh dám động đến một sợi lông nào của thiếu gia nhà chúng tôi đảm bảo các anh không thể ra khỏi cửa này. Quản gia Chris cũng có chút hung dữ nói. Bộp, một cái tát được phi thẳng tới mặt lão Chris, lão ta đã bị Diệp Phàm tát cho một cái mà ngã lăn xuống sàn. Ngay lập tức chảy máu mũi. Lại còn dám nói trước mặt ông đây sao, là thứ gì chứ? Diệp Phàm hừ lạnh, nhìn Hồ Tuấn Thuyên rồi nói, trói hắn lại cho ta. Không thành vấn đề. Đường Thành và Lang Phá Thiên người trước người sau đã kẹp Hồ Tuấn Thuyên vào giữa. Bộp! Một âm thanh kỳ quặc vang lên, có những tia sáng khác thường lóe lên. Cũng không biết được từ đâu ra mà lại có nhiều rắn độc, thằn lằn độc và cả rơi từ đâu đến, những con này hướng thẳng đến Đường Thành và Lang Phá Thiên mà tấn công. Cút mẹ chúng mày đi. Diệp Phàm để cây sáo lên miệng rồi thổi, hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Những con vật hung ác đó sợ đến mức lui hết đi. Diệp Phàm lại thổi luồng tức giận vào trong cây sáo, những con rắn độc đó lại bò đến trước mặt hắn ta. Chết hết đi. Diệp Phàm nói với Kiều Nhuế Vô Khinh, cô ta vừa giơ tay lên nghe thấy Diệp Phàm nói vậy liền dùng cây sáo để khống chế bọn rắn độc kia. Chúng ta nói chuyện riêng thôi. Cuối cùng thì Hồ Tuấn Thuyên cũng khuất phục. Mang bộ mặt lý quỷ nói. Những con rắn độc này rất khó đào tạo, nếu mà bị giết chết thì thật là đáng tiếc. Nói sớm có phải hay không? Diệp Phàm phẩy tay cho đám người Lang Phá Thiên đi ra. Thu những thứ đáng ghét của anh lại đi, bằng không tôi sẽ diệt hết chúng. Đừng tưởng rằng bình thường những loại đó hung tàn, dưới cây sáo của tôi thì chúng không thể chống cự lại được đâu. Diệp Phàm nói với Hồ Tuấn Thuyên. Trong sảnh chỉ còn lại hai người. Tháp gia. Tôi cảm thấy càng ngày anh càng thần bí. Anh vốn không hề giống như đến từ bộ lạc ít người ở châu Phi. Hồ Tuấn Thuyên mặt đần thối nói. Ủa, tôi không thể là giả được, anh dựa vào cái gì mà nói tôi không giống? Diệp Phàm hỏi. Chỉ ngay việc dùng cây sáo đã đáng nghi rồi, anh rốt cuộc đến từ đâu vậy? Hồ Tuấn Thuyên đang chú ý đến vấn đề này. Ha ha, anh nghĩ rằng tôi sẽ nói cho anh biết sao? Diệp Phàm cười nói. Cây sáo này của anh có phải là từ ngũ độc giáo của TQ không? Đột nhiên Hồ Tuấn Thuyên hỏi. Đó là suy đoán của anh. Diệp Phàm cũng có vẻ giấu giếm nói. Các môn phái trên thế giới đều có công cụ rắn độc không giống nhau, nhưng tuyệt đối không thể nhiều được. Còn cây sáo của anh trong ngũ độc giáo gọi là hồn ba địch. Thấy anh dùng sáo đuổi rắn độc như vậy chắc chắn đã thuộc vào loại công cụ trừ đuổi độc loại quan trọng nhất rồi. Cho dù là trong ngũ độc giáo thì cũng chỉ có giáo chủ hay trưởng lão mới có thể có quyền thế này. Tuy nói hồn ba địch của ngũ độc giáo có ít nhất mười mấy loại công cụ. Nhưng chiếc sáo này cũng là công cụ có cấp bậc rồi. Nếu như chỉ là hồn ba địch thông thường thì tuyệt đối không thể nhúc nhích được với đám rắn độc đã được thuần dưỡng kia. Lẽ nào Tháp gia chính là người của ngũ độc giáo sao? Hồ Tuấn Thuyên chưa từ bỏ ý định, vẫn nói ra. Ha ha, đó là lời anh nói. Anh muốn nói thế nào thì nói, tôi đây không có ý kiến nào cả. Diệp Phàm vẻ mặt lạnh tanh, Hồ Tuấn Thuyên bực tức. Như vậy đi, chúng ta ký giao dịch. Hồ Tuấn Thuyên không còn đường mà lui, nói. Giao dịch, sao lại là một cuộc giao dịch? Diệp Phàm nhìn hắn ta, không vui cũng không buồn gì nói. Tôi có thể bỏ ra giá cao để mua hồn ba địch của anh. Hồ Tuấn Thuyên đau lòng nói. Giá bao nhiêu, nói xem ta có hứng mà bàn không? Diệp Phàm hừ nói. 10 triệu đô thế nào, đủ không? Hồ Tuấn Thuyên chỉ ngón tay ra. Tháp gia này đứng trên sân đấu, vẩy tay một cái là được cả 100 triệu. Anh nghĩ xem,
10 triệu này lại dễ khiến tháp gia này động lòng sao? Anh đã quá coi thường khả năng từ chối tiền của tháp gia này rồi. 30 triệu, không thêm nửa lời. Hồ Tuấn Thiên lại nói. Chẳng ích gì. Diệp Phàm lắc đầu, chỉ ra ba ngón tay, nói. 300 triệu đô la thì tôi còn có thể suy nghĩ lại. Anh nghĩ xem, anh đúng là có lời đấy. Tôi thấy rằng các anh đã không dùng cây sáo mà khống chế lũ côn trùng kia, như vậy chắc chắn là các anh đã chưa tìm thấy phương pháp chế tạo của hồn ba địch này. Mà các anh dùng mồm hay ngón tay sẽ rất hao tổn sức. Hơn nữa hiệu quả lại còn kém xa so với việc dùng cây sáo này của tôi. Giờ là thời đại nào rồi, một khi mua được cây sáo của tôi thì tức là đã nắm giữ được kỹ thuật mới này rồi. Sau này các anh đã khống chế được rắn độc thông qua cây sáo đó thì tức là có thể kiếm được nhiều tiền rồi. Hơn nữa việc khống chế lại nhẹ nhàng hơn nhiều lần. Nói không chừng cây sáo này còn có thể giúp anh đào tạo ra những con rắn ưu tú. Hừ, anh nói mà nghe như hát vậy. 300 triệu, lại còn là đô la Mỹ nữa. Sao anh không đi mà cướp ngân hàng? Hồ Tuấn Thuyên tức giận nói một câu xong nhìn Diệp Phàm, nói. Anh có thể làm hồn ba địch từ ngũ độc giáo, tôi tin rằng tập đoàn chúng tôi cũng có thể bỏ ra 50 triệu để có được nó. Nếu làm được thì các anh sớm đã có trong tay rồi, việc gì phải tìm tôi? Tôi không thèm tin lời nói này. Lại coi tháp gia này là đồ ngốc phải không? Khi nãy anh cũng đã nói rồi, cây sáo loại này cũng chỉ có trưởng môn phái hay trưởng lão mới có tư cách dùng. Ngũ độc giáo là chuyên về độc, đó là sinh mệnh của họ. Anh nghĩ rằng họ sẽ bán lại cho tập đoàn nhà anh sao? Như vậy chẳng phải đưa cả mạng sống của mình cho anh sao? Huống chi, theo như những gì tháp gia tôi được biết thì chuyện làm ăn của ngũ độc giáo trên thế giới rất rộng lớn. Về phương diện tiền nong thì họ cũng không kém gì tập đoàn Trang Chu đâu. Muốn lấy được bảo mệnh của họ thì cũng chỉ là mơ thôi. Diệp Phàm cười nói. Hồ Tuấn Thuyên hận không thể là gì được, khi nãy muốn vô tình nói cây sáo đó quan trọng lên. Nhưng không thể tưởng tượng nổi là tên tháp gia lại có được chứng cứ. Anh ta cũng cố mà gượng cười nói. Cũng không hẳn vậy, nếu như không có cây sáo thì chúng tôi cũng có thể dùng cách khác để mà khống chế chúng. Khi nãy anh cũng nhìn thấy rồi, tôi có thể dùng tay hay miệng để thổi còi, khống chế chúng. Việc này còn tiện hơn là thổi sáo đúng không? Nếu như còn tiện hơn cả cây sáo này thì mày sao phải bỏ ra cả đống tiền để có được nó chứ, lại định chơi đều trước mặt tháp gia này sao? Tuy nói rằng tôi là người của bộ lạc châu Phi nhưng tôi cũng đã từng tốt nghiệp từ trường đại học danh giá đó. Anh mà có kiểu nghĩ tôi là man di mọi dợ là sai lầm rồi đó. Hơn nữa, vừa rồi anh cũng thấy rồi. Hồn ba địch này hoàn toàn có thể vượt qua khả năng khống chế những con rắn độc kia, không nói đến 300 triệu, ngay cả 1 tỷ cũng không thể mua được nó. Nhưng, điều kiện duy nhất mà anh có thể lấy được cây sáo này chính là anh nói cho tôi biết được bí mật mà các anh có thể thuần dưỡng được những con rắn độc đó. Một khi có được tài liệu trong tay, cây sáo kia không có nhiều tác dụng với tôi, anh có thể mang đi. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Việc này quá lớn rồi, tôi cần phải về nhà để bàn bạc với cha tôi. Nhưng tháp gia có thể nói trước cho tôi biết làm sao lại có được cây sáo này không? Hồ Tuấn Thuyên hỏi. Ha ha, nói cho anh biết thì còn gì là giá trị nữa? Diệp Phàm cười một tiếng, Hồ Tuấn Thuyên cắn răng mà đi. Sao anh có được cây sáo này? Ngay cả Lang Phá Thiên cũng tò mò không rõ. Ha ha, lần trước không phải là đã đi tam độc giáo sao, sau đó vô tình đã có được. Có thể là của Tông Vô Thu, đúng là một đồ tốt, hơn nữa. Bên trong chiếc hộp đó còn có cả cách thức sử dụng. Nhưng, tập đoàn Trang Chu cũng có chút thần bí. Làm sao mà họ có thể có phương pháp thuần dưỡng rắn độc của ngũ độc giáo? Diệp Phàm cũng hoài nghi không hiểu. Tôi nghĩ có thể họ chính là người của ngũ độc giáo. Sau này cũng giống như tam độc giáo, đã có chi nhánh tại Hoa Kỳ. Hoặc là tổ tiên nhà họ Hồ có nắm giữ nhiệm vụ gì trong ngũ độc giáo. Ví dụ như là hộ pháp hay trưởng lão gì đó. Sau đó vì nguyên nhân gì mà bị trọng thương hay gì đó mà rút khỏi ngũ độc giáo. Đương nhiên là cũng học lóm được một chút tài nghệ. Hiện giờ lợi dụng điều đó mà làm vệ sĩ. Đúng là khỏi phải nói, nhà họ Hồ quả là có đầu óc. Thuần dưỡng nhưng con rắn độc này để bảo vệ người đúng là một ý tưởng không chê vào đâu được. Hơn nữa, những con rắn độc này lại có sức mạnh tấn công rất dũng mãnh. Nếu như tôi không có chuẩn bị trước thì đã bị những con rắn kia khiến cho luống cuống tay chân lên rồi. Chúng sau khi được nhà họ Hồ dùng phương pháp đặc biệt để dung hợp thì tất cả đều có năng lực dũng mãnh như tắc kè hoa.
Chúng nằm ngay trên tường nhưng anh cũng khó mà phát hiện ra. Có lẽ cũng là tắc kè hoa tiến hóa rồi. Đường Thành phân tích nói. Chương 2712, giá trị của nhân tài. Đúng, thứ của nhà họ Hồ rất giá trị, nếu như có thể mang về tổ đặc nhiệm mà thuẫn dưỡng ra một loạt. Về sau có làm nhiệm vụ thì cũng có thêm nhiều thủ đoạn tấn công có phải không? Mà, Hàn Sơn Vương mà được gắn lên trên máy camera thì cũng giống như máy bay trực thăng loại nhỏ. Tính tự động của nó còn hơn cả trực thăng không người lái. Mà tính ẩn náu còn cao hơn rất nhiều, một con chuồn chuồn bay tới thì anh không thể nghi ngờ nó là lính trinh sát của một nước nào đó chứ. Đầu óc của nhà họ Hồ đúng là hữu dụng, có lẽ ngay cả tổ tông của Ngũ Độc Giáo cũng không nghĩ ra được phương pháp này. Diệp Phàm nói, thứ này tốt như vậy, nếu muốn nhà họ Hồ đưa hết cho chúng ta chắc chắn là không thể nào. Tôi nghi ngờ họ đã thèm cây sáo này rồi, có thể nào họ sẽ động thủ không? Đến lúc đó chúng ta thảm rồi. Lang Phá Thiên nói, không sợ, họ có đường của họ, ta có lối của ta. Đến lúc đó làm không ra gì thì cũng là do họ tự tạo thành. Diệp Phàm xua tay nói, Lang Phá Thiên và Đường Thành nhìn nhau không hỏi gì nữa. Đây là bí mật của Diệp Phàm, ngay cả bạn bè thân thiết cũng không thể hỏi. 9 giờ sáng ngày thứ hai, sân đấu không còn lại một chỗ ngồi. Một chỗ tiêu chuẩn là của người có bộ râu người Nhật, hôm nay đứng trên võ đài mặc áo võ sĩ rộng thùng thình. Trên đầu người này còn có cái bờm to như đuôi sam to bằng tay em bé. Có vẻ rất trang trọng, còn đối với Diệp Phàm, thì chẳng có tư thế gì. Diệp Phàm có vẻ mặt kiêu ngạo, cũng chẳng thèm nhìn thẳng vào đối thủ. Hai người còn chưa ra tay mà đã so khí thế kiêu ngạo rồi. Cách sàn đấu không xa có một phòng VIP, có người mặc bộ vest chỉnh tề, tuấn tú đang nhìn về phía sàn đấu. Bởi vì phòng ngoài nói là lợi hại, trong cuộc thi cuối cùng của vòng đấu bảng, cũng là người đạt danh hiệu đệ nhất của cuộc thi, chắc chắn về nhất của đội Đông sẽ phải gặp về nhất của đội Tây. Đương nhiên là Phil sẽ quan tâm nhiều đến trận đấu không trách nhất lang. Spice, ông thấy trận này có gì đáng xem không? Phil quay lại hỏi Spice, ông ta là quản gia đồng thời đảm nhiệm kinh tế của Phil, thực ra là một nhân vật lắm mưu nhiều kế. Nhưng ánh mắt của người này lại rất cay độc, trong vòng mấy năm ngắn ngủi Phil xuất đạo mà ông ta đã đưa ra bao nhiêu sách lược, kiếm không ít tiền. Điểm lớn để mà xem chắc không có, tuy người ra là người trong bộ lạc châu Phi nhưng đã thắng liên tiếp mấy trận rồi. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã trở thành quyền vương 7 sao. Nhưng tôi xem trận đấu của anh ta và Reo thì đúng là Reo quá khinh địch rồi. Nếu như dùng tiếng Hoa mà nói thì nó chính là thuyền lật trong mương. Hơn nữa, chúng ta cũng thấy, tháp tư kia không có động tác võ thuật nào giống quyền anh. Dường như toàn dựa vào sức của anh ta. Spice nói. Phil, cậu nói xem sau mấy chiêu sẽ thu phục. Lúc này một người hói đầu bên cạnh Phil liền bỏ điếu xì gà ra hỏi. Nếu nhìn theo chỗ ngồi thì địa vị của người này còn cao hơn cả Phil. Bởi vì Phil ngồi ở bên trái của người này, còn người này lại ngồi ở vị trí chủ. Như vậy lai lịch của người này không nhỏ. Ông ấy là phó cục trưởng cục tình vào CIA Hoa Kỳ, phụ trách mảng châu Á. Cục trưởng, nếu như tôi đoán không nhầm thì tháp giả kia không quá 10 chiêu sẽ thắng. Nếu mà hắn ta mạnh hơn nữa thì càng tốt, ít nhất còn khiến tôi thấy được thủ đoạn kịch liệt của không trạch. Tiện tham khảo một chút, thật đáng tiếc. Phil có chút nuối tiếc lắc đầu. Đúng, tháp bố tư quá ngông cuồng rồi, cũng là quá kiêu ngạo. Loại người này nếu gặp phải đối thủ mạnh thì chắc chắn là thảm rồi. Nhưng, người này xuất thân từ một bộ lạc mà có được thành tích như vậy là không tồi chút nào. Nếu như hắn ta đồng ý gia nhập vào tổ của chúng ta thì cũng sẽ là một hạt giống tốt. Tôi sẽ khiến hắn ta trở thành một trong những tình báo giỏi nhất của CIA. Cục trưởng nói đến đây nhìn Phil và cười nói. Đương nhiên cậu là Á quân của chúng ta rồi, nhưng gần đây ta cũng nghe nói Decker rất hứng thú với cậu phải không? Decker là tổ trưởng mới của đội hành động đặc biệt của Hải Lang Hoa Kỳ. Ông ấy muốn tôi gia nhập vào Hải Lang, nhưng... Phil nói đến đây liền cố ý dừng lại. Bên họ có thể làm gì cho cậu, bên tình báo chúng tôi cũng sẽ không để cậu phải thiếu. Phil, làm người phải có lương tâm. 3 năm trước khi mới tham gia cậu cũng là một người mới. Tôi đã nhìn ra cậu và không tiếc mà bỏ ra số tiền lớn để đào tạo cậu. Trong 3 năm đó, cậu từ một quyền sư bình thường đã trở thành 8 sao. Chúng tôi đã bỏ ra không ít công sức. Mà, tôi cũng biết cậu là người có thực lực, cậu ít xuất hiện đi chút. Lần trước cậu ít ra mặt là để bây giờ có thể đứng cao trong mã lệ châu nạp này. Decker có thể cho cậu cái gì?
Huống chi, bên ngoài cậu chỉ là một quyền vương thông thường. Thu nhập của cậu chúng tôi cũng chỉ lấy 2 phần, coi như là hoa tiêu mà chúng ta trải đường cho cậu. Cục trưởng có chút bất mãn khi Phil có thái độ như thế. Như kiểu anh ta có giá lắm. Cục trưởng yên tâm, con người tôi còn có tình có nghĩa. Đương nhiên tình nghĩa là tình nghĩa, 3 năm nay tôi cũng đã kiếm cho cục không ít tiền. Huống hồ, nếu như Hải Lang đưa ra giá cao hơn gấp đôi các anh thì Phil tôi cũng sẽ đưa ra sự lựa chọn lần nữa. Đương nhiên, tôi cũng biết cục trưởng ngài, tôi sẽ không quên ơn đó. Cho dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta vẫn sẽ là những người bạn tốt. Còn nói đến Lang Hải, tôi biết họ có lòng. Về mặt này không muốn cục trưởng phải nhọc công giới thiệu. Phil nói, có chút kiêu ngạo. Cục trưởng có chút tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nói. Hải Lang có thể đưa ra giá gấp đôi bên này thì cậu cứ đi. Nhưng tôi tin rằng Decker sẽ không thể làm được như vậy. Bởi vì họ chưa chắc có tiền bằng chúng ta. Thời đại này cái gì cũng phải tiền. Không có tiền thì không làm được gì. Huống chi, ở bên này cậu còn là số 1, nhưng nếu như cậu đến với Hải Lang thì không còn là con át chủ bài được nữa. Bọn họ còn có nhiều cao thủ về dược phẩm. Ví dụ như làm đêm, cậu có dám nói đều thu phục được họ không? Một ngày nào đó tôi sẽ đánh đêm, khiến họ phải đái ra quần. Một người chuyên về thuốc thì có gì chứ? Không chừng khi nổ một phát lại xong đời. Mẹ nó, trước mặt ta đây cũng chỉ là một cọng lông mà thôi. Phil như kiểu bị đánh vào trúng chỗ đau. Hắn nắm tay lên, gồng nói. Không phải vội, chắc chắn sẽ có một ngày như thế. Nhưng theo như chúng ta đoán thì tử vong chi thần của đội đặc nhiệm A chắc chắn sẽ đến Mã Lệ Châu nạp. Tôi và Decker cũng đang âm thầm quan sát. Nếu như ai có thể xử lý được hắn ta thì địa vị của tổ chức chúng ta sẽ bị ông ta thay thế. Cho nên lần này rất quan trọng. Phil, cả Skis nữa, các cậu phải để ý cho kỹ. Chỉ cần phát hiện ra dấu vết của hắn ta phải lập tức ra tay trước. Decker thế nào, anh ta vừa lên nhận chức. Chắc chắn là còn chưa thuần thục trong tổ, mà Gris lại không phục. Cục trưởng hừ nói. Lão Gris là tổ phó thứ nhất của Hải Lang. Đúng, Brown vừa rút lui. Vốn quan hệ của hai người này rất tốt, hai người họ cũng là hai người bạn nối khố của nhau. Khi Brown nhận chức cũng đã đề bạt ông ta, không ngờ Decker lại một tay cướp hết, mà ngày trước Decker làm nhiệm vụ trong Bộ Quốc phòng. Đây chính là khúc dạo đầu mà Bộ Quốc phòng muốn quy Hải Lang lại. Nhưng thời thế thay đổi rồi, trước khác, nay khác. Decker ngày trước trong Bộ Quốc phòng đương nhiên là người trong quân đội. Nhưng bây giờ khi vào Hải Lang rồi thì đương nhiên đã cường tráng hơn. Bộ Quốc phòng muốn khống chế anh ta cũng không phải dễ. Spies nói chen vào, thực ra ông ta cũng là người trong cục tình báo. Đó là do cục trưởng cử đi để phối hợp với Phil. Đương nhiên là vậy rồi, Decker là tổ trưởng của Hải Lang, mà lại còn là người chịu trách nhiệm trực tiếp của Bắc Cung. Nếu như ông ta không bán đi ai thì ngay cả tham mưu trưởng của quân đội cũng không có cách nào cả. Quân đội muốn quy Hải Lang về nhưng Hải Lang chắc chắn không chịu. Cái này lại hoàn toàn khác với việc làm vợ hai, thời đại này rồi ai còn tự nguyện làm bà hai nữa chứ? Mà các vị lão thành trong quân đội nhiều rồi, nếu như Hải Lang quy về quân đội đương nhiên quyền lực của Decker sẽ giảm đi một nửa. Tự nhiên lại trở thành thuộc hạ phía dưới cơ quan cũ. Đương nhiên trong việc này thì thái độ của Bắc Cung đúng là rất quan trọng. Có thể Bắc Cung không khiến Hải Lang quy về Bộ Quốc phòng. Đây cũng là kết quả của việc duy trì cân bằng quyền lực. Phil hừ nói. Lầu Năm Góc cũng không nhỏ mà. Spies thở dài nói. Bọn họ tự nhận Hải Lang vốn là thuộc hệ thống quân đội nên muốn họ quay về quân đội là chuyện bình thường. Họ không muốn thấy Hải Lang độc lập riêng mà nhận sự cai quản trực tiếp của Bắc Cung. Nhưng Bắc Cung cũng không muốn Hải Lang trở về Lầu Năm Góc. Cứ để mình tự quản có phải thoải mái hơn không? Cục trưởng nói. Cục trưởng, cái này đúng là phức tạp. Theo như tình hình hiện tại. Tôi chỉ muốn trở thành quyền vương đệ nhất, không tham gia vào vòng lộn xộn đó làm gì. Bộ ngành của nước ta đã có quá nhiều rồi, Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng, Cục Tình báo, lại còn cả lục quân, bộ đội đặc công. Những bộ ngành này cứ làm loạn lên, rồi ngay cả những chuyện chơi bẩn, chơi đều nhau cũng có thể làm được. Đấy đều là bộ ngành quốc gia, sao lại không thể sống hòa thuận được với nhau? Phil có chút buồn phiền nói. Phil. Bây giờ cậu có muốn cởi bỏ cái mũ CIA cũng không được. Nên hãy chuyên tâm để mà làm tốt nhiệm vụ. Mà, cậu vẫn là quyền vương cơ mà. Trong cục lại không có nhiều nhiệm vụ để cậu phải làm.
thực ra cậu là một pho tượng thần của cục tình báo. Còn gì không phải là tự nhiên nữa, có thân phận cục tình báo thì làm gì cũng sẽ thuận tiện hơn. Và Lầu Năm Góc, hay Hải Lang cũng không thể thái độ với cậu. Nếu như cậu chỉ là một quyền vương thông thường thì sẽ gặp phải nhiều vật cản hơn thế. Có được ắt có mất, nhưng những gì cậu đạt được lại nhiều hơn những thứ mất đi rất nhiều. Spies khuyên nhủ. Chương 2713, không trách Nhất Lang, anh chết chắc rồi. Ý tưởng của Phil là đúng, nhưng điều đó là không thể. Ai cũng muốn hòa hợp êm ấm, những như thế lại bất lợi cho việc cạnh tranh. Xã hội này, chỉ có cạnh tranh thì mới thúc đẩy xã hội phát triển được. Có khi trong các bộ ngành âm mưu mà chơi bẩn lẫn nhau cũng là một thủ đoạn cạnh tranh. Đó cũng là thúc đẩy nhận thức cạnh tranh trong các bộ ngành, là một phương phía để tăng cường năng lực công tác. Những điều này Bắc Cung cũng đều đã thấy rõ. Nếu như hòa hợp êm thấm thì đương nhiên không phải là thứ mà Bắc Cung muốn thấy. Cứ nói về việc đến Mã Lệ Châu nạp lần này thì biết. Không những chỉ có CIA chúng ta mà còn có cả người của Hải Lang, tôi tin rằng, bên quốc phòng cũng đã cho tàu ngầm cách đây không xa rồi. Cục trưởng nhổ mấy cọng tóc trên đầu hừ nói. Những người này vốn là những âm hồn dưới biển sâu, nghe nói Hải Lang cũng có tàu ngầm bí mật phải không? Mà đó còn là một tàu ngầm loại nhỏ, là thành quả của nghiên cứu khoa học cao nhất. Phil hừ nói. Ha ha, tuy nói những thiết bị của Hải Lang tương đối cao. Nó không giống của chúng ta là chuyên thu thập tin tức. Họ chuyên về làm nhiệm vụ, nếu như không có khả năng tấn công thì Hải Lang còn tồn tại làm gì? Đương nhiên, tàu ngầm của Hải Lang chủ yếu là dùng để vận chuyển và giúp cho đội viên hành động bí mật trong những hành trình dài. Đương nhiên, năng lực tấn công và phòng ngự của nó cũng không thể bỏ qua. Bởi vì trong quá trình vận chuyển có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra. Không có tính phòng vệ cao thì sao có thể bảo vệ được sinh mạng của những đội quân tinh nhuệ của nước nhà. Ví dụ như nói về tử vong chi thần, bộ ngành nào cũng đều nhìn chằm chằm vào. Tất cả mọi người đang có âm mưu hết, ai mà có thể bắt được anh ta trước hay có thể giết chết anh ta thì đều nhận được vinh dự cao nhất của Bắc Cung. Đây vốn là một loại khen ngợi đối với tổ chức này. Mà Phil, tôi cũng nói luôn với cậu, tử vong chi thần đã có số hiệu trong Bắc Cung. Nội bộ đã ra giải thưởng 5 triệu đô cho ai lấy được đầu hắn. Một khi ai đó có được hắn thì những kinh phí sau này sẽ được tính là 10%. Mà nếu như anh bắt được hắn ta thì cấp bậc của anh sẽ được tăng thêm 2 cấp. Như Bộ Quốc phòng cũng đã công bố, nếu như thiếu tá mà bắt được người này thì lập tức sẽ đương thăng chức lên thượng tá. Như vậy chức vụ cũng đã được nâng lên rồi. Cục trưởng mặt càng nghiêm túc nói. 10%, lại còn được thăng quan tiến chức. Phil sau khi sửng sốt cũng đã hít một hơi lớn. Tuy nói là 10% không ăn nhầm gì nhưng mỗi một lần rót tiền ra 2, 3 tỷ đô thì đó cũng không phải là một con số nhỏ đối với Hải Lang. Khó trách sao tất cả các bộ ngành đều đổ xô về Mã Lệ Châu nạp này. Tên kia gần như là thịt đường tăng rồi, nhưng những người hoạt động đêm của Hải Lang cũng tới sao? Phil lạnh lùng hỏi. Đương nhiên là tới rồi, còn cao thủ hỏa phiêu của Lầu Năm Góc chắc chắn cũng tới. Nhưng bọn họ đều đã cải trang rồi, nếu có đứng trước mặt chúng ta cũng khó mà nhận ra. Huống chi Lầu Năm Góc cũng rất thần bí, Phó Cục trưởng Cục Tình Báo cũng không có tài liệu liên quan đến hỏa phiêu kia. Mẹ kiếp, lại còn định chơi trò bí hiểm với ta, có là cái gì chứ? Cục trưởng giận nói. Có lẽ tài liệu liên quan đến Dạ Đương các anh cũng không có phải không? Phiêu cười nói, nét mặt vui vẻ. Cũng chẳng có gì là lạ, bọn họ đương nhiên là không thể nói cho chúng ta. Mà chúng ta cũng không hao tổn sức mà đi điều tra về hai đối tượng đó. Nếu không đã hất tung cả Decker và Lầu Năm Góc lên rồi. Cục trưởng nói. Tôi đoán tên tử vong chi thần kia của TQ cũng thần bí như vậy, chắc chắn trong tổ đặc nhiệm A phải có vài người biết về anh ta. Nếu như có thể dụ dỗ được một lãnh đạo trong tổ A thì hay biết mấy. Như vậy việc giải quyết tên kia sẽ không thành vấn đề. Nói cách khác không có tình báo, không có bất kỳ tài liệu liên quan đến hắn ta. Trên thuyền này không dưới mấy nghìn người, đi đâu mà tìm hắn ta được. Cho đến giờ ngay cả là nam hay nữ chúng ta còn chưa rõ, muốn bắt được hắn ta, thử hỏi xem có dễ không. Phil nói, trong lòng cũng là đang nghĩ đến khoản tiền thưởng cách xù kia. Hừm, chúng ta không thể làm được thì họ cũng vậy. Hệ thống tình báo của chúng ta rộng khắp toàn cầu, số lượng nhân viên tình báo cũng là con số khổng lồ. Nếu tính về phương diện tình báo, thu thập tin tức thì chúng ta có ưu thế hơn họ nhiều. Không có tình báo chẳng khác nào người mù. Trên phương diện khác thì họ có Dạ Đương và cả hỏa phiêu nhưng thế thì có sao?
nhưng ta đang nghĩ bọn họ có thể sẽ vươn ra cành ô liu đấy. Cục trưởng cười nói, nghĩa là họ sẽ yêu cầu chúng ta hợp tác sao? Phiêu hỏi, nhưng có chút hồ nghi liếc nhìn cụ trưởng, hỏi. Nếu như có dự định như thế sao đến giờ vẫn không động tĩnh gì? Nhưng chúng ta mà hợp tác với họ thì có lẽ sẽ không có chuyện gì đến tôi rồi. Nếu nói về thực lực thì đương nhiên Dạ Đương và Hỏa Phiêu hơn hẳn tôi. Một khi cục chúng ta cung cấp thông tin thì họ đã ra tay rồi, tôi còn là cái quái gì nữa. Phiêu cũng có cảm thấy tức, thể hiện sự bất mãn. Yên tâm Phiêu, đến lúc có tin tức tôi lại có thể quên được cậu sao? Lại nói, nếu quả thật tên tử vong chi thần kia lợi hại thật, tôi nghĩ một mình cậu liệu có thể bắt được hắn ta không? Vì thế có thể là chúng ta sẽ hợp tác với bọn họ. Nhưng cậu yên tâm, tuy là hợp tác nhưng công lao to nhất vẫn là của cậu. Nếu như không hợp tác được thì chúng ta sẽ làm một mình thôi. Cục trưởng an ủi nói. Chỉ có thể như vậy thôi, nhưng hắn ta đã có nhiều điểm trong trận Sahara. Chẳng qua những người đã gặp hắn ta rồi thì cũng sắp đi gặp Thượng Đế mất rồi. Những người may mắn không chết thì cũng đã bị hù đến tè cả da quần. Hỏi gì cũng không nói. Đều là những kẻ hèn nhát, bằng không thì đã sớm điều tra ra hắn ta rồi, không phải phiền phức như thế này. Phiêu có chút khinh bỉ hừ nói. Thực ra bọn họ không hoàn toàn tin tưởng vào cục trưởng. Biết là cục trưởng chính là đang lợi dụng mình. Nếu như gặp phải điều tốt thì cũng không đến lượt mình lao ra. Cục trưởng phải ra trước mới đúng. Nói dễ hơn làm mà. Cục trưởng thở dài, nhìn Phiêu rồi nói. Tuy cậu đã thi đấu nhiều nhưng trò của tên kia cậu lại chưa từng có trải nghiệm. Tuy mấy năm gần đây cậu đã vì chúng ta mà hoàn thành một số nhiệm vụ đặc biệt, nhưng nó cũng chỉ là những hoạt động tình báo hoặc lấy trộm thông tin không có tính khiêu chiến cao. Để cậu chính thức vào hoàn cảnh như ở Sahara lúc đó cái chết cận kề thì cậu mới có thể hiểu được đâu là chiến trường thực sự. Thế nào là nơi thần chết, hắn ta đã gây cho Hải Lang một vết thương quá lớn, không chỉ riêng Hải Lang mà tổ thần Nhật Bản, Hồng quân Nga đều đã vạch ra đó là người phải giết. Người này quá ác, những lần trước đều để hắn ta chạy thoát. Tin chắc rằng người này chính là quân át chủ bài, là vũ khí lợi hại nhất của tổ A. Nhưng nếu nói về họ, chúng ta cũng không biết nhiều tài liệu về họ, mà họ cũng không biết nhiều về chúng ta. Ví dụ như chắc chắn họ cũng sẽ mơ mơ hồ hồ về Dạ Đương và Hỏa Phiêu. Cũng đúng, mọi người đều có bí mật, chứ chẳng nói đến một quốc gia. Những thứ thần bí đó là vô vàn, chúng ta lại không phải là thần, cũng không phải cái gì cũng biết được. Spice nói, cục trưởng, chúng ta chơi một phen đi. Phiêu nhìn lên trên lôi đài cười nói. Chơi thế nào? Cục trưởng nói. Đương nhiên là đặt cho không trạch rồi, tôi đặt 3 triệu, cục trưởng thì sao? Phiêu cười hỏi. Cậu có tiền, tôi không có tiền, tôi đặt 1 triệu. Trong đó 500.000 là tôi đi mượn đó. Cục trưởng cười cười nhìn Spice nói. Anh có muốn tham gia không? Tôi đâu so được với các anh, tiền lương của tôi trong cục là nhiều so với những người khác nhưng so với các anh tôi chỉ là một người nghèo, vì vậy mà 500.000 là cả cuộc sống của nhà tôi. Mà tôi tin vào con mắt của Phil, đợi Phil và không trạch đứng trên sàn đấu tôi sẽ thế chấp hết của cải mà đặt. Spice cười nói, ba người đều ấn vào nút đặt cược. Đặt cược lần này không cần Diệp Phàm phải to mồm, vì lượng đặt cho không trạch chỉ không quá 5 phút đã lên tới 100 triệu đô rồi. Nhưng bên này Hồ Tuấn Thuyên và Kiều Nhuế Vô Khinh hợp sức lại, đem hết tiền kiếm được mà đặt. Chỉ cần bên kia có người đặt thì bên này lập tức tăng giá. Cứ thế mà tăng lên, cuối cùng tiếng chuông hết thời gian đặt cược cũng vang lên, tổng lượng đặt cược của hai bên lên đến hơn 700 triệu đô. Lần này Hồ Tuấn Thuyên cũng ra tay, tự anh ta đã đưa ra 30 triệu. Còn bên công ty bỏ ra 100 triệu. Ngoài đó ra, còn có hơn 400 triệu là của Diệp Phàm đặt. Còn Kiều Nhuế Vô Khinh không có nhiều tiền, cũng dốc hết của cải chỉ đặt được 60 triệu. Còn Đường Thành cũng đã bỏ tiền kiếm được và vốn đầu ra đặt. Còn nói về khách vãng lại thì có ít người đặt cho Diệp Phàm. Bởi vì tiếng tăm của không trạch rất lớn, 90% đều tin rằng tên tiểu tù trưởng kiêu ngạo kia không phải là đối thủ của không trạch. Để cổ vũ khí thế, thực ra trong 700 triệu của không trạch, có hơn một nửa là gia tộc nhà họ không trạch ép xuống. Trên thực tế đã trở thành việc Diệp Phàm và không trạch ra dở thủ đoạn với nhau. Còn những vị khách lớn vẫn chưa ra tay. Họ muốn đợi đến trận cuối cùng của 16 cường quyền mới xuất ra con ngựa lớn. Keng! Lại một âm thanh giòn vang, tiếng chuông vang lên. Ngô Đại Thuận tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu.
hôm nay không trạch nhất lang dùng phương thức cuộc chiến tốc độ. Bởi vì anh ta muốn tiết kiệm sức lực để chờ trận sau quyết đấu với phiêu giành ngôi số 1. Bởi vì trận đấu 16 tuyển thủ sau này phải gặp đối thủ yếu hơn chút. Chính là gặp những cao thủ thấp nhất là 9 sao. Không trạch nhất lang đương nhiên không hy vọng sẽ gặp phải 10 tuyển thủ kia. Như thế tức là chọn cách tự sát. Nghe nói trong 10 người đó có cả quyền vương 11 sao thậm chí là 12 sao. Không trạch nhất lang cũng không ngông cuồng đến mức cho rằng mình có thể hạ được quyền vương 12 sao. Biết rằng không đánh được nhưng vẫn phải đánh. Mã Lệ Châu Nạp là một trận chiến nổi danh, là một trận chiến thăng cấp nhanh chóng. Ví dụ như không trạch nhất lang có thể đánh thắng quyền vương 10 sao, anh sẽ lập tức được ban tổ chức thi đấu trao cho đai của quyền vương 10 sao luôn. Thẳng đứng như dao, không trạch nhất lang không hề hé răng mà nhảy lên như lò xo, phải cao chừng 3 mét. Từ trên không trung nhanh chóng lao xuống dưới, tay của không trạch sắc bén như lưỡi dao. Chương 2714, đao phá. Một trường vung mạnh xuống đất, thanh đao cắt không khí như nhằm thẳng đầu và vai Diệp Phàm mà đánh. Đao kia nếu mà bổ thật xuống thì đầu Diệp Phàm có thành hai mảnh hay không cũng khó mà nói. Bởi vì ông nội của không trạch là không trạch Bản Tú, chỉ một đao đã chém đứt một ngọn núi nhỏ. Tuy không trạch còn trẻ nhưng cũng có chút phong thái của ông nội. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm sau khi nhìn một lượt đã có chút kinh ngạc, bởi vì bàn tay của không trạch nhất lang sau khi đã xẻ ra, thì trước bàn tay anh ta lại có một khí đao hình cung lạ thường khoảng 2 mét. Khí đao này trong suốt, mắt thường không thể nhìn thấy được. Đao khí này trong chớp mắt lao đến chỗ Diệp Phàm. Diệp Phàm đã hiểu rồi, tên không trạch nhất lang này ít nhất cũng là thập đẳng. Trong lòng Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, hướng thẳng một quyền lên không trung. Trong nháy mắt hai quyền còn cách nhau khoảng 1 mét thì đụng phải nhau. Bang một tiếng rung rợn. Người không trạch nhất lang bị bắn ngược lại phía sau một bước dài rồi mới định hình lại được. Còn Diệp Phàm cũng phải lui lại một đoạn rồi còn loạng choạng rồi mới đứng người lại được. Thực ra Diệp Phàm muốn lưu lại chút tinh lực, mới chỉ sử dụng có 3 phần sức thôi. Nhưng gặp phải tình huống này, ngay lập tức toàn sàn đấu phải hốt hoảng. Những kẻ này đã đặt tiền, trong lòng bỗng run rẩy, vốn nghĩ trận đấu này nắm chắc phần thắng. Nhưng đến bây giờ hình như tên tiểu tù trưởng kia cũng có chút thực lực. Không ngờ dùng một quyền mà có thể đánh cho không trạch lùi về đằng sau được. Không trạch Bản Tú sờ trỏm râu, thu lại nét cười trên mặt, nét mặt nghiêm túc trở lại. Cha, bộ lạc kia có tên tiểu tử cũng không yếu đúng không? Không trạch Điền do cho mày, nói. Thật sự không ngờ tên tiểu tử này lại có sức mạnh như vậy, nhất lang chỉ có một chút ưu thế. Mà tên đó còn chưa ra hết sức. Không trạch Bản Tú phân tích, toàn bộ người trong gia tộc không trạch ngồi bên cạnh đều sửng sốt, bởi vì nhất lang thắng bại chính là quyết định tài sản của họ. Mấy trăm triệu cũng là một con số lớn, cơ bản là nhà họ không trạch đã thế chấp tài sản một nửa rồi. Không thể nào, nếu hắn ta còn chưa ra hết sức thì nhất lang chẳng phải là. Không trạch Điền do cũng bắt đầu tăng nhịp đập tim. Cũng không hẳn, xem ra thì tuổi của tên này không thể hơn nhất lang được. Có lẽ khi nãy dùng hết sức thì mới có kết quả như vậy. Chúng ta cứ kiên trì xem, đao công của nhà chúng ta không để lộ ra ngoài mà, đừng lo lắng, nhất lang nhà chúng ta không dễ dàng thất bại đâu. Không trạch Bản Tú lại lấy lại được vẻ bình tĩnh. Đồng thời cũng là để an ủi tinh thần người trong gia tộc. Có chút kỳ lạ rồi. Phiêu Vô Ý đã ngoáy đầu một cái. Xem ra trong 10 hiệp trận đấu kịch liệt này không thể kết thúc được. Nếu nhất lang mà thắng thì cũng phải bỏ ra giá không nhỏ, thậm chí là còn có thể bị thương nữa. Spice vừa nhìn đã nói luôn. Nếu quả thật như vậy, chỉ cần kết quả thắng thì cũng là chuyện tốt đối với chúng ta. Đến lúc đó Phiêu có thể tiết kiệm được chút tinh lực có phải không? Cục trưởng cười nói, lão này quả thật đang rất bình tĩnh. Hoành Mã Đoạn Thi. Nhất lang sau khi bị lung lay đã lấy lại được bình tĩnh, đối với người luyện võ cao thủ vậy, việc giữ được bình tĩnh là điều quan trọng nhất. Nhất lang giống lên một tiếng, bàn tay đột nhiên vung ra trước ngực, bước chân bổ nhào về phía trước tay giống như cây đao đang nhằm về phía Diệp Phàm mà vung mạnh. Diệp Phàm cũng không chậm, cũng vung ra một quả đấm như chùy sắt tiến thẳng ra. Đao khí của Nhất lang đã bị quyền khí cản lại. Răng rắc, giống như âm thanh gỗ bị gãy thành đoạn, quyền của Diệp Phàm đụng phải đao của Nhất Lang. Cả người Nhất Lang đỏ ửng, nhìn lên trên trường đao đã bị nắm đấm của Diệp Phàm đẩy ra. Nhưng, Diệp Phàm lại giống như máu túc bú sữa mẹ, lực theo vậy mà ép xuống dưới. Không ngờ hai bên lại dính vào nhau, một bên thì vênh lên trên, một bên thì đập xuống dưới, tạm thời lại giằng co với nhau.
chỉ có cao thủ mới biết hai người này đang bắt đầu bỏ nội khí. Nhìn thì hành động của hai người này quái dị, thực tế nội lực của hai người này bỏ ra còn mãnh liệt hơn đánh quyền thực. Không lâu sau người xem quần chúng đã kích động. Bởi vì họ phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ, tuy cả hai đều không động đậy nhưng sàn đấu mà hai người họ đang đứng lên lại đang lay chuyển. Hình như là bắt đầu động đất thì phải. Không lâu sau thì cả sàn đấu bắt đầu chuyển động, cứ như kiểu bị uống say, vãng ra hai bên. Sàn đấu này được xây dựng bằng thép tốt, bên trên được phủ bằng gỗ dày có tính đàn hồi mạnh. Lốp bốp! Á, trời ạ, cậy gỗ lớn như thế mà nứt ra sao? Người nào đó kinh hãi kêu lên, cả hiện trường liền oanh động. Nứt rồi, nứt rồi. Có người cũng kêu lên. Đúng là nứt rồi, mày cao à, đây là năng lực gì vậy? Miếng gỗ dày chừng 20cm mà Diệp Phàm và Nhất Lang dẫm lên đột nhiên nứt ra, chân hai người đang tiến vào trong gỗ. Mà bên dưới miếng gỗ bị đè đã có cả những đám khói trắng bay lên. Thực ra hai người đã dùng sức ép xuống chân ma sát tạo thành nhiệt năng khiến cho gỗ cháy. Lên! Xuống! Không ngờ hai người cùng hét lên, bang một tiếng, quyền trưởng của hai người sau khi va vào nhau, chân đã trượt ra xa đến 7, 8 mét. Mà lúc này dưới chân hai người họ đã in hẳn dấu chân lại, in trên gỗ khoảng 10 mét. Lập tức lại một hồi chấn động xuất hiện. Đúng là khúc xương khó gặm. Không trạch điền do trở nên căng thẳng. Khó gặm cũng phải gặm, ngay cả một tên nhà quê từ một bộ lạc mà còn không hạ được thì nhà họ không trạch này không có loại cháu như vậy. Không trạch bản tú có chút tức giận nói. Vốn nghĩ có thể nhẹ nhàng mà hạ được tên tháp bố tư kia cũng sẽ khiến cho nhà họ không trạch mở mặt một hồi. Ai ngờ giờ lại chỉ còn có một phần nhỏ thắng thế này. Nếu chẳng may. Không trạch điền do vừa nói đến đây thì không trạch bản tú đã lập tức cắt lời, la dầy con. Lão ta gõ xuống bàn, mấy chén trà đã bị ném tan, ông ta không thèm nhìn liền hừ nói. Không có nếu chẳng may gì, chỉ có thành công bằng không không trạch bản tú này không có loại cháu năng lực kém thế. Ông ta không dám nghĩ đến từ chẳng may, nếu thua thì mặt đại sư này phải giấu vào đâu. Nhà họ không trạch làm sao còn có thể sống yên ở Nhật Bản được, và cũng còn mặt mũi nào mà trở về gặp Giang Đông phụ lão. Nhất Lang, không trạch điền do đã toát cả mồ hôi trán, miệng thì thầm nói. Anh, vững vàng lên, nếu không được thì dùng đạo phá. Lúc này em trai của không trạch điền do là không trạch Hôi Lang nói. Vớ vẩn, chú hai, chú lại muốn Nhất Lang sau này trở thành người tàn phế sao? Tôi thật không ngờ lòng dạ chú lại ác độc như vậy. Chẳng lẽ chú không biết đến hậu quả nếu sử dụng đao phá của nhà chúng ta sao? Thật là uổng phí bao năm tôi đã chăm lo cho chú, để cả nửa sản nghiệp công ty cho chú. Vậy mà không ngờ chú lại nói ra được những lời này, chú còn phải là con người hay không? Không trạch điền do buồn bã giáo huấn em trai. Đao phá của nhà họ không trạch là bí mật bảo vệ sinh mạng cuối cùng của nhà họ không trạch, không đến trường hợp bất đắc dĩ thì không dám dùng. Bởi vì phương pháp này là ép hết đan đi pen lên lòng bàn tay, khiến tay giống như một cây đao đầy nội lực và cây đao này có sức mạnh tăng gấp 2 lần. Nếu một khi thất bại thì hãy còn giữ được mạng sống cho dù là may mắn thành công thì những di chứng sau này cũng thật đáng sợ. Người sử dụng bị trọng thương, nghiêm trọng hơn thì sẽ thành người tàn phế, nghiêm trọng hơn nữa thì sẽ lên gặp Thượng Đế, uống trà buôn chuyện. Không trạch tiểu nhi, lại đi. Diệp Phàm kiêu ngao kêu lên. Cứ như người nguyên thủy xưa trong rừng rậm, hắn ta vươn tay ra, nhảy bổ lên tấn công. Bốp, bốp, hai bên đánh liên tục mười mấy quyền, bộp một tiếng, quyền cuối cùng Nhất Lang bị Diệp Phàm nện cho một cái giống như cao su bay ngược trở lại. Diệp Phàm không chút khách khí, bởi vì cũng đã bốc hỏa lên rồi. Đó là đã thể hiện một nửa sức lực, đã sử dụng cả khai bi chi thủ của nhà họ Lô, kết hợp với nội lực của hắn ta để đánh Nhất Lang. Anh ta căn bản cũng không thể chống đỡ nổi. Hoàn toàn đã nằm trong tay Diệp Phàm. Mà máu tươi cũng đã tuôn ra. Không ngờ, thật là không ngờ. Phiêu thất vọng lắc đầu. Tiền của chúng ta, thế là xong rồi. Spice thảm thiết nói. Đồ vô dụng cút đi, cút. Cục trưởng không chịu nổi thêm dầu vào lửa với Nhất Lang. Bởi vì ông ta cũng đem cả gia tài ra mà thế chấp rồi. Một khi Nhất Lang thua thì số tiền thu được trong mấy chục năm nay làm đã đội nón mà đi. Rồi cuộc đời lại trở về thời trước khi giải phóng. Cùng lý do đó những kẻ giàu có đặt nhiều tiền cũng đang điên cuồng mà hét lên, rồi lại đổ thêm dầu vào lửa, kích Nhất Lang. Nên dùng đao phá rồi, một đao cho tên tiểu tử kia chết.
Lúc này Không Trạch Bản Tú cũng lẩm bẩm nói. Hình như chỉ là nói để bản thân tự nghe thôi. Cha, không thể dùng đao phá được. Không Trạch Điền do buồn bã nhìn cha nói. Còn không ra hiệu cho nó. Lẽ nào con muốn ta phải chết? Lẽ nào con muốn nhà họ Không Trạch không còn chút của cải gì trên tàu Mã Lệ Châu nạp sao? Không có tiền thì gia tộc nhà ta ngay lập tức sẽ lưu lạc xuống hạng 3 trong các gia tộc ở Nhật Bản. Kẻ thù ngày xưa của chúng ta sẽ lên trên sao? Như thế này thì sau này sẽ không có nhà họ Không Trạch trên đất Nhật Bản rồi. Không Trạch Bản Tú buồn rầu, giận, trừng mắt nhìn đứa con. Không Trạch Điền do cảm thấy trưởng này nặng ngàn cân, ông ta chậm rãi giơ ngón tay lên. Phía dưới có người nhận được ám hiệu, lập tức phát tín hiệu với Nhất Lang trên sàn đấu. Nhưng Nhất Lang liên tiếp bị Diệp Phàm gia trưởng mạnh nên sớm đã bị chóng mặt, choáng váng không còn biết phương hướng thế nào rồi. Mà Diệp Phàm cũng đang khống chế lực để từ từ tra tấn Nhất Lang đến cùng. Tiểu Nhật Bản, ông nội đây không ép ngươi chết. Diệp Phàm cười thầm, từng quyền một ra tay. Miệng tràn đầy máu. Mũi cũng có máu. Lỗ tai cũng sắp rồi. Diệp Phàm ác độc đấm, đá, đạp thẳng vào Nhất Lang. Đao phá. Nhất Lang cuối cùng cũng tỉnh được chút, thấy thủ thế xong không hề do dự, đột nhiên cả người lui về sau vòng bảo vệ. Bụng căng như cái trống, như một con ếch, hai tay đột nhiên lại trở thành hình dẹt.